Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 201, Hoa khôi của trường đổi người. Ngươi, Trình Tuyết nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản, đứng tại chỗ giận đến mức tối sầm mặt lại. Vô luận cô ta đã từng tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng không bao giờ nghĩ ra, dưới lớp trang điểm đáng sợ kia của Diệp Oản Oản lại là một gương mặt xinh đẹp như vậy. Mà ở trước gương mặt đó của Diệp Oản Oản, việc cô ta tối nay phí hết tâm tư trang điểm tinh xảo cùng váy dạ hội hoa lệ tất cả đều trở thành một trận trò cười. Giờ phút này, mọi người chung quanh đều nhìn chằm chằm về phía của Trình Tuyết, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khác thường, châu đầu kề tai xì xào bàn tán. Diệp Oản Oản tháo tất cả trang sức cùng tẩy trang gương mặt của mình, hoàn toàn lộ ra dung nhan chân thật nhất, trên người cũng chỉ mặc đơn giản một bộ váy màu trắng, đem lại cảm giác tốt hơn nhiều so với trang phục lộng lẫy của Trình Tuyết hoa khôi của trường Thanh Hòa bọn họ, làm cho hình tượng nữ thần trong lòng tất cả nam sinh trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, đây là cái chuyện gì a? Các ngươi có còn nhớ Diệp Oản Oản đã từng nói, cô ấy không muốn để lộ hình dáng thật sự của mình là bởi vì sợ phiền toái, sợ làm cho mọi thứ hỗn loạn lên sao? Thảo a, vậy mà đây lại là sự thật, cái này cũng quá sáng chói làm mù mắt người khác rồi a. Có thể không mù được sao? Cũng sắp tốt nghiệp, ta lại mới biết trường học của mình lại có một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Cái nhan sắc này quả thật là cách xa Trình Hoa Khôi của chúng ta 18 con phố. Diệp Oản Oản nếu sớm một chút lộ ra bộ mặt thật, làm gì còn có chuyên Trình Tuyết ở đây giễu võ dương oai chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hôm nay vừa nhìn là biết chính Trình Tuyết làm ra chứ còn ai nữa. Vốn là muốn dạy dỗ Diệp Oản Oản, ai ngờ lại là tự mình vả vào mặt mình. Diệp Oản Oản cùng Trình Tuyết, quả nhiên chính là công chúa Bạch Tuyết cùng ác độc vương hậu. Tuyệt vời quá a. Tối nay quả thật là quá huyền ảo rồi. Ta đến bây giờ còn không hiểu lắm. Hoa khôi của trường Thanh Hòa lại bị một người xấu xí làm mất mặt. Ai nói xấu xí? Ai nói xấu xí? Ai nói nữ thần của ta là xấu xí đấy? Nữ thần của ta rõ ràng mới thật sự là hoa khôi của trường Thanh Hòa. Không tin tới PK. Xin vào nhóm. Cái này còn cần bỏ phiếu sao? Hoa khôi của trường Thanh Hòa chúng ta cũng nên thăng cấp đổi người rồi a. Trình Tuyết nhìn lấy những ánh mắt trào phúng cùng nghe những lời nghị luận bàn tán kia, hung hăng đẩy hai người hầu bên cạnh ra hướng phóng trong hậu trường chạy tới, vừa chạy như điên vừa dùng sức lôi kéo lễ phục hoa lệ trên người. Mà nữ sinh tóc ngắn người bày ra kế hoạch này cho Trình Tuyết, một tay chủ tính để cho Diệp Oản Oản tháo bỏ lớp trang điểm vào lúc này sớm đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cô ta nào dám vào lúc này tiến tới trước mặt Trình Tuyết được, vội vàng cúi đầu xuống có thể trốn xa bao nhiêu liền đi trốn bấy nhiêu. Trong đám người đang huyên náo, Trầm Mộng Kỳ gắt gao nắm chặt quả đấm đứng ở trong góc nhỏ, sắc mặt một mảnh âm vụ. Đáng chết! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bây giờ cô ta rơi vào cảnh người gặp người chửi rủa, mà Diệp Oản Oản cái người xấu xí kia chẳng qua chỉ là lộ ra bộ mặt thật mà thôi lại đột nhiên thành nữ thần ở Thanh Hòa, thậm chí thay thế Trình Tuyết trở thành hoa khôi của trường. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào chứ? Bắt đầu từ khi Diệp Oản Oản không có dựa theo dự đoán của cô ta cùng Cố Việt Trạch rời khỏi Cẩm Viên, sau đó tất cả đều diễn tiến theo chiều hướng mà cô ta không thể khống chế nổi. Không chỉ như thế, Diệp Oản Oản đối với cô ta cũng càng ngày càng xa lánh, ngược lại cùng Giang Yên Nhiên càng ngày càng gần. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Trầm Mộng Kỳ liếc nhìn tên người gọi đến, hít sâu một hơi hướng bên ngoài hội trường đi ra. Nhìn tên người gọi điện thoại đến, trên mặt của Trầm Mộng Kỳ hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng thời điểm nhận điện thoại, âm thanh vẫn rất là mềm mại nói, alo, Mộ Phàm ca sao? Hôm nay diễn xuất thuận lợi chứ? Coi như không tồi, Trầm Mộng Kỳ sắc mặt lạnh lùng đáp lời. A, thuận lợi. Buổi biểu diễn ba lê này cô ta trình diễn vở Thiên Nga Đen xuất sắc nhất, tối nay vốn nên là buổi diễn sặc sỡ lóa mắt nhất, nhưng có thể bởi vì sự kiện xảy ra với Tống Tử Hằng kia, thời điểm cô ta lên đài, phía dưới chờ đợi cô ta chỉ có một mảnh hít hà. Chương 202, về nhà vuốt lông đại ma đầu. Đầu bên kia điện thoại di động phát hiện được thanh âm của Mộng Kỳ có chút xa xút, vội vàng lo âu mở miệng hỏi, vẫn còn đang bởi vì chuyện kia nên làm cho tâm tình không tốt sao. Trầm Mộng Kỳ nghe vậy nhất thời ủy khuất nhẹ nhàng sụt sùi khóc, Mộ Phàm ca, em thật khó chịu, thật quá khó chịu, rõ ràng từ đầu tới cuối đều là người nam sinh kia dây dưa với em, uy hiếp em, tại sao lại không có người tin tưởng em. Ngoan ngoãn nào. Còn có anh tin tưởng em a, chân chính thích em, người yêu em đều sẽ tin tưởng em, cần gì phải bởi vì một người không quan trọng mà thương tâm chứ. Nhưng là Oản Oản, ngay cả Oản Oản cậu ấy cũng không tin em nha,
Trầm Mộng Kỳ kích động mở miệng, phảng phất đau lòng đến cực hạn. Nghe được tên của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại di động trong nháy mắt yên lặng, một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói lại rõ ràng lạnh xuống, con bé đó không tin cũng không sao, trước đây anh đã khuyên em rồi chớ cùng con bé qua lại quá gần gũi thân thiết, Diệp Oản Oản không đáng giá để em đối đãi thật lòng như vậy đâu. Nhưng mà em một mực coi Oản Oản là bằng hữu tốt nhất của mình mà. Loại bằng hữu này, em không có cũng được. Tốt rồi, đừng nghĩ đến chuyện không chuyện vui nữa, hãy suy nghĩ một chút đến chuyện sau khi tốt nghiệp em là sẽ trở thành đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thích em nha. Ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ sáng lên một cái, có thật không? Em thực sự có thể trở thành đại minh tinh sao? Dĩ nhiên rồi, anh nhất định sẽ làm cho em trở thành ngôi sao mới nổi bật và chói mắt nhất. Sau khi đến phòng y tế kiểm tra xong, Diệp Oản Oản liền cùng Giang Yên Nhiên trở lại nhà trọ. Giang Yên Nhiên ngồi ở mép giường, lo âu hướng Diệp Oản Oản nhìn sang, Oản Oản, cậu không sao chứ? Mặc dù Diệp Oản Oản bình thường thoạt nhìn như là đối với cái gì cũng không quan tâm, nhưng cô lại nhìn ra được, trong nội tâm của cô ấy ẩn chứa rất nhiều chuyện, bao gồm gương mặt này của mình, sở dĩ cô ấy không muốn lộ ra hình dáng thật chỉ sợ cũng là có ẩn tình khác. Bây giờ bị lộ ra, bị tất cả mọi người thấy, điều này thật không có quan hệ gì sao? Diệp Oản Oản cười khổ giang tay ra, thành thật mà nói, thật ra thì có chuyện, hơn nữa là chuyện rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, Giang Yên Nhiên nhất thời thay đổi sắc mặt, rốt cuộc tại sao cậu một mực không muốn lộ ra diện mạo thật sự của mình vậy? Dĩ nhiên là sợ kiếp đào hoa a. Bạn trai của tớ rất thích ăn giấm. Diệp Oản Oản than thở nói. Giang Yên Nhiên nghe vậy sững sờ một lúc tiếp theo chợt thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng có hậu quả đáng sợ gì nữa chứ, kết quả lại bị vẻ mặt ân ái của Oản Oản làm cho xao động. Diệp Oản Oản biết Giang Yên Nhiên đang suy nghĩ gì nhưng cũng không có giải thích. Ai, vị kia nhà cô nếu thật chỉ là ăn một chút giấm thì đã tốt, nhưng vị kia nhà cô khi ghen lên muốn mạng của cô chứ không phải điều gì khác nha. Vì bảo vệ tính mạng của mình, Diệp Oản Oản cảm giác được mình nhất định trước thời hạn phải nghĩ xong phương pháp ứng đối với anh thôi. Yên Nhiên, có chuyện này tớ muốn nói với cậu, có thể trong khoảng thời gian này, tớ sẽ không ở nhà trọ với cậu nữa. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Không ở nhà trọ, cậu phải về nhà ở rồi sao? Giang Yên Nhiên hỏi. Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc nhất thời khẽ run, về nhà, cô nào còn có nhà để có thể trở về a? À, đúng vậy, tớ muốn về nhà ở, tự nhiên có chút nhớ nhà. Diệp Oản Oản chỉ có thể thuận theo lời của Giang Yên Nhiên mở miệng nói. Cô chung quy không thể trả lời là mình trở về để vuốt lông cho đại ma đầu nào đó được chứ. Nghe Trầm Mộng Kỳ nói, trước giây cậu cùng trong nhà huyên náo rất căng, bây giờ có thể nghĩ thông suốt rồi cũng tốt, cha mẹ nào mà không muốn tốt cho con gái mình chứ, có hiểu lầm gì đó nên nói rõ nếu có thể, đừng chờ đến sau này hối hận không kịp đâu. Giang Yên Nhiên khuyên nhủ. Diệp Oản Oản gật đầu, ừ, tớ biết. Chương 203, nhớ anh đến mức ngủ không yên giấc. Trước khi đi ngủ, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một cái tin nhắn ngắn. Thân ái, người ta rất muốn gặp anh nha, mỗi ngày đều nhớ anh đến mức ngủ không yên giấc, em chuẩn bị cùng lão sư xin học ngoại trú, không ở nhà trọ nữa, cho nên bắt đầu từ thứ sáu này, em sẽ trực tiếp về nhà ở Á. Anh có vui hay không? Bây giờ Tần Nhược Hy đã trở lại phía bên Tư Dạ Hàn, cô cũng muốn nắm chặt hơn một chút, cộng thêm sắp đến thời gian thi vào trường cao đẳng. Cô còn có thể nhân cơ hội nay tìm Tư Dạ Hàn giúp cô bù lại một chút kiến thức số học, nhất cử lưỡng tiện a. Không qua mấy giây, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, Tư Dạ Hàn trở về cho cô một chữ, ừ. Diệp Oản Oản trốn trong chăn trộm cười, ai, cô thật là muốn biết Tư Dạ Hàn mỗi lần nhìn thấy tin nhắn kiểu tê dại người này của cô rốt cuộc có biểu tình gì. Thật là bội phục anh mỗi lần lại còn đều có thể bình tĩnh như vậy mà nói chuyện với cô. Đúng rồi. Đại Bạch có ở nhà không? Em muốn cùng chơi với Đại Bạch. Diệp Oản Oản lại cố ý nhắn thêm một câu nữa. Gào, cô thật sự rất muốn Đại Bạch nha. Chính là không biết Đại Bạch có ở Cẩm Viên hay không a. Lần này đầu kia điện thoại di động cách rất lâu mới có tin nhắn trả lời lại, nó có ở nhà. Quá tốt rồi. Nghĩ đến việc cô trồng cải trắng cùng với Đại Bạch, Diệp Oản Oản nhất thời đối với việc trở về Cẩm Viên đều không còn bài xích nhiều nữa. Đêm khuya, Cẩm Viên. Hứa Dịch đột nhiên bị ông chủ nhà mình kêu tới, nói hắn làm một nhiệm vụ mà hắn nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới. Tư Dạ Hàn, đi tìm đem Slash trở về Cẩm Viên đi. Dạ, Hứa Dịch sửng sờ.
Hơn nửa đêm rồi ông chủ còn muốn để hắn đi lê trên núi tìm sắt về sao? Tên kia vào lúc này còn không biết đang đi săn ở nơi nào vậy mà ông chủ lại muốn hắn tới chỗ nào tìm nó chứ? Trời tối trăng mờ, ông chủ không sợ hắn bị dã thú tha đi hả? Còn có việc gì sao? Tư Dạ Hàn ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Không, không có, thuộc hạ đi tìm liền đây. Trước thứ sáu tìm tới là được. Vâng, Hứa Dịch đau khổ mà lĩnh mệnh hắn phải mang người lên khắp núi mà tìm lão hổ về. Thật sự không nghĩ ra vì sao ông chủ lại muốn tìm sắt gấp như vậy chứ. Còn gia hạn trước thứ sáu nhất định phải tìm được nữa chứ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản theo thói quen mang ra túi trang điểm cực lớn của mình. Lấy ra xong mới phát hiện tối hôm qua mặt của cô đã bị lộ. Cho nên, trang điểm có còn có tác dụng gì được nữa chứ? Tiếp tục trang điểm chính là giấu đầu hở đuôi, nhưng nếu không trang điểm hậu quả mà cô phải nhận cũng không khá hơn chút nào. Diệp Oản Oản còn đang đắn đo suy nghĩ, dưới lầu đột nhiên truyền tới một trận âm thanh huyên náo, mơ hồ còn kèm theo tên của cô. Làm sao lại ồn ào như vậy? Diệp Oản Oản cau mày. Giang Yên Nhiên từ sân thượng đi vào nhìn cô một cái bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, cậu tự đi nhìn đi. Diệp Oản Oản vẻ mặt mê mang, tình huống gì vậy? Diệp Oản Oản thả bộ trang điểm trong tay xuống gãi đầu một cái, đứng dậy hướng sân thượng đi tới. Nữ thần, nữ thần, nữ thần, Oản Oản nữ thần. Nữ thần đi ra, nữ thần ta yêu ngươi. Nữ thần mới vừa rời giường bộ dáng xinh đẹp hơn thiên tiên, ta muốn gào khóc a. Nữ thần ta có một món quà muốn tặng cho ngươi. Diệp Oản Oản mới vừa đi lên sân thượng thiếu chút nữa tiếng quát hò hét khoa trương ở dưới lầu xông vào màng nhĩ. Lúc này cô mới phát hiện ra ở dưới lầu một đám người đông nghịt đang vây quanh, phần lớn đều là nam sinh. Mà bên cạnh phòng của cô còn có mấy tòa nhà trọ nữ sinh khác, cửa sổ mấy dãy đó cơ hồ tất cả đều mở ra, tất cả mọi người đều đang thò đầu ra xem náo nhiệt, chỉ là e sợ cho thiên hạ không loạn, quản lý tòa nhà nghe được động tĩnh đã ra hiệu tới nhắc nhở nhiều lần nhưng căn bản vô dụng. Diệp Oản Oản trên trán đầy hắc tuyến trong nháy mắt quét xuống, mặc dù ít hay nhiều cũng sẽ có phiền toái nhưng điều này so với trong tưởng tượng của cô còn khoa trương hơn. Bất quá cũng khó trách, tối hôm qua nhiều người như vậy vừa chụp hình lại vừa thu hình. Sự tình khẳng định đã sớm truyền khắp nơi rồi, cộng thêm sinh hoạt của học sinh luôn khô khan buồn chán cho nên nếu có một chút một ít chuyện có thể bát quái thì rất tốt nha, huống chi cảnh tượng tối hôm qua bùng nổ như thế. Chương 204, sắc đẹp thịnh yến. Lớp F. Tư Hạ thấy vẻ mặt ghét bỏ của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời tối lại, còn không phải là nhìn thấy cậu khóc quá đáng thương nên tớ mới mạo hiểm trinh tiết khó giữ của mình giúp cậu giải được nguy hiểm sao, cậu lại còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy. Diệp Oản Oản nghe chung quanh thét chói tai, nhìn qua mấy nữ sinh không ngừng chạy tới vây xem, quả thật là nói gì không nói, nói như vậy thật làm cô nghẹn lời. Trinh tiết khó giữ được của cậu ta rất quan trọng sao? Giờ thì mạng nhỏ của cô cũng sắp khó giữ được rồi à? Ánh mắt mấy nữ sinh nhìn chằm chằm cô kia quả thật là như sói như hổ. Đang lúc này, trong tiếng thét chói tai hưng phấn, đột nhiên vang lên một cái âm thanh bén nhọn, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Dáng dấp đẹp mắt liền có thể ở khắp nơi cấu kết đàn ông sao? Đúng vậy, Tư Hạ rõ ràng là nam nhân của Tiểu Tuyết. Cô ta đúng kẻ thứ ba không biết xấu hổ. Nghe được những lời này, biểu tình trên mặt Tư Hạ nhất thời lạnh xuống, tôi trở thành nam nhân của cô ta lúc nào sao tôi lại không biết. Trình gia muốn cùng Tư gia có chút quan hệ để có thể nhờ vả nên cố gắng đem con gái mình đưa tới muốn kết thành thông gia. Tư Hạ chẳng qua chỉ là nhìn gương mặt đó của cô ta coi như thuận mắt, cho cô ta mấy phần mặt mũi, cô ta ngược lại lấy điều đó suy diễn để hắn thành nam nhân của cô ta. Người hầu nhỏ của Trình Tuyết bị lời của Tư Hạ tụ đánh vào mặt mình nhất thời không nói ra lời. Mà Trình Tuyết nhìn lấy Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản bộ dạng bảo vệ cùng bênh vực ký đã sớm giận đến phát run, cười lạnh không dứt hướng Diệp Oản Oản nhìn lại nói, Diệp Oản Oản, là tôi xem thường cô. Cô ngược lại thật là có bản lãnh, ngay cả Tư Hạ đều là đối với cô nói gì nghe nấy. Trên phương diện mỹ hoặc nam nhân này, tôi quả thật tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Diệp Oản Oản không nói gì nhưng trong lòng đã ói không biết bao nhiêu lần, cô là đại chất tử kính dạ yêu trẻ, nghe lời mà Trình Tuyết nói có vấn đề gì đó không đúng lắm a. Tư Hạ sắc mặt đã càng phát ra vẻ không kiên nhẫn, không muốn chết liền im miệng đi. Trình Tuyết giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ. Mặt mũi gần như vặn vẹo giọng the thé nói, im miệng, tớ tại sao phải im miệng? Chẳng lẽ tớ nói sai sao?
rõ ràng chính là cô ta không biết xấu hổ cướp nam nhân của tớ. Diệp Oản Oản sắc mặt lạnh lùng, bạn học Trình Tuyết, tớ nghĩ là cậu dường như đã nghĩ sai rồi cái gì rồi, tớ đã sớm nói qua chuyện tớ đã có bạn trai, lấy điều kiện bạn trai của tớ thì tớ thực sự không cần phải cướp đồ đạc của người khác nha. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ nhất thời đen như đáy nồi, cô coi như là muốn chứng minh sự thanh bạch của mình thì cũng đừng hướng trên người của cậu đâm một đao như vậy chứ. Về phần Trình Tuyết chính là ở tại chỗ cười chào phúng lên tiếng, hà ha. Bạn trai của cô so với điều kiện của Tư Hạ còn khá hơn sao? Diệp Oản Oản, cô cũng thật là dám nói. Cô biết Tư Hạ là ai không? Đứng ở một bên người hầu nhỏ nhất thời liên tục phụ họa, thật là cười chết người. Loại nói dối cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đem chúng ta trở thành người không có kiến thức ngu ngốc sao? Cô ta là hồ ly tinh cũng chỉ xứng cấu kết với lão đầu tử có tiền mà thôi. Người ở chung quanh nghe lời nói của Diệp Oản Oản xong cũng không nói gì. Người hầu nhỏ của Trình Tuyết kia lời nói mặc dù có chút khó nghe nhưng ngược cũng là sự thật, dù sao Diệp Oản Oản bây giờ chính là một thiên kim không ai muốn, duy nhất có chỉ có một gương mặt có thể so sánh cùng Trình Tuyết thế gia tiểu thư, còn mấy thứ còn lại hoàn toàn không có cách nào sánh được. Diệp Oản Oản này mặt dày như da trâu nha. Lúc trước cô ta còn thổi phồng lên nói cái gì mà bạn trai của cô ta so với Tư Hạ còn đẹp trai hơn gấp trăm lần. Quá nổ rồi nha. Đám người đang mồm năm miệng mười nghị luận. Không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ phát ra một tiếng thét kinh hãi, qua. Tốt, thật là đẹp trai. Làm sao có người như vậy được? Các cậu mau nhìn người nam nhân đối diện kia đi. Mau nhìn a. Mọi người chỉ thấy đối diện trên thiên kiều có một người đang đi lại. Nam nhân mặc một bộ tây trang màu đen thuần, sóng mũi cao, lãnh đạm môi mỏng màu anh đào, hai hàng lông mày đen tỉ mỉ đường danh hoàn mỹ, da trắng ngần giống như được nhuộm trắng giống như thần thoại Hy Lạp. Bên người của nam nhân có một người khác đang đứng, thần thái cung kính thay hắn giữ một cái ô màu đen, mà nam nhân đứng ở dưới ô dù, từng bước đạp mưa gió mà tới giống như một bức tranh sơn thủy. Nếu không có tiếng nói trong bụng mình về Tư Hạ thì mọi người đã không đủ tỉnh táo để gắng gượng vượt qua trận sắc đẹp thịnh yến này, bọn họ không chút dao động đứng ở tại chỗ, không dám phát ra một tia âm thanh nào tựa hồ sợ phát ra một chút âm thanh sẽ đánh vỡ hình ảnh mộng cảnh này. Chương 205, yêu nghiệt điên đảo chúng sinh. Ta đi, tốt, thật là đẹp trai a. Nào chỉ là đẹp trai, cái này vượt qua phạm vi nhân loại đi, cũng quá phạm thượng rồi. Trọng yếu là khí chất a, trời ơi, ta bị đẹp trai làm choáng váng đi mất rồi. Khi thấy ngoài cửa sổ một màn này, Diệp Oản Oản cả người đều ngây ngô đứng ở chỗ đó. Trong nháy mắt tiếng thét chói tai bên tai cô tất cả đều cách xa cô chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch chỉ còn lại người nam nhân trước mắt kia. Nam nhân kia gương mặt lạnh giá xa cách hoàn mỹ không có một tí tỉ vết nào, trong mưa gió đứng dưới ô chậm rãi đi tới, quả thật là giống như một đại ma đầu ở trong huyệt động ẩn núp ngàn năm, dung nhan yêu nghiệt điên đảo chúng sinh lại đột nhiên xuất hiện đến nhân gian. Ta phi a, cô nhìn thấy gì vậy? Tư Dạ Hàn. Phản ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là bị sắc đẹp của đại ma đầu chấn động đến trợn mắt hốc mồm lòng say thần mê. Phản ứng thứ hai là, xong rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô rồi. Đệt, tại sao Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trường học AAA? Trên người của cô còn mặc y phục của nam nhân khác mà bên cạnh cô lại còn có một nam nhân ăn mặc không hoàn chỉnh ngồi bên cạnh nữa chứ. Với hình ảnh kiểu này cô chết 100 lần cũng chưa đủ. Cô quả thật là sắp muốn điên lên rồi. Ta CMN phải bị ngươi hại chết rồi a đồ hỗn đản. Diệp Oản Oản vừa nói một bên tay chân luống cuống vội vàng đem quần áo trên người cởi xuống. Nhưng rõ ràng đã muộn. Chỗ ngồi của cô quá gần cửa cô có thể khẳng định mới vừa rồi Tư Dạ Hàn tuyệt đối đã thấy cô, bây giờ hành động này quả thật không khác nào giấu đầu hở đuôi, có tật giật mình. Tư Hạ ở một bên thu hồi ánh mắt của mình trên người Tư Dạ Hàn, nhìn qua thấy cô cởi ra bộ quần áo kia. Sắc mặt nhất thời có chút không vui, cậu sợ hắn như vậy sao? Diệp Oản Oản liếc cậu một cái nói, tớ sợ anh ta. Cậu đùa sao, anh ấy chính là ba ba của tớ nha. Mỗi lần thấy anh cô đều hận không thể quỳ xuống anh kêu anh là phụ vương A. Tư Hạ. Giờ phút này, mọi người ở lớp A cũng phát hiện sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, một cái hai cái con ngươi cũng nhìn đến sắp rớt xuống. Ta đi, người này là ai? Là ai là vậy? Cái này cũng quá tuấn tú đi, tại sao lại xuất hiện ở trường học của chúng ta? Nhìn tuổi tác cũng không có thể là phụ huynh học sinh a. Đến tìm giáo lãnh đạo sao? Không biết a,
hoàn toàn chưa từng thấy. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, hết yêu nghiệt này rồi đến người kia, ta chịu hết nổi rồi, toàn bộ mau xuất hiện hết đi a. Xin nhờ, bất kể là hot boy trước kia hay là hot boy hiện tại cùng với vị này hoàn toàn không thể so sánh với nhau được nha. Người này không chỉ là đẹp trai, hơn nữa khí chất quá đáng sợ. Lai lịch khẳng định không nhỏ. CMN quá hiếu kỳ rồi. Rốt cuộc là người nào? Thật giống như hướng phương hướng của lớp F đi tới nha. Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận, Trầm Mộng Kỳ sớm đã hoàn toàn đờ đẫn, trong con ngươi tràn đầy si mê cùng không cách nào tin tưởng. Tư Dạ Hàn, hắn lại tới trường học. Ngày trước thông qua quan hệ của Diệp Oản Oản, cô ta giàu gì cũng còn có thể gặp được Tư Dạ Hàn mấy lần. Nhưng từ khi cô liên lạc với Cố Việt Trạch giúp Diệp Oản Oản rời đi, kết quả thất bại trong lần đó làm cho cô ta cũng không có cơ hội thấy qua Tư Dạ Hàn nữa. Vô luận cô ta dùng bao nhiêu biện pháp muốn giật dây Diệp Oản Oản để cho Oản Oản tách ra khỏi Tư Dạ Hàn như thế nào đi nữa thì cái đầu ngu xuẩn kia vẫn không bị mắc lừa. Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay cô ta mới thấy hắn. Khi thấy nam nhân trong nháy mắt, nguyên bản hy vọng mà cô ta mơ hồ đã tắt trong nháy mắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Tống Tử Hàng tính là gì, Diệp Mộ Phàm tính là gì, Tư Hạ tính là gì? Nam nhân như vậy, nếu như có thể cùng nam nhân như vậy ở chung một chỗ. Trầm Mộng Kỳ cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên thấy hướng Tư Dạ Hàn đi tới tựa hồ là phương hướng của lớp F, vì vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chương 206, có tin hay không ta đem quần cũng cởi. Trầm Mộng Kỳ cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên thấy hướng Tư Dạ Hàn đi tới tựa hồ là phương hướng của lớp F, vì vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tư Dạ Hàn là đi tìm Diệp Oản Oản sao? Đây chẳng phải là để cho tất cả mọi người đều biết Tư Dạ Hàn có quan hệ với Diệp Oản Oản. Tên ngu xuẩn kia chẳng là phải đắc ý muốn chết mất. Nghĩ đến đây, cô ta quả thật là một khắc đều ngồi không yên, cảm giác giống như là thứ thuộc về mình bị người khác đoạt đi mất. Tuyệt đối không thể. Lúc này, Trầm Mộng Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Không đúng, chết chắc rồi, Diệp Oản Oản hôm nay chết chắc, vào lúc này trên người cô ta còn ăn mặc Tư Hạ quần áo đúng chứ? Hà hà, Diệp Oản Oản đứa ngu ngốc này, nam nhân như Tư Dạ Hàn lại không nắm chặt còn bị Tư Hạ mê hoặc. Hôm nay cô ta muốn để cho Oản Oản như trúc lam múc nước, công dã tràng. Bất quá, Tư Hạ, Tư Dạ Hàn, hai người đều họ Tư, chẳng lẽ là có quan hệ gì đó sao? Dù sao cái họ Tư này cũng không thường gặp, trong con người của Trầm Mộng Kỳ thoáng qua một tia hoài nghi nhưng rất nhanh liền biến mất. Gia thế của Tư Hạ coi như có khá hơn nữa thì làm sao có thể cùng Tư gia có quan hệ dính líu với nhau được, huống chi Tư Hạ từ bên sâu thành bên kia chuyển trường tới. Bất quá trong nhà ở bên kia phỏng chừng cũng là một nhà tư sản địa đầu xa mà thôi. Đến rồi, thực sự tới lớp chúng ta rồi. Tới tìm ai a? Chẳng lẽ cũng là đưa quần áo sao? Trời ơi, không thể nào, rốt cuộc là ai? Lớp F nữ sinh quả thật là cũng sắp điên mất rồi. Mắt thấy Tư Dạ Hàn càng đi càng gần, Diệp Oản Oản quả thật là thiếu chút nữa không nhịn được chui vào dưới đáy bàn. Đem quần áo nhét vào trong tay Tư Hạ như một củ khoai lang phỏng tay, đem y phục của tớ vừa đưa mặc vào nhanh lên. Tư Hạ hừ lạnh rên một tiếng, không mặc. Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi, nhanh mặc vào, có tin hay không tớ sẽ đánh cậu. Tư Hạ cười ha ha, vậy cậu có tin hay không tớ sẽ đem quần cởi ra. Diệp Oản Oản, tiết tháo đâu a? Trong khi nói chuyện Tư Dạ Hàn cũng đã đi tới cửa phòng học. Hứa Dịch ở một bên nhìn thấy trong tay Diệp Oản Oản đang đẩy qua đẩy lại một nhóm quần áo, vừa liếc nhìn trên người Tư Hạ tiểu thiếu gia, cả người đều náo loạn căng thẳng. Ta đi, cái này CMN là hình ảnh gì? Quả thật là muốn điên a. Diệp Oản Oản chống lại biểu tình như ngày tận thế của Hứa Dịch, yên lặng lấy tay che mặt, giờ dù có nhảy vào sông Vong Xuyên cũng đều không tẩy sạch được vấy bấn của cô a. Tư Hạ hoàn toàn không có ý tứ cần mặc quần áo vào, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt tựa như khiêu khích hướng Tư Dạ Hàn nhìn lại, cho đến khi trên đùi truyền tới một cơn đau đớn. Đệt! Cái này nữ nhân đáng chết, thịt của cậu đều bị véo xuống. A, véo đi, véo chết cậu cũng không mặc. Diệp Oản Oản mài răng hung tợn trợn mắt nhìn tiểu hỗn đản bên cạnh kia một cái vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận nơm nớp lo sợ đứng lên, đi ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa. Dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy hướng nam nhân kia đi tới. Đệt, Diệp Oản Oản muốn làm gì? Thật đúng là hồ ly tinh,
nhìn thấy nam nhân liền vội vã nhanh chóng nhào lên. Diệp Oản Oản vào lúc này làm gì có tâm tư quản người khác, giờ phút này toàn thân cao thấp cùng từng cái lỗ chân lông của cô đều đang trong trạng thái cực độ khẩn trương, tất cả sự chú ý đều ở trên người nam nhân trước mắt. Cái đó, ba, chống lại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của anh không có một tí tình cảm của nhân loại nào, chỉ toàn mang vẻ lạnh giá, Diệp Oản Oản thiếu chút nữa thực sự bật thốt lên kêu, ba. Diệp Oản Oản suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, vội vàng tỉnh táo lại, cứng đờ sau đó kéo ra một nụ cười, thân ái, làm sao anh lại tới đây vậy? Chương 207, Đại Ma Đầu đưa nhiệt độ ấm áp. Diệp Oản Oản một bên vừa nói vừa vùng vẫy giấy chết nháy mắt cho Tư Hạ buộc cậu mặc quần áo vào, bên kia còn phải ba chân bốn cẳng cố gắng đem thư tình cùng kẹo sô-cô-la không phải của cô mà được nhận từ khắp nơi chuyển đến, đẩy qua cho Tư Hạ. Những thứ này đều là cậu ta, là của cậu ta à. Cùng em không hề có chút quan hệ nào nha. Tư Hạ thấy cô đem đống đồ vật đẩy tới cạnh mình, sắc mặt hơi đen, nhướng mày tiện tay lật ra một tấm thư tình, ai nha, trên đó rõ ràng ghi là, gửi Oản Oản nữ thần. Luôn đẹp như vậy nhé, cậu ta còn phóng đại to thêm mấy chữ nữa. Diệp Oản Oản, cô thật sự muốn bóp chết thằng nhóc này à? Trên người của Tư Dạ Hàn còn sót lại hàn ý cùng phòng ở bên ngoài, trên gương mặt điên đảo chúng sinh cũng nhuộm thêm lạnh xương, tầm mắt giống như gió ở nơi cực hàn cắt qua quần áo đơn bạc trên người cô. Diệp Oản Oản cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cô cũng sắp bị đông cứng, cũng muốn đóng băng thành mảnh vụn luôn rồi. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua. Hắt xì. Trong lòng cô có chút lạnh nên cô liên tiếp nhảy mũi ba cái. Mà cô rõ ràng cảm giác được trên người Tư Dạ Hàn khí tức phảng phất càng đáng sợ hơn so với lúc nãy. Lần này thực sự xong đời rồi, không chỉ có Tư Hạ đóa hoa bá vương ở trường học mà còn có 10 dặm hoa đào theo đuôi cô a. Cái đó, thân ái, chuyện là như vậy. Cho dù cô cảm thấy có giải thích thế nào cũng vô dụng nhưng Diệp Oản Oản vẫn là muốn nói một chút. Đang vắt hết óc suy nghĩ giải thích như thế nào cho hợp lý, lúc này, Tư Dạ Hàn đột nhiên hướng Hứa Dịch đang đứng bên cạnh anh nhìn qua. Hứa Dịch tiếp thu được tầm mắt của ông chủ nhà mình, lập tức cung cung kính kính đem đồ mới trong túi xách tay lấy ra, từ bên trong lấy ra một chiếc áo màu trắng. Đó tựa hồ là, một cái áo khoác. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đang lạnh đến phát run thì cảm thấy đầu vai của cô bỗng nhiên ấm áp. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc đem cái áo khoác kia khoác ở trên người của cô. Thấy cô ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó, Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn cô một cái, sau đó hơi nhíu mày, giống như chiếu cố tiểu bằng hữu tự mình giúp cô đưa tay vào trong áo khoác, sau đó ngón tay thon dài lại cài từng hạt nút một trên áo cho cô. Đây là một hành động làm cô thấy vô cùng ấm áp, áo khoác mềm mại choàng lên người cô, vừa tạo ra một vòng màu trắng nhung, trong nháy mắt ngăn cách lạnh ý bên ngoài. Diệp Oản Oản bị bọc lại chặt chẽ chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, ở bên ngoài có vòng lông trắng làm nổi bật gương mặt đó lộ ra càng kiều mị động lòng người, mà cặp mắt kia đang kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của anh đẹp đến giống như ngôi sao khiến cho người muốn đưa tay đi hái. Anh nhìn nữ hài trước mắt, ánh mắt đột nhiên liền tối xuống, đáy mắt nếu có sóng ngầm nóng bỏng cuồn cuộn. Diệp Oản Oản làm sao cũng không nghĩ tới chờ đợi cô không là tử vong mà là một chiếc áo khoác ấm áp. Cảm thụ chiếc áo kia như một đám mây mềm mại ấm áp, tận sâu trong xương tủy của cô chút hàn ý trong thân thể liền tan đi hết, thay vào đó là một cổ dòng nước ấm khác thường ở trái tim chảy xuôi. Cái áo khoác bất ngờ này làm cho không kịp đề phòng càng để cho mũi của cô không khỏi có chút ê ẩm. Tư Dạ Hà, anh ấy, lại là đến đưa quần áo cho cô sao? Thấy biểu tình của Diệp Oản Oản không đúng, Tư Dạ Hàn nguyên bản không có bất kỳ biểu tình gì lên mặt liền hiện lên một mảnh âm trầm, làm sao vậy? Anh mặc quần áo cho cô liền để cô khó tiếp nhận lấy như vậy sao? Diệp Oản Oản trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt, không, không việc gì, chính là em còn lạnh, tay em lạnh. Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt dường như dịu đi một chút, hướng Hứa Dịch nhìn một cái. Hứa Dịch lập tức theo trong túi lấy ra một đôi găng tay. Thật là chuẩn bị đầy đủ hết, mà Diệp Oản Oản nhìn lấy cặp bao tay kia mặt đều đen hơn. CMN. Cô mới vừa rồi cố ý nói như vậy thôi à, cô chỉ là nghĩ muốn xoa dịu anh một cái thôi. Phản ứng của nam nhân bình thường chẳng lẽ không phải là kéo tay nhỏ của cô, dùng nhiệt độ thân thể làm ấm áp tay cho cô sao? Chương 208, nữ nhân của Tư Dạ Hàn. Tại sao anh lại móc ra một đôi găng tay, đây là cái quỷ gì chứ? Diệp Oản Oản trong lúc tâm tình vô cùng phức tạp đem cái cặp bao tay kia nhận lấy. Không vui.
cô còn tưởng rằng có thể thừa dịp kéo nắm tay nhỏ đem lại bầu không khí hòa hoãn như vậy anh có lẽ không tức giận nữa chứ. Bất quá với cái tình huống hiện tại này anh rốt cuộc là tức giận hay không tức giận, cô cũng không rõ nữa. Tình cảm không thể hiện ra coi như xong đi, mặt anh còn quá nghiêm túc, cô có bạn trai như vậy thật sự là quá nghiệp chướng, cô hoàn toàn không đoán ra tâm tư của anh. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản tiếc nuối than thở, người chung quanh nhìn chằm chằm một đôi tình lữ thịnh thế mỹ nhan ở ngoài cửa, bọn họ đều đã bị sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Ta CMN nhìn thấy gì, Diệp Oản Oản lại, thực sự có bạn trai. Hơn nữa lại cực kỳ đẹp trai Nói so với Từ Hạ điều kiện cũng còn khá hơn thật không có chút nào khoa trương. Chỉ riêng gương mặt này cũng đã đủ rồi có được hay không? Nghe nghị luận của chung quanh, Trình Tuyết không nhúc nhích cả người giống như bị cố định tại chỗ sắc mặt trắng bệch dị thường giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Tư Dạ Hàn. Người ở trong truyền thuyết giết người không chớp mắt gia chủ Tư gia. Cho dù cô bởi vì gặp Tư Hạ nên chỉ đứng xa xa gặp qua một lần nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người đàn ông này chỉ cần gặp qua hắn một lần sẽ không có người nào quên được. Nhưng là làm sao có thể chứ? Bạn trai của Diệp Oản Oản làm sao có thể là Tư Dạ Hàn được? Nếu là như vậy Diệp Oản Oản làm sao có thể bảo Tư Dạ Hàn chạy đi cấu kết Tư Hạ được chứ? Chẳng lẽ Tư Hạ từ đầu tới cuối chiếu cố đặc biệt đối với Diệp Oản Oản như vậy lại là vì nguyên nhân này sao? Bởi vì Diệp Oản Oản là nữ nhân của Tư Dạ Hàn. Trời ơi, vạn nhất bị Tư Dạ Hàn biết rõ việc mình làm đối với Diệp Oản Oản. Nghĩ tới đây trên mặt của Trình Tuyết đột nhiên hiện ra kinh hoàng to lớn. Cùng lúc đó trong đầu của cô ta cũng bỗng nhiên nhớ lại câu cảnh cáo kia của Tư Hạ, không muốn chết liền im miệng. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang bị kinh ngạc đến ngây người, nơi cửa, phía sau nam nhân đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tư tiên sinh. Chỉ thấy Trầm Mộng Kỳ mặc áo đầm màu hồng đang xấu hổ cùng sợ hãi đứng ở nơi đó cùng Tư Dạ Hàn chào hỏi. Người chung quanh thấy vậy nhất thời lại lộ ra ánh mắt bát quái không dứt. Trầm Mộng Kỳ cũng nhận biết người này sao. Phát hiện Trầm Mộng Kỳ lại gần, ánh mắt của Tư Dạ Hàn dừng lại trên người của cô ta một cái chớp mắt. Dường như trong ánh mắt của anh sự tồn tại của cô ta là không có gì, giống như người trước mắt căn bản không tồn tại. Ấn tượng của Hứa Dịch đối với Trầm Mộng Kỳ vốn là không tốt lắm, giờ lại thấy cô ta tiến lại gần, nhất thời mặt lạnh bước một bước đứng trước người của Tư Dạ Hàn ngăn trở ý đồ cô ta tiếp tục đến gần. Thấy Tư Dạ Hàn nhìn chính mình lại không có một chút phản ứng nào, Trầm Mộng Kỳ có chút khó chịu cắn cắn môi, nhưng nghĩ đến người đàn ông này vốn là đối với người nào cũng đều như vậy trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Trầm Mộng Kỳ không có cách nào đến gần Tư Dạ Hàn liền tạo ra một bộ dạng thân mật đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, anh ấy tới đưa quần áo cho Oản Oản sao? Y phục này thật là đẹp mắt, cái bao tay cũng thật là đáng yêu a, mặt trên còn có một lão hổ nhỏ nữa chứ. Trầm Mộng Kỳ nói nửa ngày Tư Dạ Hàn dĩ nhiên là sẽ không để ý đến cô ta, ngay cả Diệp Oản Oản đều hoàn toàn không đáp lời của cô ta, giống như là cô ta là người tự biên tự diễn một vở kịch từ đầu đến cuối vậy. Sắc mặt của Trầm Mộng Kỳ dần dần có chút lúng túng, đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ. Sau đó, ánh mắt cô ta xéo qua giống như lơ đãng hướng phương hướng của Tư Hạ nhìn một cái, tựa như cùng nghĩ tới việc gì đó chột dạ, đột nhiên kinh hoàng thất thố hướng Tư Dạ Hàn mở miệng nói, Tư tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Oản Oản cùng Tư Hạ. Tư Hạ chẳng qua là nhìn thấy Oản Oản có chút lạnh cho nên mới cởi quần áo ra cho cô ấy mặc vào, bọn họ không có gì, chẳng qua chỉ là bạn bình thường mà thôi. Oản Oản là tuyệt đối không có khả năng cùng người bên ngoài làm loạn, ngài nhất định phải tin tưởng cô ấy. Lời nói này, coi như là ban đầu không có liên quan nhưng Mộng Kỳ nói như vậy làm cô bị hiểu lầm thành có quan hệ rồi. Diệp Oản Oản mặt hiện lên một cái giễu cợt, lẳng lặng nhìn Trầm Mộng Kỳ, rốt cuộc cô ta cũng không nhẫn nại được nữa, ở trước mặt cô liền bắt đầu khiêu khích rồi. Lăng nhăng với người khác sao? À, kiếp trước vào lúc này, Trầm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ và Tư Dạ Hàn đâu. Chương 209, cắn chết tên khốn này. À, kiếp trước vào lúc này, Trầm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn đâu. Huống chi, mặt nạ của Trầm Mộng Kỳ ở trước mặt của Tư Dạ Hàn đã sớm bị cô xé rồi, lời nói của cô ta cũng đã mất đi độ tin cậy. Nếu cô ta không khiêu khích cô ngược lại sẽ tốt hơn nhiều, khích bác rõ ràng như vậy, Tư Dạ Hàn sẽ có phản cảm mà không có chút tin tưởng. Cùng lúc đó, Trình Tuyết ở một bên đang kinh ngạc nhìn chằm chằm phương hướng của Trầm Mộng Kỳ. Vốn Trình Tuyết đang cho là nữ nhân Trầm Mộng Kỳ này thực sự nhận biết Tư Dạ Hàn, hơn nữa cũng rất quen biết với Dạ Hàn.
sau đó lại nghe được cô ta nói Tư Hạ là người bừa bộn, lăng nhăng vẻ mặt không nói nên lời. Mấy vị huynh đệ khác của Tư gia đều còn không có con cháu, Tư Dạ Hàn còn chưa kết hôn, Tư Hạ là tiểu thiếu gia duy nhất của Tư gia, thân phận của cậu ta có thể hoành tráng như thế nào được chứ? Mặc dù rất nhiều người đều nói với tính cách đa nghi của Tư Dạ Hàn sẽ không bỏ qua bất kỳ một người dòng chính có quyền thừa kế nào, nhưng trên thực tế, ít nhất theo ngoài mặt mà nói, Tư Dạ Hàn đối với vị cháu trai này là tương đối tốt, hơn nữa còn cho vị tiểu thiếu gia này có chút tôn quý tối cao. Thậm chí có nghe qua một lần có một người trong dòng thứ không có mắt tự cho là khi dễ được Tư Hạ liền có thể lấy lòng Tư Dạ Hàn, liền tìm người muốn nhục mạ Tư Hạ, còn mắng phụ thân của cậu ta là thứ hèn nhát. Kết quả, sau khi Tư Dạ Hàn biết được đã để cho người tại chỗ cắt đầu lưỡi của người kia. Lúc đó cái hình ảnh máu tanh kia chấn động tất cả mọi người Tư gia. Từ đó về sau tại Tư gia không có bất kỳ người nào dám xem thường Tư Hạ. Mà bây giờ, Trầm Mộng Kỳ lại còn nói Tư Hạ là người bừa bộn, lăng nhăng. Còn ở ngay trước mặt của Tư Dạ Hàn nói lời như vậy. Trầm Mộng Kỳ nhìn Tư Hạ đến bây giờ vẫn còn ở chân, cô ta nghĩ với hình ảnh khỏa thân này có thể làm chứng cớ cho lời nói của mình. Hưng phấn không cách nào tự kiềm chế được, cô ta cũng tin điều này thật giống như việc bắt gian ở giường, Tư Dạ Hàn còn có thể lãnh đạm bình tĩnh được sao? Phải biết, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ cần cùng nam nhân khác nói hơn một câu đều sẽ chọc cho anh đại khai sát giới. Huống chi là tiếp nhận lấy quần áo của một người đàn ông có bộ dạng đẹp trai động lòng người như vậy, hơn nữa, người đàn ông này còn nghênh ngang trực tiếp để trần thân thể ngồi ở bên cạnh cô. Bộ dáng của Trầm Mộng Kỳ vì Diệp Oản Oản mà nóng nảy không dứt. Khẩn cầu đối với Tư Hạ mở miệng nói, Tư Hạ, cậu chính là nhanh chóng mặc quần áo vào đi, cậu làm như vậy sẽ để cho người khác hiểu lầm Oản Oản đó. Tư Hạ nhìn biểu tình của Trầm Mộng Kỳ, trên căn bản giống như nhìn người ngu ngốc. Người này rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện mà ngu ngốc vậy? Diệp Oản Oản lại để loại người như thế này trở thành khuê mật của mình sao? Sách, quả nhiên là não có vấn đề, khó trách cô sẽ thích tên biến thái Tư Dạ Hàn kia rồi. Tư Hạ cười lạnh một tiếng, đem quần áo trong tay tiện tay ném một cái, dựa vào phía sau một chút, bộ dạng khi cậu mặc quần áo có vẻ gầy nhưng khi cởi quần áo ra thì cũng là người có vóc người, cơ bụng cứ như vậy trần trụi ở nơi đó à, tôi mạn phép không mặc, tôi chính là muốn cởi quần áo cho cô ấy mặc vào đấy, có chuyện gì sao? Tiếng nói của Tư Hạ rơi xuống trong nháy mắt, trong cả phòng học toàn bộ đều là yên tĩnh chết lặng. Mà Diệp Oản Oản trợn to mắt lên. Nếu không phải Tư Dạ Hàn ở chỗ này, cô quả thật sẽ nhào tới cắn chết tên khốn kiếp này rồi. Rốt cuộc cô cái thủ oán gì với cậu ta kia chứ? Tiểu tử này chính là sứ giả muốn câu hồn cô sau khi sống lại đi. 5. CMN, quá CMN bùng nổ rồi. Hai nam nhân tranh giành một nữ. Hơn nữa tất cả còn đều là siêu cấp soái ca. Mặc dù khí chất của Tư Hạ hơi có vẻ chưa đủ nhưng không được đánh giá thấp người ta tươi non a. Diệp Oản Oản cũng quá có diễm phúc đi. Hừ, quả nhiên là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ. Đã có một người bên cạnh lạ muốn cấu kết với người khác, đây thật là có chút quá phận rồi. Trầm Mộng Kỳ không nghĩ tới biểu hiện của Tư Hạ so với cô ta dự đoán còn tốt hơn, phải để cho cô ta kinh hỉ lớn, nhất thời càng đắc ý ra sức hơn, tiếp tục chống cự nói, bày ra một vẻ mặt không cách nào tin được nói cậu làm sao có thể như vậy. Biết rõ Oản Oản đã có bạn trai còn làm loại sự tình này, đây chính là gia giáo của Tư thiếu gia sao. Chương 210, quả thật là người viết kép chuyên nghiệp. Trầm Mộng Kỳ biểu hiện trước mặt Tư Dạ Hàn khuôn mặt đầy căm phẫn, có thể nói là dùng hết tâm tư. Tư Hạ nghe vậy chân mày hơi hơi dương lên. Gia giáo của cậu sao? À, gia giáo của cậu cũng đều là do Tư Dạ Hàn dạy đấy. Tư Hạ mặt đầy thong thả, một bộ dạng hoàn toàn tố khố, còn cố ý hướng Tư Dạ Hàn nhìn một cái nói, tôi làm sao cơ? Coi như Oản Oản muốn để cho tôi cởi quần cho cô ấy mặc. Tôi cũng có thể cởi, cô có ý kiến gì sao? Diệp Oản Oản, cô CMN điên rồi sao lại sẽ để cho cậu ta cởi quần? Đồ hỗn đản a. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, hơn nữa tất cả đều ở trong lòng xoa xoa đầu chú ý phản ứng của Tư Dạ Hàn. Ngay trước mọi người bị đội nón xanh, đây là muốn hai người bọn họ chia tay sao? Bên dưới vô số tầm mắt của mọi người. Vẻ mặt Tư Dạ Hàn đối mặt với ác ý khiêu khích của Tư Hạ từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào, chờ cậu ta khiêu khích xong rồi mới dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, mở miệng nói, náo đủ rồi chứ. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tiểu hài tử cố tình gây sự, nhất thời làm cho Tư Hạ muốn nổi giận một trận, đáy mắt trong nháy mắt bốc lên lửa cháy hừng hực. Tư Dạ Hàn căn bản không để cậu vào trong mắt.
Tư Dạ Hàn thấy cậu không lên tiếng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện cảm giác bị áp bách ngập trời, giọng nói trong nháy mắt trầm xuống, làm sao vậy? Nhìn thấy ta, ngay cả chào hỏi cũng không gọi sao? Tư Hạ chịu đựng vẻ chèn ép đáng sợ kia, cả người giống như bị một tòa núi lớn đè xuống, huyết dịch đều cơ hồ muốn bị đông lại. Thời gian từ từ trôi qua, rõ ràng là khí trời lạnh như thế này nhưng trên trán của cậu lại rịn ra tầng tầng mồ hôi mịn màng. Không biết qua bao lâu, Tư Hạ rốt cuộc cũng cắn răng từng chữ mà mở miệng nói, cửu thúc. Cửu thúc. Nghe được cách Tư Hạ xưng hô đối với bạn trai của Diệp Oản Oản, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái chuẩn bị được xem kịch vui đều đã trở nên ngu người. Biểu tình của Trầm Mộng Kỳ đang âm thầm dương dương đắc ý bỗng chốc hoàn toàn cứng đờ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ánh mắt của Tư Dạ Hàn xéo qua hướng Diệp Oản Oản nhìn một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, cháu mới vừa gọi cô ấy là gì? Tư Hạ gắt gao siết chặt tay từng chữ một theo hàm răng của cậu phát ra, cửu thím thím. Cái quái gì đây a? Chuyện này, cái này tình huống này là gì vậy? Nghe Tư Hạ tiếng kia thím cửu vốn là mọi người đang ngơ ngẩn, sau đó lại càng cảm giác thêm không chịu nổi nữa. Rơi à, Tư Hạ mới vừa rồi kêu Diệp Oản Oản là gì a? Thím, vạn vạn không nghĩ tới, Tư Hạ cùng Diệp Oản Oản lại có một loại quan hệ như vậy. Cho nên mới nói từ đầu tới cuối Tư Hạ đối tốt với Diệp Oản Oản như vậy, khắp nơi bảo vệ cô ấy tất cả đều CMN bởi vì cô ấy là của thím của cậu ta sao? Là bạn gái thúc thúc của Tư Hạ. Quả thật là kinh ngạc đến ngây người. Mà so với bọn họ càng khiếp sợ chính là Diệp Oản Oản. Cha của cô thật là lợi hại nha, quả thật là viết kép có tiếng, chỉ một ánh mắt liền có bản lãnh để cho Tư Hạ chính miệng gọi cô một tiếng, thím. Hơn nữa nhất thời liền giải trừ tất cả tin nhảm cùng hiểu lầm ở trong trường học của cô. Tư Dạ Hàn nghe được tiếng này, thím rốt cục thu hồi cảnh cáo, ánh mắt hướng Hứa Dịch một bên nhìn qua. Hứa Dịch mới vừa trải qua xong một màn kinh tâm động phách này, chân đều thiếu chút nữa đứng không vững, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Vội vàng từ trong túi sách trong tay lấy ra một chiếc áo khoác nam đưa tới trước mặt của Tư Hạ, nhìn tâm tình của Tư Hạ rõ ràng đang ác liệt, dè đặt mở miệng nói, Tư Hạ thiếu gia, ngài bệnh mới vừa khỏi, nhanh chóng mặc quần áo vào đi. Đừng để bị cảm lạnh. Tư Hạ trầm mặt lại, cuối cùng vẫn đem y phục trong tay của mình mặc vào, sau đó nhận lấy áo khoác trong tay Hứa Dịch qua loa lấy lệ mà mặc lên. Cảm lạnh cái rắm, cậu toàn thân cao thấp cũng sắp bốc cháy rồi nha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 211, vạn nhất ngươi cướp bạn trai ta. Ta phi a, nữ thần của ta thật là lợi hại, cô ấy lại là thím của Tư Hạ. Cái bối phận này, tuyệt. Cuối cùng ta cũng biết tại sao Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản chiếu cố như vậy rồi. Mới vừa rồi Trầm Mộng Kỳ nói cái gì? Lại còn nói Tư Hạ không có ai dạy dỗ ở nhà. Phốc, đây không phải là đem chú của Tư Hạ ở cùng một chỗ cùng chửi rồi sao? Nói tới chỗ này, người chung quanh nhất thời hướng Trầm Mộng Kỳ ném qua ánh mắt khác thường. Trầm Mộng Kỳ này cũng là rất hài hước, người ta chính chủ còn chưa có nói gì cả, cô ta lại chạy lên giải thích một trận, nếu có người biết hai người bọn họ có tình cảm chị em gái tình thâm thì sẽ nghĩ là cô ta đang thay Diệp Oản Oản lo lắng, người không biết còn tưởng rằng cô ta cố ý trước mặt bạn trai Diệp Oản Oản bôi đen Diệp Oản Oản đấy. Xem ra khả năng sau rất lớn đi, Trầm Mộng Kỳ có tiền sử trước đó rồi mà. Cô ta không phải là thích nhất cướp bạn trai của khuê mật mình sao? Ngươi vừa nói như vậy thật đúng là nha, cô ta ngay cả Tống Tử Hàng đều không buông tha, đừng nói là đàn ông ưu tú chất lượng như vậy. Mới vừa rồi 8 phần 10 chính là cố ý khiêu khích rồi. Ông trời của ta, thật là ghê tởm a. Những ngày qua cô ta còn một mực giải thích nói rằng Tống Tử Hàng cưỡng bách cô ta, còn nói cái gì mà Tống Tử Hàng uy hiếp nếu như cô ta không theo liền nói là cô ta chủ động câu dẫn mình. Rồi còn gì mà hết thảy tất cả mọi chuyện này đều là Tống Tử Hàng thẹn quá thành giận tát nước dơ cho cô ta nữa chứ, ta thiếu chút nữa thật sự tin tưởng đấy, có chút đồng cảm với cô ta nữa. Kết quả cô ta hãm hại Giang Yên Nhiên xong lại chạy đi tiếp tục muốn hãm hại Diệp Oản Oản, chậc chậc chậc. Nhân phẩm này, quả thật là quá rồi. Hơn nữa đến bây giờ còn giữ anh trai của Diệp Oản Oản không thả nữa chứ. Lúc Trầm Mộng Kỳ nghe được Tư Hạ kêu Tư Dạ Hàn một tiếng cửu thúc cũng đã sợ đến mức choáng váng. Vào lúc này nghe chung quanh những người đó chỉ trỏ trỏ, sắc mặt càng tái mét. Sao, tại sao có thể như vậy? Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn lại là quan hệ chú cháu. Cô ta mới vừa rồi lại ngay trước mặt Tư Dạ Hàn nói lời, không có ai quản giáo tại nhà,
như vậy, còn nữa, Tư Dạ Hàn há chẳng phải là sẽ cho là cô ta mới vừa rồi nói những lời đó là khích bác mối quan hệ chú cháu của bọn họ sao? Cô ta nghe qua Tư Dạ Hàn kiêng kỵ nhất chính là điều này. Trình Tuyết ở một bên thấy vậy cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ mặt trong dự liệu cô ta cũng biết chuyện như vậy có thể xảy ra mà. Hôm nay may mắn có Trầm Mộng Kỳ rời đi chú ý của Tư Dạ Hàn nếu không cô ta sợ rằng. Nhưng là, vạn nhất Diệp Oản Oản sau khi trở về tố cáo với Tư Dạ Hàn thì. So với sự lo âu của Trình Tuyết, Trầm Mộng Kỳ vào lúc này cũng đã quá hoảng sợ choáng váng, lắp bắp nhìn Tư Dạ Hàn giải thích, Tư tiên sinh, tôi không biết Tư Hạ lại là cháu trai của ngài, thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm, tôi chỉ là chẳng qua là quá lo lắng cho Oản Oản mới có thể như vậy, xin ngài ngàn vạn lần chớ để ý. Tư Dạ Hàn không nói gì, thậm chí nhìn đều không có liếc nhìn cô ta một cái mà là hướng Diệp Oản Oản nhìn qua. Tư Dạ Hàn hờ hững để cho trái tim của Trầm Mộng Kỳ như rơi vào hầm băng, chỉ có thể như một cọng rơm dạ hướng Diệp Oản Oản cầu xin cứu mạng giúp đỡ nói, Oản Oản, tớ thật sự là không phải cố ý. Cậu là người rõ ràng nhất nha, tất cả đều là bởi vì tớ lo lắng cậu a. Diệp Oản Oản nghe Trầm Mộng Kỳ nói cô tự nghĩ trong lòng đến bây giờ mà cô ta còn muốn đầu độc cô nữa sao, ánh mắt hơi hơi buồn rầu nhìn qua một chút nói, có thật không? Nhưng bọn họ đều nói cậu cố ý khiêu khích quan hệ giữa tớ cùng bạn trai tớ a. Làm sao có thể, Oản Oản cậu nhất định phải tin tưởng tớ. Trầm Mộng Kỳ nóng nảy. Diệp Oản Oản đứa ngu ngốc này làm sao lại tin lời người khác nói vậy. Diệp Oản Oản vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng xin lỗi nói, thật xin lỗi Mộng Kỳ, trước đây cậu đã cướp bạn trai của Yên Nhiên một lần, tớ thực sự rất khó tin tưởng cậu, tớ nghĩ, chúng ta từ nay về sau cũng không cần liên lạc với nhau nữa đi. Nếu không, vạn nhất cậu cũng muốn cướp bạn trai của tớ thì làm sao bây giờ? Bạn trai của tớ lại đẹp trai như vậy. Diệp Oản Oản ở một bên lầu bầu, một bên khẩn trương không dứt mà áp vào bên người của Tư Dạ Hàn, bộ dạng muốn chiếm làm của riêng 10 phần ôm lấy cánh tay anh mặt đầy phòng bị. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên ôm lấy cánh tay của anh, đáy mắt bình tĩnh không lay động của anh hiếm thấy xẹt qua vẻ kinh ngạc. Về phần Hứa Dịch đang đứng ở một bên, quả thật là mừng rỡ như điên. CMN, nữ nhân này có thể coi là khai chiến trực tiếp nha, quả thật là ngàn năm mới xuất hiện một lần. Chương 212, cô mới vừa rồi là được anh tán dương phải không? Trầm Mộng Kỳ bị nói trúng tâm tư trên mặt nhất thời thoáng qua một tia chột dạ, bất quá rất nhanh liền đổi lại một bộ dạng bởi vì bị hiểu lầm mà thương tâm muốn chết, làm sao tớ có thể làm điều đó được chứ? Oản Oản, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ, tớ làm sao sẽ cướp bạn trai của cậu được? Trầm Mộng Kỳ nói xong hai con người phiếm hồng, quần áo đơn bạc che lại thân thể của cô ta ở trong gió nhẹ nhàng run rẩy, mặt đầy vẻ ủy khuất hướng Tư Dạ Hàn ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ, Tư tiên sinh, tôi đối với ngài chỉ có kính ngưỡng cùng sùng bái, tuyệt đối không có ý gì khác tôi. Ngoặc kép, Trầm Mộng Kỳ vừa nói vừa bước ra nửa bước kết quả kiền bị Hứa Dịch làm mặt lạnh chắn phía trước cô ta, Thẩm tiểu thư, xin tự trọng. Phốc. Thấy Trầm Mộng Kỳ bị thuộc hạ của người ta đánh vào mặt ngay tại chỗ, mọi người nhất thời phun cười ra tiếng. Kính ngưỡng cùng sùng bái sao? Một nữ nhân kính ngưỡng sùng bái một người đàn ông khác là có ý gì chứ, điều này còn cần dùng nhiều lời để nói sao? Điều này là muốn ra mặt tỏ tình chứ còn ý gì khác nữa đâu. Chó không sửa đổi thói quen ăn cứt, cô ta ngay cả bạn trai của Giang Yên Nhiên cũng đều không buông tha, huống chi là người ở trước mắt này. Bạn trai của Diệp Oản Oản nhìn qua có thể thấy so với Tống Tử Hàng lai lịch còn lớn hơn. Mới vừa rồi Diệp Mộ Phàm tới rõ ràng đưa quần áo cho cô ta, giờ cô ta lại mặc như vậy ngay tại trước mặt bạn trai của người ta run lẩy bẩy còn làm bộ giang thảm lại khóc kể lễ tâm ý, cô ta nghĩ những người khác đều là người mù sao. Ta nhớ là có người nói Diệp Oản Oản ở bên ngoài trường được một lão đầu tử nào đó bao nuôi, chuyện này chắc cũng là do cô ta truyền đi rồi đúng không? Trầm Mộng Kỳ nhất thời đổi sắc mặt, Tớ không có, không phải tớ làm như vậy đâu, tớ làm sao sẽ truyền thứ tin đồn nhảm này được chứ. Đáng chết, gần đây Giang Yên Nhiên cùng Diệp Oản Oản gần gũi với nhau như vậy sẽ không phải là nói cái gì đối với cô ta đấy chứ. Khó trách thái độ của Diệp Oản Oản đối với chính mình thay đổi đột nhiên lớn như vậy. Diệp Oản Oản đứng ở một bên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ ở trong đám người chăm miệng một lời cũng không thể bào chữa cho mình. Cô đã từng bởi vì Trầm Mộng Kỳ âm thầm thiết kế bêu xấu liền bị tất cả mọi người gạt bỏ giễu cợt, mà bây giờ hết thảy các thứ này toàn bộ cô đều từng cái trả lại cho cô ta. Đương nhiên, cái này vẫn còn có đủ đâu. Keng keng keng. Cho đến dự bị tiếng chuông vang lên, Trầm Mộng Kỳ đang bị vây lại công kích mới thoát thân được. Oản Oản,
Vô luận cậu có hiểu lầm tớ như thế nào thì tớ thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với cậu cả, lần sau tớ lại tới tìm cậu nhé. Trầm Mộng Kỳ che giấu vẻ âm trầm trong con mắt của mình, cắn môi hướng Tư Dạ Hàn ném vẻ ai oán một cái, lúc này mới vội vã rời đi. Diệp Oản Oản không để ý tới Trầm Mộng Kỳ, đứng dậy đưa Tư Dạ Hàn đến trên hành lang. Nhìn nam nhân ở đối diện mình, Diệp Oản Oản trầm mặc nhất thời không nói gì. Đi học đi, Tư Dạ Hàn thấy cô không lên tiếng chỉ coi là cô đang sợ hãi không muốn nói chuyện cùng mình, vì vậy anh không nhiều lời nữa nói cô vào đi học. Nhưng mà ngay khi Tư Dạ Hàn muốn cất bước đi ra, trong nháy mắt cổ tay lại bị giữ lại. Một cái tay nhỏ bé nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo của anh. Tư Dạ Hàn dừng chân lại, ánh mắt hướng ống tay áo của mình nhìn xuống. Diệp Oản Oản cũng không biết mình tại sao lại muốn kéo tay anh lại, sau khi kịp phản ứng vội vàng rút tay trở về, không nói không rằng mà đùa bỡn vòng lông trắng trên cổ áo của mình. Tư Dạ Hàn cũng không thúc giục, liền lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn cô. Một lúc sau Diệp Oản Oản cất lên tiếng nói, anh sẽ thích Trầm Mộng Kỳ sao? Tư Dạ Hàn thật sâu nhìn cô một cái, sau đó mặt không đổi sắc mở miệng, không biết, ánh mắt của anh rất cao. Ngoặc kép chấm than, Diệp Oản Oản sững sốt, một hồi lâu sau mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp lại chớp chớp. Ách, cô mới vừa rồi có phải là được tán dương hay không vậy? Đây không phải là chê cô mà là đang khen nàng sao? Dưới tình huống này mà anh còn có thể có vẻ mặt nghiêm túc để nói ra những lời này sao? Chương 213, càng ngày càng có tiềm chất của hôn quân. Hứa Dịch nhìn ông chủ nhà hắn người tự xưng là ánh mắt rất cao một chút, rồi mắt lại nhìn Diệp Oản Oản đứng ở bên cạnh ngây ngốc thanh thuần yên tĩnh không nói. Giờ phút này hắn thật là tương đối hiểu được tâm tình của Lưu Ảnh khi nghe được ông chủ nói tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của ông chủ là tuyệt thế vô song. Còn có điều gì muốn hỏi sao? Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, không có rồi, em chỉ là muốn cảm ơn anh đã đến đưa quần áo cho em thôi, à còn có cái bao tay nữa. Phía trên thêu hình tiểu lão hổ rất đáng yêu là anh lựa chọn sao? Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch chuẩn bị. Hứa Dịch, ông chủ xin ngài sờ lương tâm của mình lặp lại lần nữa đi. Đúng là thuộc hạ chuẩn bị, nhưng tôi chuẩn bị ước chừng 100 đôi, ngài mới từ bên trong lựa ra một đôi hài lòng được chứ? Ồ, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó lại hỏi một câu, Đại Bạch còn có ở nhà không? Ở nhà, Tư Dạ Hàn mở miệng. Hứa Dịch nghe được câu này nhất thời bức xúc. Khi nào thì Slut ở nhà rồi chứ? Hắn căn bản còn chưa có tìm được Slut A. Diệp Oản Oản nhất thời an tâm nói, thôi em đi học đây, em học liền tranh thủ về với anh, trên đường đi anh nhớ cẩn thận một chút nhé. Diệp Oản Oản đi rồi, Hứa Dịch lập tức lo lắng nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói, ông chủ, Slut. Ngươi còn có một ngày thời gian, Tư Dạ Hàn trực tiếp cắt đứt câu nói kế tiếp của hắn. Hứa Dịch nhất thời nghẹn một cái. Trong lòng nước mắt rơi như mưa, thuộc hạ nhất định trước ngày mai khi Diệp tiểu thư trở về sẽ đem Slut trở về. Khó trách êm đẹp ông chủ đột nhiên lại để cho hắn đi tìm Slut đem trở về, nguyên lai là muốn dỗ cho mỹ nhân vui vẻ a. Mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng ông chủ của hắn thật là càng ngày càng có tiềm chất hôn quân a. Ngày thứ hai sau khi tan học, Diệp Oản Oản thu thập xong hành lý cùng Giang Yên Nhiên cáo biệt. Cậu ở một mình có được không? Nếu không cậu xin điều chỉnh một chút đến phòng ngủ khác nhé. Diệp Oản Oản đề nghị. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, không cần đâu, cũng sắp thi vào trường cao đẳng rồi, tớ ở một mình vừa vặn có thể chuyên tâm học tập. Thanh Hòa mặc dù là trường học quý tộc tư lập có chất lượng dạy học tốt nhất nhưng so với trường cấp 3 phổ thông không có cách nào sánh được, bởi vì không ít học sinh sau khi thi xong kỳ thi vào trường cao đẳng đều là trực tiếp đi du học, căn bản cũng không quan tâm thành tích thi cử của mình. Vì vậy việc mà nữ sinh trong nhà trọ ngày ngày thảo luận nếu không phải là nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng là đồ trang điểm. Giang Yên Nhiên là con gái độc nhất trong nhà, cha mẹ không nỡ để cô ấy rời khỏi nhà quá xa, cho nên đã thay cô chuẩn bị để cô có thể học ở trường học bản xứ. Nguyên lai ban đầu Yên Nhiên cũng chưa nghĩ đến việc tham gia kỳ thi kia, nhưng trong khoảng thời gian cùng Diệp Oản Oản sống chung này, cô đã quyết định dự thi vào Học viện Đế Đô Điện ảnh khoa biểu diễn. Yên Nhiên không khỏi chờ trong mong tương lai mình cũng có thể cùng Oản Oản ở cùng một chỗ trở thành cộng sự với nhau. Bởi vì từ nhỏ được cha mẹ tạo điều kiện đi học cho nên bài chuyên ngành của hệ biểu diễn cô ngược lại không có lo lắng, chẳng qua là mấy môn văn hóa cô sợ rằng còn phải vượt qua cửa ải này nữa. Cô nghe nói Diệp Oản Oản muốn thi vào Đế Đô truyền thông khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp. Đế ảnh cùng Đế truyền là một trong mấy trường đại học cao cấp nhất ở Trung Quốc về ngành điện ảnh và truyền hình truyền thông.
là mục tiêu cao nhất mà tất cả học sinh cả nước muốn vào học, đây cũng là ngành đào tạo ra nhiều người trong nghề tài giỏi cùng quyền uy. Mà mọi người đều biết Đế Truyền là trường nghệ thuật loại chuyên nghiệp có điểm số cao người khiến người khác phải sợ hãi cùng Đại học Đế Đô không phân cao thấp, Diệp Oản Oản muốn thi vào khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp ở đó sao? Thành tích bây giờ của Diệp Oản Oản mặc dù cũng không tệ lắm nhưng số học cả cô ấy thật sự là quá thấp, nếu muốn thi vào Đế Truyền chỉ sợ là không đủ. Oản Oản, cậu có muốn thừa dịp về nhà, buổi tối tớ cho cậu một lớp bổ túc số học hay không? Số học thật sự là vấn đề lớn đối với cậu nha. Giang Yên Nhiên lo âu hỏi. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời khoát khoát tay trả lời, yên tâm tớ đã sớm tìm được người rồi. Lão sư bổ túc số học cho tớ giỏi siêu cấp nha. Chương 214, muốn dỗ nữ nhân sẽ không phải chính mình nên đi dỗ sao? Dưới lầu, Hứa Dịch mới vừa đi tới chuẩn bị đến mang hành lý cho Diệp Oản Oản, liền nghe được đoạn đối thoại của Diệp Oản Oản cùng một cô gái vì vậy không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Oản Oản có lớp bổ túc sao? Hắn làm sao lại không biết vậy? Dù sao hết thảy công việc liên quan đến Diệp Oản Oản cũng đều là do hắn phụ trách. Chẳng lẽ là ông chủ giúp Diệp Oản Oản? Giang Yên Nhiên nghe vậy yên tâm chút ít nói, người có thể để cho cậu nói lão sư số học lợi hại như vậy khẳng định là thực sự rất lợi hại. Cậu an tâm đi, cậu cũng phải cố gắng lên nhé. Tớ đi đây, phải nhớ luôn nghĩ tới tớ nha. Diệp Oản Oản đi tới ôm Yên Nhiên một cái. Giang Yên Nhiên sắc mặt trở nên hồng bất đắc dĩ nổi giận một chút, cậu đi nhanh đi, thứ hai là chúng ta có thể gặp mặt rồi đúng không? Từ khi Diệp Oản Oản không hóa trang, gương mặt này thật sự là làm cho Yên Nhiên quá chói mắt, ngay cả cô là một nữ nhân đều không chịu nổi chứ đừng nói là đàn ông. Cũng may mắn ngày hôm qua bạn trai của Diệp Oản Oản có đến một chuyến trường học làm xóa bỏ tâm tư của những người kia đi. Giang Yên Nhiên hướng Hứa Dịch nhìn một cái, không nhịn được hạ thấp giọng thở dài nói, thật không nghĩ tới bạn trai của cậu lại là thúc thúc cậu Tư Hạ, mọi người đều đồn đại lai lịch của cậu ấy rất lớn, thậm chí còn có người nói hắn có khả năng là vị gia chủ thần bí của Tư gia Tư Dạ Hàn, dù sao khí thế kia thật sự là quá mạnh mẽ, nhìn một cái thì không phải là người phàm. Khục khục ho khan, Diệp Oản Oản nghe xong nhất thời ho khan một trận, bật lên tiếng phủ nhận nói, làm sao có thể. Quả thật là ý nghĩ hảo huyền, Tư Dạ Hàn nếu là bạn trai ta, vậy thì Tổng thống nước Mỹ chính là ba ba của tớ. Một bên Hứa Dịch, Giang Yên Nhiên bật cười, tớ cũng cảm thấy không có khả năng, dù sao đó cũng là nhân vật trong truyền thuyết làm sao có thể tùy tiện thấy được, tất cả mọi người đều là đoán bậy bạ mà thôi. Hơn nữa tin đồn dung mạo của Tư Dạ Hàn rất dọa người, rất đáng sợ, làm sao có thể đẹp trai còn ôn nhu như vậy được chứ. Lại nói tất cả con cháu Tư gia đều là học ở trường quốc tế đứng đầu chuyên nghiệp hoặc là trại huấn luyện quốc tế, từ nhỏ đã tiếp nhận bồi dưỡng cùng giáo dục chuyên nghiệp, làm sao lại xuất hiện ở trường học quý tộc tư lập trong nước được chứ. Coi như có thể cùng Tư gia có chút liên hệ phỏng chừng cũng là dòng cực kỳ xa đi. Bất quá cho dù là như thế, chỉ cần cùng Tư gia có chút quan hệ cũng đã đủ để cho người bình thường ngưỡng mộ trọng vọng rồi. Ôn nhu. Diệp Oản Oản cười khan nói, đúng vậy đúng a, bạn trai của tớ rất ôn nhu, rất ôn nhu. Cùng Giang Yên Nhiên nói lời từ biệt xong, Diệp Oản Oản liền cùng Hứa Dịch cùng rời đi. Trước khi rời đi, Hứa Dịch theo bản năng hướng Giang Yên Nhiên tìm tòi nghiên cứu một cái. Cô bé này chính là bạn cùng phòng mới của Diệp Oản Oản sao? Thật vất vả một người mới vừa đi cũng đừng lại tới một cái chứ. Bất quá trước mắt theo điều tra của hắn về gia thế bối cảnh Yên Nhiên, thêm vào đó là ấn tượng cái nhìn đầu tiên của hắn, thì cô bé này dường như có hy vọng sẽ không biến thành người kế tiếp như Trầm Mộng Kỳ. Xe rất nhanh lái đến Cẩm Viên. Diệp Oản Oản từ xa đã không kịp chờ thò đầu ở trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Rốt cuộc, cô cũng thấy tại cửa nhà một cái bóng uy phong lẫm lẫm màu trắng cẩn thận ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Càng làm cho cô kinh ngạc hơn chính là trên cổ của Bạch Hổ lại còn cột một nơ con bướm màu hồng, quả thực là vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Oa, đại bạch đại bạch đại bạch, Diệp Oản Oản hét lên, xuống xe liền lập tức hưng phấn mà hướng đại bạch nhào tới. Sau đó, đúng như trong dự liệu của cô liền bị một tiếng giống lớn vào mặt. Bất quá Diệp Oản Oản bị giống lên cũng không thèm để ý chút nào, kiên nhẫn không ngừng vòng quanh nó xoay quanh yêu thích không chịu được. Đại Bạch Hổ rõ ràng thấy rất phiền. Nhìn biểu tình kia phỏng chừng đều hận không thể quất một đuôi một cái cho cô chết đi, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thể làm gì được, ai bảo chủ của nó lại một người vô lương tâm chứ. Quả thật là không có nhân tính, muốn dỗ nữ nhân sao chính mình không đi dỗ đi, lại ngược đãi động vật là nó chứ. Chương 215, nhân loại ngu xuẩn. Nhân loại ngu xuẩn,
lại khiến nó giống như sư tử đá ngu xuẩn ngồi xổm ở nơi này chờ đợi nữ nhân ngu xuẩn này đã vậy còn đeo trên cổ tôn quý của nó một cái nơ ngu xuẩn như phàm nhân nữa chứ. Diệp Oản Oản quả thật là yêu thích vẻ mặt kia của Đại Bạch, nhân loại ngu xuẩn, trong mắt Đại Bạch tỏ vẻ mặt ngạo kiều, cầm điện thoại di động lên không ngừng hình Đại Bạch, dù đã có vô số tầm hình chụp chung nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Một bên Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản ở đó không sợ chết mà vòng quanh sắt lởn vởn trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Diệp Oản Oản này rốt cuộc là ăn lộn thuốc gì rồi lúc trước rõ ràng là sợ sắt muốn chết. Cũng còn may là Diệp Oản Oản coi như còn có một chút phân tắc, chỉ vòng quanh nhìn Đại Bạch, không có cho tay vào đi sờ nó, nếu không vạn nhất có tổn thương nào tới vị này tiểu tổ tông sợ rằng thiên hạ phải có một trận đại loạn. Thật ra thì Diệp Oản Oản thực sự muốn sờ một cái nhưng cô cũng biết sắt cực kỳ chán ghét sự đụng chạm của loài người, cho nên liền không có miễn cưỡng nó, hiện tại cô chỉ có thể thấy thèm mà nhìn đầu lông xù cùng đệm thịt lớn trên tay chân của nó mà thôi a. Nếu có một ngày Đại Bạch nguyện ý cho cô sờ nó thì tốt biết bao a. Hứa quản gia, cây của tôi như thế nào rồi? Tiểu thư yên tâm sẽ có chuyên gia thích đáng trông nom. Nhanh mang tôi đi nhìn một chút. Diệp Oản Oản hưng phấn thúc giục ngay sau đó nhìn về phía Đại Bạch nói, Đại Bạch Đại Bạch, người có muốn cùng ta cùng đi gặp nhìn cải trắng mà ta trồng hay không? Hứa Dịch khóe miệng nhỏ co rút nói, tôi cảm thấy Đại Bạch, sát nó hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú đâu. Người ta cũng không phải là ăn chay nha. Đổ mồ hôi chết hắn rồi, hắn đều sắp bị Diệp Oản Oản hù chết rồi, cô ấy lại có dũng khí gọi Đại Bạch đi chung sao? Diệp Oản Oản vẻ mặt tiếc nuối, a, được rồi. Cái kia Đại Bạch, ta đi trước nhìn vườn rau xanh nhé, chờ chút nữa sẽ tới tìm ngươi chơi đùa sau nha. Diệp Oản Oản để ba lô đựng sách vở xuống liền vội vã chạy đi vào trong sân phía sau. Quả nhiên, hạt giống được cô gieo trồng trước khi rời đi tất cả đều được chiếu cố tốt vô cùng, cây ăn quả đều đã bắt đầu nảy mầm hoa hướng dương cũng đã cao hơn, một chút ít rau cải cũng đã có thể hái được, cá trong hồ cũng hoạt bát béo khỏe, cách đó không xa còn có mấy con gà con màu vàng đang kiếm ăn. Nguyên bản ngôi nhà ban đầu giống như kim ti lung lạnh giá đáng sợ giờ khắc này ở dưới trời chiều khắp nơi lộ ra khí tức ôn nhu thân thiết. Diệp Oản Oản vui vẻ dò xét thành quả của chính mình vị quản gia nào đó ở phía sau yên lặng nhỏ máu, cẩm viên là do kiến trúc sư thiên giới đứng đầu trên thế giới kiến tạo cứ như vậy lại trở thành nông trang. Bất quá, từ khi bị Diệp Oản Oản thay đổi cải tạo như vậy toàn bộ bầu không khí bên trong cẩm viên trở nên buông lỏng thoải mái không ít. Ít nhất đám người hầu rốt cuộc không cần mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố những thứ hoa cỏ cây cối cùng cá chép đắt giá kia, không cần thường xuyên lo lắng sẽ bị Diệp Oản Oản làm hỏng nữa. Vào lúc này thấy Diệp Oản Oản trở lại tất cả mọi người đều đứng lên giành công với nhau, nói cải trắng này là do chính mình chiếu cố, người khác nói đó là ký hiệu nuôi củ cà rốt của mình, quả thật là để cho hắn dở khóc dở cười. Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối nhìn một vòng lớn lại hái không ít rau cải đã có thể ăn rốt cục mới hài lòng trở về. Mới vừa trở lại phòng khách, liền thấy Tư Dạ Hàn từ trên lầu đi xuống hướng giỏ thức ăn trong tay cô nhìn một cái nói, trở về rồi sao? Diệp Oản Oản lập tức nghiêm người đứng ngay ngắn, ân ân, em nhìn thấy Đại Bạch rồi á. Còn đi xem cây quả em trồng nữa, anh xem phát triển khá tốt ha. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái tại sao cô cảm thấy tâm tình của Tư Dạ Hàn dường như không tốt lắm a. Một bên Hứa Dịch, cô trở lại một cái. Chuyện thứ nhất là đi tìm Đại Bạch, chuyện thứ hai là đi tìm cải trắng, tâm tình ông chủ của hắn sao có thể tốt được chứ? Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận tin tức làm cho người ta nghe đã sợ mất mật là ông chủ ngay cả lão hổ cùng một nông trại cây đều ăn dấm đâu. Chương 216. Diệp Oản Oản mặc dù không biết Tư Dạ Hàn rốt cuộc tại sao tâm tình lại không tốt nhưng kỹ năng vuốt lông của cô đã đạt tới cảnh giới thượng thừa. Vì vậy Bạch 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 chạy lại tiếp cận anh mở miệng nói, nơ con bướm trên người Đại Bạch là anh làm sao? Thật là đẹp mắt. Hứa Dịch. Đại Bạch nơ con bướm mặc dù là ông chủ nói muốn là không sai, nhưng tôi chính tôi mới là người đeo a, là tôi làm việc mạo hiểm nguy hiểm đến tánh mạng mình đấy, sao cô không nói gì? Còn có những cải trắng này, rất tươi mới chúng ta hái xong xuống thì lấy đi đến phòng bếp bồi bổ thân thể cho anh nha. Diệp Oản Oản lại mềm mềm mại mại nói. Diệp Oản Oản mềm giọng như vậy mà vuốt lông làm cho tức giận trên người Tư Dạ Hàn căn bản giảm hơn phân nửa. Vì vậy Diệp Oản Oản thật vui vẻ mà đem thức ăn đi đưa cho phòng bếp. Sau bữa cơm chiều, Diệp Oản Oản từ trong tủ lạnh lấy ra miếng thịt bò bít tết, sau đó liền đi vào trong sân dáng vẻ rõ ràng là muốn đi tìm Đại Bạch. Chỉ thấy Đại Bạch Hổ đang lắc cái đuôi ở trong sân dò xét,
thời điểm đi ngang qua đám gà con kia không khách khí chút nào há miệng liền nuốt vào một con. Diệp Oản Oản nhất thời nóng nảy, vội vàng chạy vội tới la lên, đại bạch. Nhanh nhả ra, gà này là nuôi để đem ra đẻ trứng, ngươi không thể ăn được. Đại bạch dùng ánh mắt nhìn người bình thường ngu ngốc như cô một cái, sau đó há miệng ra, một con gà con dính đầy nước miếng liền nhanh như chớp lăn ra thật nhanh chạy trốn đi. Nó làm sao có thể ăn loại sinh vật này được, chẳng qua chỉ là ngậm lấy vui đùa một chút mà thôi. Diệp Oản Oản thấy bạch hổ ép căn bản không hề ăn con gà con kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nịnh hót từ phía sau lấy ra khối thịt bò bít tết mới vừa trộm từ trong tủ lạnh ra, đại bạch, ngươi ăn cái này đi. Đây là một khối thịt bò sống vô cùng tươi ngon mới mẻ, phía trên còn dính mùi máu tanh. Luôn luôn đối với cô không nhúc nhích hay có bất kỳ phản ứng nào, đại bạch rốt cuộc cũng giật giật mũi. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên kích động bắt đầu cám dỗ, đây cũng không phải là một bọc thịt bò khô mấy đồng tiền đâu, đây là thịt bò đen Angus đỉnh cấp đặc biệt cung cấp nha. Ăn siêu cấp ngon luôn nha. Hơn nữa còn rất đắt tiền, cô thật vất vả mới trộm ra được đó nha. À, cô lấy thịt bò của Tư Dạ Hàn làm thành thức ăn của đại bạch cũng không tính là trộm đúng không? Đây đều là đồ của Tư Dạ Hàn mà. Diệp Oản Oản biết Slut chưa bao giờ ăn bất kỳ đồ mà người nào đưa cho, nhưng cô dù sao cũng ở Cẩm Viên được 2 năm rồi cũng không tính như người xa lạ nữa nha. À, tương đương tới tương đương ăn một miếng mà, tương đương thực sự ăn ngon lắm, không lừa ngươi đâu mà. Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng mà dụ dỗ đại bạch. Chẳng qua là đại bạch hổ một bộ dạng tâm sắt như đá, chỉ giật giật mũi liền tiếp tục thờ ơ không động lòng, cũng không thèm đếm xỉa gì đến miếng thịt bò đó nữa. Tỏ vẻ cấm ăn đồ mặn sao, đại bạch muốn ăn chay hả? Diệp Oản Oản vẻ mặt đưa đám nói, ngươi so với chủ nhân của ngươi còn khó dỗ hơn nhiều a. Không đúng, chủ nhân của nó thật ra thì còn rất dễ dụ tới. Diệp Oản Oản không có cách nào khác liền suy nghĩ một chút, cô chỉ có thể đem khối thịt bò kia đặt ở bên cạnh một chỗ sạch sẽ trên bãi cỏ gần bạch hổ, sau đó chính mình đi ra chỗ khác. Lặng lẽ nằm ở trong sân chừng vài chục phút, đại bạch nằm ở đó bên nghỉ ngơi lắc lư cái đuôi, vui đùa một chút với con gà con, cuối cùng, rốt cuộc cũng dùng móng vuốt lớn đem khối kia thịt bò kia khêu một cái, hạ mình đem miếng thịt bò cắn vào trong miệng, một cái nuốt lấy toàn bộ. Nuốt lấy, qua, ăn ăn ăn. Diệp Oản Oản vui vẻ chỉ còn kém ở tại chỗ thả đốt pháo hoa ăn mừng, lần đầu tiên nhìn hổ ăn so với chính mình ăn còn vui vẻ hơn. Đại bạch bộ dáng khi ăn đáng yêu như thế a, tương đương. Thời khắc này Diệp Oản Oản cũng không biết tất cả mọi hành động của cô làm ở trong sân cùng với biểu tình cô si mê nhìn đại bạch, toàn bộ đều rơi vào trong mắt đại ma đầu cùng tổng quản nhà anh đang đứng ở trên lầu 1. Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn ông chủ nhà mình đang đem ánh mắt rơi ở trên người của đại bạch, chân không tự chủ run lên. Vì sao hắn có dự cảm thực đơn ngày mai có thể sẽ là bạch hổ hầm cải trắng ha? Ai biểu ông chủ nhất định hạ lệnh phải để cho hắn đem Slut tìm trở về, bây giờ tìm được ngược lại còn phải tranh sủng với nó nữa chứ, thật là không chịu nổi mà. Chương 217, mỗi đêm bồi anh ngủ. Diệp Oản Oản hưng phấn mà vòng quanh đại bạch chơi hăng say đến rừng không được. Tuy đại bạch cũng không thèm để ý tới cô nhưng cô cũng có thể một mình lẩm bẩm nói nửa ngày, nào là kể chuyện xưa cho nó nghe, nào là biên vòng hoa cho nó, trong viện thường thường truyền đến âm thanh ghét bỏ, tiếng rít gào của đại bạch cùng với cảm giác hoài niệm của Diệp Oản Oản. Chờ Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, trời đều đã tối đen như mưa xê, lúc này cô mới lưu luyến không rời mà tách ra khỏi đại bạch cùng với vườn rau cải trắng của mình, sau đó cô cảm thấy thật bi tráng mà đi vào trong phòng để học cùng với Tư Dạ Hàn. Sau khi chơi với đại bạch xong, tâm tình của Diệp Oản Oản lại thoáng trầm trọng, ôm cặp sách lên lầu. Nhìn thấy Hứa Dịch từ thư phòng đi ra, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên hỏi, Tư Dạ Hàn anh ấy hiện tại có chuyện gì gấp không? Vừa thấy người đến là Diệp Oản Oản, Hứa Dịch tức khắc đều muốn khóc lên, vị cô nãi nãi này cuối cùng cũng đã chơi đủ rồi sao? Vội a, sao có thể không vội được chứ, vị bên trong kia đã nổi máu ghen lên đến tận trời, vẻ u ám ngày càng dày đặc lên luôn rồi kìa. Rõ ràng ông chủ muốn dùng đại bạch để làm mỹ nhân vui, ai biết được mỹ nhân lại trực tiếp bỏ qua không thèm đếm xỉa đến ông chủ của hắn đi chơi với đại bạch, giờ thì hắn xem như biết được cái gì gọi là dưỡng hổ vì hoạn. Ông chủ không có việc gì gấp đâu, tiểu thư nếu là tìm ngài ấy hiện tại nhanh vào đi thôi. Hứa Dịch lập tức nói. Hiện tại tâm tình của anh ấy như thế nào? Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi. Nếu tâm tình hiện tại của Dạ Hàn tốt thì việc cô nhờ anh ấy dạy kèm cho cô môn số học hẳn là tương đối dễ dàng đồng ý. Khá tốt ha, Hứa Dịch không chút do dự mà đem Diệp Oản Oản bán đi.
Nga nga, vậy là tốt rồi, Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở ra không hề có cảm giác khác lạ rồi tiến vào thư phòng. Tiến vào trong thư phòng cô thấy anh đang ngồi ở ghế gần ban công, trên tay cầm một quyển ngoại văn thư tịch, khuôn mặt che giấu vẻ u ám biểu tình thật không rõ ràng. Có việc sao? Thấy cô đến gần anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm băng lạnh ánh mắt sắc bén hướng phía cô nhìn qua. Diệp Oản Oản cũng không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không mà cô lại cảm thấy Hứa Dịch rõ ràng như đang lừa cô vậy. Tư Dạ Hàn lúc này tâm tình thật sự khá tốt sao? Cô suy nghĩ nửa ngày thật sự không tìm thấy bất cứ lý do nào làm Tư Dạ Hàn tâm tình không tốt, vì thế liền không có nghĩ nhiều chỉ cho rằng đó là suy nghĩ lung tung của mình mà thôi. Cái kia, là còn có không đến một tháng nữa em phải thi đại học rồi nhưng môn toán học của em quá kém vì vậy em muốn học bổ túc thêm một chút. Anh gần đây có chuyện gì gấp không? Có thể dạy cho em hay không? Mỗi đêm cho em 2 giờ, à không cần, chỉ 1 giờ thôi cũng được. Diệp Oản Oản không dám yêu cầu quá nhiều vì cô cũng hiểu anh là người bận rộn. Bất quá tục ngữ cũng đã nói rằng nghe Minh Quân nói chuyện một buổi cung hơn là đọc sách vở 10 năm, vì vậy dù Tư Dạ Hàn chỉ có 1 giờ giúp cô ôn luyện thôi thì đối với cô mà nói đó cũng được lợi không nhỏ rồi. Ngoại trừ bởi vì phương thức giảng giải của Tư Dạ Hàn cực kỳ dễ dàng làm cho cô tiếp thu nhanh chóng, còn có nguyên nhân theo sinh lý đó chính là cô ở trước mặt Tư Dạ Hàn tuyệt đối không dám làm việc riêng tinh thần luôn tập trung cao độ. Vì vậy hiệu suất lúc học tập đặc biệt cao. Diệp Oản Oản nói xong liền khẩn trương chờ đợi anh trả lời. Sau một lúc lâu Tư Dạ Hàn mới buông quyển sách trên tay ra ngữ khí cùng bình thường mà mở miệng nói anh có thể cho em 2 giờ. 2 giờ sao? Diệp Oản Oản vừa nghe xong đôi mắt tức khắc sáng rỡ lên, thật vậy chăng? Nhưng mà anh có điều kiện, ánh mắt Tư Dạ Hàn có chút tính toán nhìn cô. Tinh thần Diệp Oản Oản ngay tức khắc căng thẳng, điều kiện gì? Tư Dạ Hàn, giúp em học đương nhiên anh cũng muốn được trả thù lao nha. Diệp Oản Oản, thù lao mà anh muốn là gì vậy? Tư Dạ Hàn, cho anh 8 giờ. Diệp Oản Oản ngay lập tức liền sửng sốt, cho anh 8 giờ làm cái gì chứ? Một giây tiếp theo trong đầu cô bỗng nhiên nhớ lại việc lần trước ở ký túc xá cô cũng gặp qua loại tình huống tương tự này, lúc ấy Tư Dạ Hàn đưa ra điều kiện 6 tiếng đồng hồ nghĩa là phải bồi anh ngủ 6 tiếng đồng hồ. Cho nên giờ phút này cô liên tưởng đến 8 tiếng mà trong miệng Tư Dạ Hàn mới nói ra không phải là giống với chuyện trước kia đó chứ. Ý của anh là anh muốn em bồi anh ngủ cả đêm sao? Khiếp sợ dưới anh Diệp Oản Oản mở to hai mắt buột miệng thốt ra lời mà mình đang nghĩ. Nghe Diệp Oản Oản nói xong Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái ngay sau đó mở miệng hỏi lại, em chỉ cần anh bổ túc việc học cho em trong một đêm thôi sao? Diệp Oản Oản phản xạ có điều kiện mà lắc đầu nói, cả đêm khẳng định không đủ. Ít nhất là em muốn luyện liên tục đến khi thi đại học kết thúc, phỏng chừng mỗi ngày buổi tối đều phải học nếu anh có rảnh thì. Tư Dạ Hàn nâng chén trà trong tay lên miệng nhấp một ngụm trà rồi nói, ân, vậy thì em mỗi đêm phải bồi anh ngủ rồi. Diệp Oản Oản. Chương 218, học phí này, hẳn cũng không tính là quá mệt đi. Đại não của Diệp Oản Oản trong nháy mắt kịp thời phản ứng lại. Vì cái gì mà anh có thể sử dụng gương mặt cao ngạo băng lãnh kia mà nói ra câu? Mỗi đêm bồi anh ngủ, một cách tự nhiên không chút nào xấu hổ như vậy à. Câu nói của anh nếu lọt vào tai người có suy nghĩ không tốt chắc bọn họ còn tưởng rằng cô cùng anh tại đây làm chuyện gì mờ ám, nhưng trên thực tế cô và anh chỉ ở đây thuần khiết thảo luận việc học bổ túc toán học mà thôi. Diệp Oản Oản thật vất vả mới từ khiếp sợ lấy lại được tinh thần của mình, lập tức vặn đầu ngón tay tính tính, cô chỉ được sử dụng 2 giờ học với anh mà anh lại muốn lấy 8 giờ làm thù lao, cái học phí này có phải quá cao hay không à? Quả thực là gian thương mà. Cô học toán rất kém cỏi nhưng còn không có kém đến loại tình trạng này nha. Cảm giác chỉ số thông minh của mình chịu vũ nhục Diệp Oản Oản tức khắc thở phì phì mở miệng nói, đây là không phải là có chỗ nào đó không đúng chỗ nào. Vì sao anh chỉ cho em 2 giờ còn em phải cho anh đến tận 8 giờ vậy? Tư Dạ Hàn một bộ biểu tình dù có giao dịch này hay không thì anh hoàn toàn không sao cả trả lời cô em có thể cự tuyệt. Em... Diệp Oản Oản tức khắc không có lời gì để nói. Lúc này Tư Dạ Hàn ở trong mắt cô quả thực chính là một học thần toán kim quang lấp lánh, có thể thi đậu đế truyền hay không liền phải dựa vào anh vì vậy làm sao mà cô chịu buông tha anh dễ dàng như vậy được. Diệp Oản Oản rối rắm nửa ngày, sau khi nghĩ tới nghĩ lui liền đưa ra câu hỏi mà mình muốn biết kia chỉ là đơn thuần đi ngủ thôi sao? Ý tứ ngủ kia là, cô ngủ cùng anh không phải lần đầu. Cô nhớ rõ có một lần ở trường học kia còn có ở nhà cũ kia một lần nhưng đều chỉ là đắp chăn bông thuần khiết ngủ mà thôi,
nếu là cái dạng này mà nói đối với cô thật ra không mệt, dù sao chính cô cũng phải đi ngủ có khác nhau bất quá chỉ là bên cạnh có thêm một người mà thôi. Diệp Oản Oản như vậy nghĩ, vốn dĩ đã nhẹ nhàng thở ra liền nhìn đến Tư Dạ Hàn buông chén trà trong tay ra, con ngươi nhuộm dần màu đen chậm rãi nhìn về phía cô nhàn nhạt mà mở miệng. Cái này anh không có biện pháp nào cam đoan được, dù sao thì anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Dạ Hàn nói xong trong nháy mắt Diệp Oản Oản cả người đều ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Đáng lẽ anh cần phải khiêm tốn chứ, trong lòng em anh trước giờ căn bản là người hoàn hảo không phải sao? Em suy xét một chút đi, Tư Dạ Hàn nói xong liền đứng lên. Vốn đang ngẩn người Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn đứng dậy trong nháy mắt, đột nhiên bước một bước vào tới trước mặt anh ngưỡng đầu lên ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm anh, giọng nói sắc bén như chém đinh chặt sắt mở miệng nói, thành giao. Tư Dạ Hàn biểu tình tựa hồ có chút ngoài ý muốn hỏi lại, em xác định sao? Diệp Oản Oản gật gật đầu, xác định a, dù sao cũng không phải là em chưa từng ngủ qua với anh nha. Tư Dạ Hàn, mau mau mau, hôm nay chúng ta liền bắt đầu đi. Diệp Oản Oản lập tức thúc giục. Dù sao cô cùng Tư Dạ Hàn đã sớm ngủ chung rồi, hiện tại tuổi thật của cô cũng không phải như tiểu nữ hài 17-18 tuổi, càng không giống kiếp trước muốn tính toán vì Cố Việt. Trạch thủ thân như ngọc cho nên muốn ngủ nhiều hơn vài lần thì có sao đâu. Hiện tại đối với cô mà nói cái gì cũng không quan trọng so với việc cô thi đậu đế truyền. Nếu cô lại câu nệ việc này việc kia thì thật ra cùng kiếp trước có cái gì khác nhau đâu, cô không thể lại lãng phí thời gian của mình được nữa. Vì thế, Diệp Oản Oản ân cần lại nhanh chóng giúp Tư Dạ Hàn thu thập đồ đạc trên bàn, bày biện sách vở của mình lên sau đó lấy cho Tư Dạ Hàn một ly trà. Tư Dạ Hàn đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy mang theo một tia không dễ phát hiện tìm tòi nghiên cứu lẳng lặng nhìn nữ hài ở trong phòng bận rộn. Sau một lúc bận rộn, tư thế Diệp Oản Oản ngồi thật giống như học sinh tiểu học đoan đoan chính chính mà ngồi đó, nói một câu, lão sư có thể bắt đầu rồi. Tư Dạ Hàn ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô, cũng không có mở sách, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán trực tiếp mở miệng nói, lần trước anh đã chưa nói xong cho em phần tri thức điểm đúng không? Diệp Oản Oản kinh ngạc mà chớp chớp mắt, đều đã nói qua nhiều chuyện như vậy thế mà lần trước không nói xong tri thức điểm anh cư nhiên đều còn nhớ rõ. Lợi hại, cho nên học phí này, hẳn cũng không tính là quá mệt đi. Chương 219, cảm giác bị bỏ rơi. Thuận lợi học được trong 2 giờ liền, Diệp Oản Oản cảm thấy mỹ mãn sau đó về phòng mình tiếp tục làm bài luyện tập. Thời gian thoảng qua, Diệp Oản Oản si mê say đắm chìm ở trong biển tri thức toán học nháy mắt đã đến nửa đêm. Ân, cô nên trả học phí thôi. Tuy rằng thời điểm mới vừa nói, thành giao, song khí thế của cô vững chắc như núi nhưng thật ra tới rồi lúc này vẫn có chút sợ hãi. Đặc biệt lần này Tư Dạ Hàn còn nói anh chỉ là nam nhân bình thường mà thôi. Cọ tới cọ lui tắm rửa xong, Tư Dạ Hàn cũng không có tới thúc giục việc cô trả thù lao, Diệp Oản Oản chờ đến sốt ruột lại không nghĩ muốn tự mình đi tìm anh vì thế liền gọi cho anh một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Hứa Dịch đang ở bên trong đứng một bên báo cáo công tác của mình. Một lát sau, Mạc Huyền cũng đi đến, cửu gia, ngài gọi thuộc hạ sao? Hình như còn chưa tới thời gian cửu gia đi ngủ à, như thế nào mới sớm như vậy lại kêu hắn tới đây chứ? Tư Dạ Hàn nâng lên con ngươi, nhìn về Mạc Huyền phía đối diện nói một câu, bắt đầu từ hôm nay ngươi tạm thời không cần tới nữa. Mạc Huyền vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người, ách, không cần tới. Bệnh của cửu gia ngài. Bên cạnh một đống văn kiện Hứa Dịch cũng là đầy mặt kinh ngạc. Chủ tử trong khoảng thời gian này trạng thái nhưng cũng không lý tưởng lắm nhưng tại sao đang êm đẹp lại đột nhiên không cần tới Mạc Huyền nữa. Chủ tử đã tìm được bác sĩ thích hợp rồi sao? Hứa Dịch hỏi. Mạc Huyền nhíu mày, không phải hắn khoe khoang nhưng về phương diện thuật thôi miên này, hắn dám xưng đệ nhất, không ai dám xưng đệ nhị, vì vậy hắn tự tin là ông chủ của hắn không có khả năng tìm được bác sĩ nào tốt hơn hắn cả. Lúc này, di động của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên. Hai người nhìn đến điện báo biểu hiện chính là tên của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đang ở nhà mà còn muốn gọi điện thoại làm gì chứ? Đang lúc bọn hắn hồ nghi, liền mơ hồ nghe được đầu kia di động truyền đến thanh âm của Diệp Oản Oản. Uy, cái kia, Tư Dạ Hàn, em muốn hỏi một chút, anh chừng nào thì đi ngủ? Là em đi qua chỗ anh hay là anh lại chỗ em à? Bởi vì trong thư phòng cực kỳ an tĩnh cho nên lời Diệp Oản Oản nói rất rõ ràng, hai người bọn họ nghe xong đều sửng sốt. Anh xử lý xong một chút sự tình ở đây liền tới liền.
Tư Dạ Hàn treo điện thoại ngay sau đó nhìn về phía Mạc Huyền tiếp tục mở miệng nói, tiền lương y theo như cũ mà phát hành, thời điểm yêu cầu ngươi trở về ta sẽ bảo Hứa Dịch gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong anh liền bảo hai người đều đi ra ngoài. Mạc Huyền dù đã ra khỏi thư phòng nhưng vẫn còn có chút phản ứng không kịp, đây là tình huống như thế nào vậy? Hứa Dịch đồng tình sợ hãi chụp lấy bờ vai của hắn, còn không rõ sao. Diệp tiểu thư hiện tại học ngoại trú, không có người dạy học, ý tứ của ông chủ chính là hiện tại ngài ấy đã có người bồi ngủ, người tạm thời không cần tới nữa nha. Mạc Huyền sắc mặt tối sầm, lời này ủa người sao lại nghe quái quái thế nào ấy nhỉ? Khiến cho hắn cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi à. Mạc Huyền trầm ngâm nói, thật ra tôi đã ngoài ý muốn từ lâu rồi, không nghĩ tới Diệp Oản Oản lần này lại an phận lâu như vậy, hơn nữa đột nhiên thức thời như thế, đây thật sự không giống tính tình cũng như cách làm việc mà cô ta có thể làm được. Tôi còn tưởng rằng lần trước Cửu gia mất khống chế chạm vào cô ta, sau đó nữ nhân kia tuyệt đối sẽ nháo đến thiên hạ đại loạn, kết quả thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh làm cho người khác vô pháp tin tưởng. Chỉ sợ có điều gì khác thường à. Hứa Dịch tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, mặc kệ cô ấy có thật sự nghĩ thông suốt, hay vẫn như cũ muốn trốn đi hay không, thì cũng có cái gì khác nhau đâu, Cửu gia nhất định không có khả năng giải phóng cho cô ấy đâu. Nếu cô ấy muốn làm thương tổn Cửu gia, chỉ bằng cô ấy sao? Điều này càng không có khả năng. Mạc Huyền thở dài, ai, tạm thời không tới cũng tốt, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi, thời điểm tôi không ở đây anh chú ý tình huống của Cửu gia nhiều hơn một chút nhé. Có gì thì báo với tôi, nói không chừng nữ nhân kia thật sự có thể giải được khúc mắc của Cửu gia đấy. Tôi đã biết rồi, Hứa Dịch theo tiếng đáp lời. Chương 220, em hoài nghi năng lực của anh sao? Trong phòng, Diệp Oản Oản nghe Tư Dạ Hàn nói câu kia, anh xử lý xong một chút sự việc ở đây liền qua đó, biểu tình không còn lời nào có thể nói được. Vì sao lời này nói lại giống như chồng mình đang nhanh chóng xử lý công việc để trở về với vợ của mình vậy? Rõ ràng là do cô không trả nổi học phí chỉ có thể bồi ngủ mà thôi à. Ôn tập toán học cả đêm làm cho tinh lực của tiêu hao quá lớn, Diệp Oản Oản mới vừa đặt đầu lên gối liền bắt đầu mệt mỏi dã rời mà ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng một lúc sau cô giống như nghe được tiếng bước chân quen thuộc theo sau đó là một cổ hơi thở thanh lãnh như bóng với hình xâm nhập vào hô hấp rồi lại xâm nhập đến thân thể của cô. Diệp Oản Oản bởi vì bị quấy nhiễu mà nhíu nhíu mày cái miệng nhỏ vẫn nói thầm cái gì đó. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm môi của cô ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về, cúi người xuống kết quả mới vừa để sát vào liền nghe được thanh âm Diệp Oản Oản đang lẩm bẩm kia, đẳng cấp chờ so hai dãy số, thông hạng công thức N hạng, hai cái hữu hạn cầu cực hạn, bốn phép tính giải toán trình tự đổi. Nói thầm hơn nửa ngày, nữ hài đột nhiên theo phương hướng nguồn nhiệt cọ tới rồi ở trong lòng ngực anh lẩm bẩm mà gọi một tiếng, ba ba. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản gọi xong một tiếng này lúc sau liền không có động tĩnh nào nữa tựa hồ là ngủ rồi, sau đó, bả vai mới hơi hơi run rẩy lên ở trong mộng sắc mặt nôn nóng mà hoảng loạn mà lẩm bẩm, Oản Oản rất ngoan ngoãn mà, Oản Oản có ngoan ngoãn học bài, không cần giận con, không cần không nhận con nha, được không? Tư Dạ Hàn ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô sau một lúc lâu, vươn tay ra dùng lòng bàn tay của mình lau đi nước mắt bên khóe mắt của cô. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ. Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Diệp Oản Oản theo bản năng mà đem đầu chui vào trong chăn, tránh né thanh âm của đồng hồ báo thức, sau một lúc lâu, mới không tình nguyện mà chui ra đem đồng hồ báo thức tắt đi rồi giống như du hồn bò dậy. Kết quả, bên này mới vừa đứng dậy một nửa bên hông đột nhiên có một cổ lực đạo mạnh mẽ trong nháy mắt đem cô kéo trở về. Cô lại trở về nằm trên giường trợn mắt há hốc mồm mà đối mặt với Tư Dạ Hàn. Trong phòng bức màn đã được kéo kín. Chỉ có một sợi ánh sáng mỏng manh tiến vào vừa tạo ra vẻ mềm mại thoải mái lại ấm áp trên giường lớn, bên cạnh còn ó một yêu nghiệt điên đảo chúng sinh đang nằm bên cạnh cô, nếu là người bình thường phỏng chừng hận không thể ngủ cả đời không đứng dậy. Diệp Oản Oản không nghĩ tới việc cô lo lắng hơn nửa ngày kết quả bởi vì quá mệt mỏi lại trực tiếp ngủ một giấc tới buổi sáng, tối hôm qua Tư Dạ Hàn đến đây lúc nào cô cũng không hề biết. Vòng eo thon của Diệp Oản Oản bị một bàn tay to rộng ôm lấy thân thể cũng hoàn toàn bị trở thành một cái gối ôm bị kéo vào trong lòng ngực của ai đó, tư thế quá mức thân mật này làm cho cô trong lòng căng thẳng bồn chồn ách, cái kia em phải rời giường để đi ôn tập. Nam nhân đôi mắt cũng chưa muốn mở không hề có ý định để cô rời khỏi giường thanh âm khàn khàn mà mở miệng nói còn thiếu 2 giờ nữa. Ách, Diệp Oản Oản lập tức câm nín. Tối hôm qua 12 giờ cô mới đi ngủ mà hiện tại mới 6 giờ sáng khoảng cách ngủ đủ 8 tiếng còn thiếu 2 giờ nữa.
anh cư nhiên còn cố ý tính giờ. Tại sao lại có thể nhỏ mọn như vậy được chứ? Mấy ngày này Diệp Oản Oản đã có thói quen dậy sớm, tuy rằng thật sự là cô thiếu 2 giờ của anh nhưng nếu muốn cô an tâm nằm ở trên giường ngủ đủ 8 giờ thật sự làm cô có cảm giác không thoải mái lắm. Vì thế đành phải cùng anh thương lượng. Ngô, Từ lão sư à, em có thể thương lượng một chút với anh không, có thể giảm giờ được không? 6 tiếng đồng hồ là được rồi chứ. Nhân gia ngài tốt xấu gì cũng là cấp cao tam đẳng, toán học của em lại như vậy cần phải nắm chặt thời gian để ôn tập bằng không vạn nhất thi rớt thì phải làm sao bây giờ? Bên cạnh, đôi mắt của anh rốt cuộc chậm rãi mở ra tối đen giống như hắc thạch nói, em hoài nghi năng lực của anh sao? Diệp Oản Oản tức khắc không còn lời gì để nói. Kia vạn nhất nếu cô thi rớt thì sao? Cô có thể lấy lại toàn bộ học phí không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 221, thử nghiệm thất bại. Thật ra thì cô cũng biết việc Tư Dạ Hàn bổ túc cộng thêm trí nhớ của cô một tháng thật ra không có vấn đề gì. Chẳng qua cô nghĩ chỉ có không ngừng làm bản thân bận rộn mới có thể làm cho cô an tâm cùng bình tĩnh. Cô nghĩ về cha mẹ, anh trai cô cùng ngôi nhà của mình, nỗi nhớ nhà làm cô như muốn phát điên lên. Cô biết Tư Dạ Hàn chưa hoàn toàn đã tin tưởng cô biết vào giờ phút này chính mình không thể làm bất kỳ chuyện gì để chọc giận anh được. Thật vất vả mới có thể đem Tư Dạ Hàn trấn an đến loại trình độ này bây giờ còn chưa phải là thời cơ thích hợp. Huống chi cô còn có lịch sử bất lương trước đó cô đã từng vì chạy trốn mà nhiều lần đều nói dối là trở về nhìn cha mẹ mình. Nếu như lúc này cô cùng Tư Dạ Hàn nói chuyện cô muốn đi thăm ba mẹ cô, trên căn bản giống như đang nói cô lại muốn chạy trốn, ý tứ này không hoàn toàn khác biệt về nội dung chỉ khác nhau về cách nói mà thôi à. Nhưng từ hôm trước ở trường học gặp qua anh trai cô đã làm tâm tình cô càng ngày càng không cách nào đè nén được nữa. Diệp Oản Oản nằm ở trên giường không có chút nào buồn ngủ kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân nằm bên cạnh, đếm số lương lông mi trên đôi mắt đang nhắm chặt của anh. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể để cho Tư Dạ Hàn đồng ý cho mình về nhà đây? Đúng 2 giờ sau Tư Dạ Hàn thức dậy. Vốn là cô còn đang suy đoán Tư Dạ Hàn tối hôm qua rốt cuộc có ngủ thật hay không nhưng khi cô nhìn ánh mắt của anh sáng chói lóa mắt thì biết rõ chắc hẳn anh ngủ không tệ. Xem xét lại thì dù Diệp Oản Oản thờ ơ vô tình như thế nào thì cô quả thật hình như cũng bị anh hấp dẫn dưới hình ảnh như con quái vật ngủ say mới thức giấc này. Thời điểm ăn sáng, Diệp Oản Oản đúng là không có thể nhịn được nữa. Bằng không, thử xem hỏi một chút xem sao. Cô gần đây ngoan như vậy mà. Diệp Oản Oản đầu tiên là ổn định lại tinh thần, sau đó thử mở miệng thăm dò nói, cái đó, Tư Dạ Hàn hôm nay là thứ bảy em có thể trở về đi thăm cha mẹ em một chút hay không? Một bên Hứa Dịch nghe được câu này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tối hôm qua hắn vẫn còn đang cùng Mạc Huyền nói Diệp Oản Oản gần đây đặc biệt yên phận nữa chứ, chẳng lẽ cô ấy lại muốn chạy trốn nữa sao? Quả nhiên, nghe được lời cô nói muốn trở về một lúc lông mi của Tư Dạ Hàn nhất thời dính một tầng băng xương. Anh buông chén đĩa trong tay xuống, còn người băng lãnh mang theo áp lực cực kỳ nhìn về phía cô, giọng nói cũng lạnh đến không có một tí nhiệt độ nào, Diệp gia hết thảy cũng không còn tí liên can nào tới em nữa rồi. Nghe được câu này, trái tim Diệp Oản Oản nhất thời trùng xuống. Cô biết là cô đã sớm cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Oản Oản ánh mắt hơi sẫm lại cúi xuống dưới đất than thở nói, trước đây em không nên vì Cố Việt Trạch mà làm lớn mọi chuyện lên, là em không hiểu chuyện. Tổn thương lòng tự trọng của người nhà em, hiện tại em thực sự rất muốn gặp gia đình em dù chỉ một chút thôi. Vậy mà cũng không được sao anh? Tư Dạ Hàn khí tức quanh mình càng lạnh hơn từng chữ mở miệng nói rõ ràng, anh không muốn lặp lại lần thứ hai. Mặc dù đây là phản ứng trong dự liệu của cô nhưng Diệp Oản Oản vẫn không nhịn được một trận khó chịu. Tư Dạ Hàn không để cho cô đi, không chỉ bởi vì nguyên nhân sợ cô chạy trốn đi. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không nhưng vô luận là kiếp trước hay là hiện tại, Tư Dạ Hàn giống như tại tận lực ngăn cản không để cho cô đi đâu cả. Phỏng chừng vẫn là muốn khống chế cô quấy phá nha. Cô không thể cùng bất luận kẻ nào có quan hệ thân mật ngay cả người nhà của cô cũng giống như vậy. Đối với anh mà nói cô chính là của anh cũng chỉ có thể là anh mà thôi. Một khắc kia bắt đầu khi cô đi theo bên anh, trong thế giới của cô cũng chỉ có thể có anh thôi. Biết Tư Dạ Hàn đã nổi giận Diệp Oản Oản chỉ có thể ngừng cái đề tài này lại. Sau đó bầu không khí liền có chút lạnh lẽo ngưng động, trên bàn ăn ai cũng không nói gì, một tiếng Hứa Dịch cũng không dám nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Công ty giống như có chuyện gấp Tư Dạ Hàn dùng cơm nước xong liền cùng Hứa Dịch rời đi.
Tư Dạ Hàn không có ở đây cô ngược lại rất tự tại, chẳng qua là tâm tình của cô cả ngày đều rất xa sút không vui, dù nhìn đến Đại Bạch ở trong sân chơi đùa với con gà con cũng không có cách nào vui vẻ được. Chương 222, Hào môn sâu như biển. Diệp Oản Oản không yên lòng nằm úp sấp ở trên cái bàn tròn trong sân, ngay cả trời mưa cũng không phát hiện ra, trong lúc đó cô vẫn còn đang cầm bút viết đến ngẩn người. Cho đến khi dưới mái hiên Đại Bạch đang nằm lim dim đột nhiên gầm thét giống lớn một tiếng, cô mới chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhanh chóng thu thập đồ đạc trở lại trong phòng tránh đi cơn mưa kia. Trở lại trong phòng, Diệp Oản Oản cùng giống như ngày hôm qua, từ trong tủ lạnh trộm ra một miếng thịt bò bít tết, thả vào bên cạnh Bạch Hổ, sau đó tránh ra xa để Đại Bạch tiến đến ăn. Mưa càng ngày càng lớn, bên ngoài sấm chớp nổi lên đùng đùng. Trong tay Diệp Oản Oản ôm lấy một quyển sách luyện tập ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà chậm chạp không có lật giấy, trong đầu suy nghĩ lung tung hoàn toàn không tĩnh tâm được. Nhất thời nghĩ lại cho tới bây giờ cha mẹ còn ăn nhờ ở đậu ở tại nhà cậu, rồi lại nghĩ đến Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y. Người khác không biết chứ thật ra thì Diệp Y Y không phải là chị họ của cô mà là chị em cùng cha khác mẹ của cô. Đều nói hào phú sâu như biển, Diệp gia chính là điển hình. Ngoài mặt là khai sơn thủy tổ của nghề giải trí, hắc bạch lưỡng đạo đều ăn sạch phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế bên trong bẩn thỉu đến mức làm cho người ta nôn mửa. Mẹ của Diệp Y Y là Lương Mỹ Huyên, cùng mẹ của cô Lương Uyển Quân là chị em gái cùng cha khác mẹ. Lương Mỹ Huyên là con gái Lương gia Tư Tình, bên ngoài sinh ra 18 tuổi mới được nhận trở về Lương gia. Mẹ cô trời sinh tính tình hiền lành đơn thuần, thấy Lương Mỹ Huyên nhu nhược đáng thương, mặc dù đối với cô ta cũng không mấy thân thiết nhưng cũng chưa từng bạc đãi cô ta. Lương Mỹ Huyên năm đó đã học lên đại học, trong nhà trọ bị bạn cùng phòng gạt bỏ, thường xuyên bị khi dễ, mang theo một thân thương tích đầy mình trở về nhà. Ông ngoại Lương Thế Quân liền đưa nghĩ cách để cho Lương Mỹ Huyên đi ra ngoài ở gần với mẹ cô, mà khoảng cách giữa Diệp gia và trường học của Lương Mỹ Huyên gần vô cùng. Trong nhà cô phòng trống lúc ấy còn rất nhiều, chẳng qua bây giờ chỉ là nhiều hơn một người vào ở trong đó mà thôi, mẹ lúc ấy đơn giản cũng không để ý mấy, liền đáp ứng để cho Lương Mỹ Huyên đến ở trong nhà mình. Sau đó điều mà mẹ cô nghĩ là đơn giản không mấy liên quan liền trở thành cơn ác mộng của mẹ cô. Mẹ tính tình quá mức trầm lặng cũng không muốn lấy lòng cha mẹ chồng, cộng thêm thân thể của mẹ cô không dễ thụ thai, dù đã gả tới đó hơn 3 năm vẫn không thể mang thai, ý kiến của cha mẹ chồng đối với mẹ cô đều rất lớn. Mà Lương Mỹ Huyên hoạt bát đáng yêu miệng lại ngọt, mới tới không bao lâu liền lấy được cảm tình của mọi người khiến người cả nhà đều vui vẻ. Lại hơn một năm nữa trôi qua mẹ của cô vẫn không thể nào mang thai, mà lúc này Lương Mỹ Huyên lại mang thai. Tác giả của cái thai đó là cha của cô Diệp Thiệu Đình. Lương Mỹ Huyên ghen tị mẹ cô lấy được hết thảy, càng ghen tị mẹ cô tốt số dược gả vào hào phú, cho nên lúc theo vào ở trong nhà cô cũng đã bắt đầu lên kế hoạch, cho đến khi thành công có thể leo lên giường của cha. Cha cô đối với mẹ cô một lòng một dạ, khi biết mình bị thiết kế uống say sau đó có quan hệ với Lương Mỹ Huyên, không chỉ không có giấu giếm còn ngay lập tức đem sự tình đó nói cho mẹ cô, cầu sự tha thứ từ mẹ cô. Mẹ lần đầu tiên nổi giận cường ngạnh đem Lương Mỹ Huyên đuổi ra ngoài. Cùng cha cô chiến tranh lạnh hơn nửa năm, thật vất vả quan hệ mới có chút hòa hoãn, lúc này Lương Mỹ Huyên rốt cuộc lại được cha mẹ chồng đón trở lại, hơn thế nữa bụng Lương Mỹ Huyên lúc đó cũng đã gần chuyển dạ rồi. Một bên là người con dâu không thể có bầu, một bên là người đang mang thai cốt nhục của Diệp gia, nhị lão chọn ai tất cả đều có thể đoán được. Lúc đó nhị lão nhất trí yêu cầu để cho Lương Mỹ Huyên đem hài tử trong bụng sinh ra, ép cha ly dị với mẹ cô để cưới Lương Mỹ Huyên, cha kiên quyết phản kháng cùng trong nhà huyên náo một trận. Nhị lão muốn giữ được cốt nhục của Diệp gia, cha cô lại không muốn phản bội mẹ cô, cộng thêm bụng của Lương Mỹ Huyên đều đã quá lớn, vì vậy không cách nào phá bỏ được hài tử trong bụng, sự tình lâm vào thế bí. Cuối cùng, là nhị thúc của cô đứng ra nói, thật ra thì mình một mực yêu Lương Mỹ Huyên sâu đậm, còn nói sẽ nguyện ý cưới cô ta, sẽ đem đứa bé trong bụng của cô ta như cốt nhục ruột thịt mà nuôi nấng cùng chăm sóc. Cha cô tất nhiên là không đồng ý, dù sao việc này cũng quá hoang đường. Làm sao cha cô lại để cho em trai của mình cưới một nữ nhân đang mang thai hài tử của cha cô được chứ? Chương 223, chứng cớ vạn kiếp bất phục. Nhưng lúc đó thái độ của Diệp Thiệu An vô cùng kiên quyết, ngay cả Lương Mỹ Huyên cũng tỏ vẻ vì hài tử nguyện ý gả cho Diệp Thiệu An. Nhị lão ép cha đưa ra lựa chọn muốn cha cô bỏ vợ để cưới Lương Mỹ Huyên, nhưng cha cô không chịu, vì muốn giữ lại cốt nhục của Diệp gia, vậy hãy để cho Diệp Thiệu An cưới Mỹ Huyên đi. Cha mặc dù thống khổ nhưng vẫn cự tuyệt việc cưới Lương Mỹ Huyên. Hài tử ở trong bụng của Lương Mỹ Huyên, cha cô cũng không thể mạnh mẽ ép người ta bỏ đi được,
bây giờ Lương Mỹ Huyên muốn lấy ai thì cha cô cũng không phải là người có thể chi phối được nữa. Cứ như vậy chị cùng cha khác mẹ của cô là Diệp Y Y trở thành chị họ của cô. Diệp Y Y ra đời sau, mặc dù chỉ là một nữ hài nhưng nhị lão bởi vì thương tiếc cháu gái mình bị ủy khuất, đối với hai mẹ con Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y đều tốt vô cùng, còn với mẹ cô là gà mái không đẻ được trứng cũng càng ngày càng không chào đón. Mẹ cô ở tại Diệp gia càng ngày càng khổ sở, ngày ngày nhìn lấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y ở nhà gần như sắp muốn bị ép điên, nhiều lần cùng cha đưa ra đơn ly dị làm cha cô đau đến không muốn sống. May mắn hơn chính là không lâu sau mẹ lại cũng mang thai hơn nữa là một cậu con trai. 3 năm sau, mẹ lại mang thai cô. Thành kiến của ông bà nội đối với mẹ cô lúc này mới biến mất. Nhị thúc Diệp Thiệu An không được ông nội coi trọng, công ty cơ bản đều dưới sự quản lý của cha cô. Mấy năm nay nhị thúc của cô ỷ vào việc chính mình giúp đỡ cha nuôi con gái vì vậy tự nhận định rằng cha cô thiếu hắn một đại nhân tình, liền đi khắp nơi được voi đòi tiên, gây họa ở trong công ty dù cho cục diện rối rắm như thế nào thì tất cả đều để lại cho cha cô một mình đi giải quyết. Cho đến khi Diệp Thiệu An chơi đến càng ngày càng quá mức, rốt cuộc cũng phạm vào cấm kỵ của Diệp gia, hắn lại có thể giúp đỡ thế lực bên ngoài biên giới rửa tiền, tại Las Vegas thua một số tiền lớn còn dùng tiền của công ty làm tiến trả nợ. Cha cô tra được những chuyện này sau đó đại phát lôi đình quyết tâm vô luận lần này như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nuông chiều hay tha thứ gì cho hắn nữa. Nhưng ngay khi cha cô chuẩn bị đem chứng cớ giao đến chỗ ông nội cô thì Diệp Thiệu An lại lấy ra video mà cô chơi ma túy uy hiếp cha. Nếu nữ nhi Diệp Y Y này đã không cách nào ảnh hưởng hắn cha cô nữa thì cha cô vẫn còn có một người con gái càng quý giá hơn Diệp Oản Oản đó. Quả nhiên, cha cô vừa nhìn thấy những vật kia ngay lập tức thỏa hiệp. Tất cả những chuyện Diệp Thiệu An làm đều giá họa lên đầu của cha cô. Ông nội giận tím mặt trực tiếp đem cha cô đuổi ra khỏi công ty. Việc bị quay lại video trong kiếp trước của cô phải nhắc tới Diệp Y Y, cô bị Diệp Y Y dẫn tới quầy rượu bị một đám người lừa gạt hút ma túy. Lúc ấy trong phòng tất cả đều đang hút ma túy có nam có nữ tình cảnh dị thường thối nát, mà những hình ảnh kia tất cả đều bị Diệp Y Y len lén quay lại để trở thành chứng cớ vạn kiếp bất phục có lợi cho nhà bọn họ. Hoàn toàn không lo lắng làm quá mức sẽ chọc giận cha cô, Diệp Y Y chỉ nghĩ đã làm thì phải làm đến cùng trực tiếp phái người đi phá hủy trong sạch của cô. Cô sau khi tỉnh rượu căn bản cũng không biết sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô còn đang đau lòng tại sao Cố Việt Trạch lại nhắn tin cho cô nhưng lại chưa có đến. Sau đó cô dưới cơn thịnh nộ của cha bị bắt đi lại bí mật tìm người kiểm tra máu. Kiểm tra kết quả cô quả nhiên có hút ma túy, hơn nữa đó là một loại ma túy mãnh liệt hút một lần sẽ thành nghiện suốt đời. Tiếp theo cô bị cha cô đưa đến một địa điểm an toàn để cai nghiện, cha cô để lại cho cô một khoản tiền vì cô mà sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi chuyện. Cô cũng không biết cha cô vì muốn bảo toàn cho cô đã ngăn cách bốn bề với địch nhân bên ngoài, cô chỉ đang cật lực oán trách tại sao cha cô lại không tin mình, tại sao phải đem mình đưa đến một nơi đáng sợ như thế này cơ chứ. Sau đó, bác sĩ mà cha cô an bài chăm sóc cô đợi suốt một tháng đều không thấy cô phát tác cơn nghiện ma túy. Rất nhanh 3 tháng trôi qua sau khi kiểm tra tổng hợp một lần, bác sĩ ngạc nhiên xác định cô thật ra không có nghiện ma túy, nghiên cứu hơn nửa tháng đều không có thể xác định được nguyên nhân nào, vì vậy chỉ có thể suy đoán là trong ma túy có thành phần khác không thực sự làm cho cô bị nghiện ma túy mà thôi. Chương 224, người còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không? Diệp Oản Oản vốn là không tin mình có hút ma túy tự nhiên không có suy nghĩ nhiều cô chỉ biết mình rốt cuộc cũng được tự do. Hôm rời đi cô ngay lập tức muốn đi tìm Cố Việt Trạch mà chờ đợi cô ở bên ngoài là những tin tức long trời lỡ đất. Cha cô bị đuổi ra khỏi công ty, toàn bộ nhà ở xe cộ trong nhà cũng bị mất đi chỉ trong một đêm mà cô đang từ một thiên kim đại tiểu thư biến thành người bị người khác giễu cợt, một phượng hoàng bị gãy cánh, thêm vào đó vị hôn phu người mà cô yêu sâu đậm lại trở thành bạn trai của Diệp Y Y. Kiếp trước khi cô biết những chân tướng này đã từng cố gắng muốn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y Y. Đáng tiếc đối phương ngụy trang quá tốt lầm cô không thu hoạch được gì. Bất quá cô ngược lại ngoài ý muốn tra ra được một cái bí mật kinh người. Trong đầu nhớ lại quá nhiều đau đớn từ quá khứ ở kiếp trước làm cho đầu óc cô bị tàn phá, trong đầu Diệp Oản Oản như bị ngàn kim châm vào đau đớn không chịu nổi, vì vậy liền tựa vào bên ghế salon rồi rơi vào trong cơn ác mộng đen tối lạnh lẽo. Đại khái là bởi vì mưa to nhiệt độ chợt hạ xuống nhanh chóng, thân thể của cô phát lạnh từng trận. Trong lồng ngực nặng trĩu giống như đá hô hấp càng ngày càng chật vật. Giống. Bên tai dường như truyền tới âm thanh gầm nhẹ dọa người của mãnh thú tàn bạo, Diệp Oản Oản vẫn đóng chặt mí mắt run rẩy,
dù có muốn tỉnh lại nhưng thần trí lại như đang bị quấn lấy trong vũng bùn không cách nào thoát thân được. Đại Bạch đang xa xa ẩn núp, Diệp Oản Oản không biết lúc nào gầm nhẹ chậm rãi hướng Diệp Oản Oản đi tới. Nhìn thấy người nằm ở trên thảm, hai gò má đỏ ửng, hô hấp dồn dập, Bạch Hổ tựa hồ có hơi nóng nảy vòng quanh cô đi qua đi lại vài vòng. Giống, lại là rít lên một tiếng, Diệp Oản Oản như cũ không có chút phản ứng nào. Trong nhà đám người hầu không được triệu tập đến đều sẽ tự giác đợi tại trong phòng người giúp việc, sẽ không có chuyện tự tiện di chuyển, huống chi trong phòng khách Đại Bạch còn giống đến dữ dội như vậy, cho nên càng không thể nào có người dám chạy ra đi chịu chết. Bạch Hổ giống lên mấy tiếng, lại vòng quanh Oản Oản đi nửa ngày, cuối cùng đi đến gần bên cạnh cô, thân thú khổng lồ nằm xuống đem nữ hài vây quanh lại ở dưới bộ lông nhung ấm áp màu trắng, đuôi cọp dài che lại chỗ bắp chân bị lộ ra ở bên ngoài của cô. Sông Tố điên cuồng thét gào trong bóng đêm, chiếc xe màu đen như tử u linh vần chạy bình thường. Xuyên qua kính chiếu hậu, Hứa Dịch bất an mà liếc nhìn về chỗ ngồi phía sau, vẻ mặt của Tư Dạ Hàn vẫn kín như bưng, không chịu có tí biểu hiện nào. Hắn còn tưởng rằng ông chủ hôm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới vẫn là 8 giờ liền thật sớm theo trong yến hội rời chỗ. Hắn biết điều mà ông chủ kiêng kỵ nhất chính là mất đi khống chế. Mà bây giờ Diệp Oản Oản càng ngày càng để cho người khác nhìn không thấu, vô luận là việc cô làm hay là cách cô nói chuyện. Cô ấy nếu thực sự an an phận phận cũng tốt, nhưng ngay cả hắn đều có thể nhìn đi ra, Diệp Oản Oản đang từng bước dò xét ranh giới cuối cùng của ông chủ. Một khi bị đụng chạm tới cái này ranh giới cuối cùng, coi như Diệp Oản Oản ngụy trang khá đến cỡ nào đi chăng nữa sợ rằng cũng vô dụng. Rất nhanh, xe cũng lái đến Cẩm Viên. Trong phòng khách an tĩnh lại có chút quỷ dị. Ông chủ cố ý để lại slot ở nhà, dựa theo cá tính của Diệp Oản Oản, hẳn là phải vô cùng hưng phấn chơi với Đại Bạch cả đêm, nhưng vào giờ phút này, bên trong một chút động tĩnh đều không có. Hứa Dịch nhận lấy áo khoác trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó đồng thời mang theo nghi ngờ đi theo đi vào phòng khách. Hai người mới vừa vào phòng khách, liền thấy được phía trước ghế salon một đống lông màu trắng đang nằm trên sàn nhà, mà giờ khắc này Diệp Oản Oản lại đang co do tựa vào trên người của slot. Hai tay ôm thật chặt móng của nó, trong miệng một mực nỉ non, mẹ. Giống, nghe được tiếng bước chân Đại Bạch, slắt đang bị Diệp Oản Oản nhéo lông ôm lấy móng vuốt gọi mẹ lập tức thật thấp giọng giống lên một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn kia, còn biết đường trở lại sao? Ngươi còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không? Chương 225, tự mình trần mạch. Hứa Dịch trợn to hai mắt không cách nào tin tưởng được đối với hình ảnh trước mắt bây giờ. Gặp quỷ rồi a. Slut ghét nhất là cùng với nhân loại gần gũi, giờ phút này lại nằm thật gần thật ngoan ngoãn nằm ở chỗ này mà ôm lấy Diệp Oản Oản, bị cô ấy nắm chặt lông lại ôm móng vuốt cũng không có ý muốn xé nát cô ấy ra. Bất quá, trạng thái của Diệp Oản Oản dường như có chỗ nào đó hơi kỳ lạ. Hứa Dịch trong lòng một thở dài, sau đó mới vừa phát hiện Diệp Oản Oản khác thường, bên người đã có một bóng người nhanh chóng đi tới đem Diệp Oản Oản từ trong ngực Đại Bạch bế lên. Đi mời Tôn lão. Vâng. Hứa Dịch mồ hôi đổ xuống như mưa vội vàng xông ra ngoài. Vạn nhất Diệp Oản Oản có mệnh hệ nào, tất cả người trong nhà này sợ rằng đều phải chôn theo mất. Nửa giờ sau, toàn bộ Cẩm Viên đèn đuốc sáng choang. Tất cả người giúp việc mặt không có chút máu mà ở trong phòng khách run rẩy đứng thành một hàng, ngoài phòng một chiếc xe màu đen dừng lại, một thầy thuốc tóc bạc hoa dâm được một người trẻ tuổi đỡ xuống xe. Hai người ở dưới sự dẫn đường của Hứa Dịch vội vàng hướng về bên trong nhà đi tới. Toàn bộ Cẩm Viên đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Thời điểm Tôn lão cùng đại đệ tử của lão chạy đến, chỉ thấy trên giường có một cô gái đang nằm, mà Tư Dạ Hàn đang ngồi ở mép giường, một tay bị cô gái ấy ôm thật chặt vào trong ngực. Thấy rõ khuôn mặt của cô gái, đáy mắt tiểu đồ đệ ở một bên trong nháy mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng. Cô bé này cũng quá đẹp đi, cho dù là đang mang bệnh làm cho hai gò má ửng hồng, vẻ mặt yếu ớt nhưng bộ dáng cũng đẹp đến cực hạn. Khó trách có thể để cho vị gia chủ này trong truyền thuyết tính tình hung ác trở nên sốt sắng như vậy. Thật là ứng với câu hồng nhan bạc mệnh, không biết cô bé này bị căn bệnh nặng gì đây. Phiền toái Tôn lão. Tư Dạ Hàn vừa nói vừa cố gắng đem tay của mình từ trong ngực của Oản Oản rút ra. Nhưng mà chỉ cần anh hơi hơi nhúc nhích một chút, cô liền lộ ra vẻ mặt đau đớn không dứt, càng ôm càng chặt, giống như ôm lấy cây gỗ có thể cứu mạng mình vậy. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Tôn lão mở miệng hỏi, Tôn lão, có thể cứ để như vậy bắt mạch hay không? Tôn lão nghe vậy ho nhẹ một tiếng đáp lại, sợ rằng không được, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả trần mạch. Lão còn tưởng rằng là vị gia chủ trẻ tuổi này bởi vì không có cách nào chìm vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian dài cho nên thân thể rốt cuộc không nhịn được nữa mà phát bệnh,
lão hoàn toàn không nghĩ tới bệnh không phải là hắn mà là một cô gái. Tư Dạ Hàn do dự một chút, lúc này mới dùng chút ít lực đem cánh tay của mình rút ra, sau đó đem tay của cô nhẹ nhàng đặt ở trên gối bắt mạch. Sau khi anh đưa tay rút ra trong nháy mắt, khóe mắt của cô có giọt nước mắt ủy khuất lăn xuống. Tôn lão không dám thờ ơ, cũng không để cho học trò của mình đi chẩn mà là tự mình chẩn mạch cho cô. Lần này chẩn mạch này thời gian khá dài, cho tới khi thần sắc tiểu đồ đệ một bên càng ngày càng khẩn trương, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là có triệu chứng gì đó để cho sư phụ cảm thấy khó giải quyết hay sao. Tôn lão xem ba lần rốt cục mới nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, Tư tiên sinh xin ngài yên tâm, vị tiểu thư này chẳng qua là bị phong hàn nóng sốt lên, chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt rất nhanh liền sẽ khôi phục như bình thường. Sau khi tôn lão chẩn đoán kết thúc, Tư Dạ Hàn liếc nhìn Oản Oản khóc lóc ủy khuất đến mức đem gối đều ướt, lập tức đem cánh tay của mình đưa tới cho cô ôm lấy lần nữa, lúc này mới nhìn về phía tôn lão mở miệng nói, để phòng ngừa vạn nhất, xin phiền tôn lão ngài ở tạm đây một đêm. Nghe được đoạn đối thoại của hai người, con ngươi tiểu đồ đệ bên cạnh tôn lão cũng sắp rơi xuống, chẩn đoán chỉ chẳng qua là lên cơn sốt thôi sao. Loại bệnh nhẹ này tự mình ở trong nhà cầm nhiệt kế đo lường một chút không phải là tốt rồi sao? Lại có thể đem thần y Tôn Bách Thảo đã sớm nửa ẩn cư mời đi qua còn phải cầu ở lại quan sát một đêm. Tiểu đồ đệ há miệng dường như muốn nói điều gì đó, bất quá liền thấy sư phụ bên cạnh hướng về phía hắn lắc đầu một cái ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Tiếp đó, tôn lão đứng dậy mở miệng nói, vậy thì làm phiền Tư tiên sinh rồi. Chương 226, có thể mềm mại lại thoải mái sờ soạng nữa. Lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trong phòng lớn đầy yên tĩnh, ngoài cửa sổ bầu trời sáng trong vắt xanh thẳm, trong không khí quanh quẩn mùi cỏ cây cùng hương đất mới. Bên ngoài có con chim thước đầu cành tung tăng kêu to rầm rầm đạp nước cất cánh rất nhanh liền bay đi rất xa. Tỉnh rồi sao? Diệp Oản Oản đang kinh ngạc nhìn chim nhỏ ngoài cửa sổ bay xa đến ngẩn người, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện ra Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế gần mép giường của cô, trong bàn tay cầm mấy phần văn kiện. Một tay khác lại đang bị cô vững vàng ôm vào trong ngực, chỗ mà bàn tay anh đang đặt vào là một trong những địa điểm trọng yếu của cô ngực. Diệp Oản Oản cả kinh, vội vàng đem tay của Tư Dạ Hàn buông lỏng, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng của mình giống như từng bị lửa thiêu, môi cũng khô nứt. Đừng động! Tư Dạ Hàn thả văn kiện trong tay xuống, dùng bông gòn dính nước thấm một chút xíu trên môi của cô, sau đó đỡ cô lên đem một ly nước trên đầu giường đưa tới môi của cô. Diệp Oản Oản theo bản năng liền há miệng ra, nhiệt độ thích hợp của nước chảy qua cổ họng đang khô khốc của cô nhất thời làm cho cô thư thái không ít. Em làm sao vậy, uống nước xong? Diệp Oản Oản nghi ngờ hỏi. Cô không phải là đang ở phòng khách làm bài tập sao, làm sao đùng một cái trong chớp mắt lại ngủ trong phòng ngủ thế này, hơn nữa còn ngủ một mạch từ tối đến sáng nữa. Lên cơn sốt, Tư Dạ Hàn trả lời, sắc mặt dường như lạnh đi một tí, chính em không có cảm giác gì sao? Biểu tình của Diệp Oản Oản bởi vì mới vừa giảm sốt tỉnh lại vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói, tối hôm qua em có chút không thoải mái, hoa mắt chóng mặt, em còn tưởng rằng là do em làm đề số học nên liền không chú ý lắm. Phát hiện biểu tình của Tư Dạ Hàn lạnh lùng, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng vào trong chăn rụt một cái. Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn không nói gì, hàn ý trên người mới vừa tan lại cứng rắn quay lại, nhấn chuông trong tay kêu gọi người giúp việc. Diệp Oản Oản có chút kỳ quái nhìn người đàn ông trước mắt, làm sao cô vừa tỉnh lại anh đã ở nơi này rồi, vừa vặn qua tới sao? Rất nhanh ngoài cửa phòng có tiếng người giúp việc vang lên, sau đó họ tiến vào bưng một chén cháo. Tư Dạ Hàn tự mình đưa tay nhận lấy, em nên ăn một chút gì đi. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn mặc dù vẫn là rất dọa người nhưng giọng nói dường như so với bình thường nhu hòa hơn một chút. Diệp Oản Oản nhìn tô cháo trắng nhạt nhẽo vô vị rõ ràng không cảm thấy hứng thú nhưng vẫn là cau mày ngoan ngoãn ăn. Còn có khó chịu chỗ nào nữa không? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, chẳng qua là trên người không có chút khí lực gì thôi. Sau đó liền trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì thêm. Diệp Oản Oản lầm bầm đánh vỡ yên lặng, em tối hôm qua thật giống như nằm mơ vậy. Nằm mơ thấy cái gì vậy? Diệp Oản Oản nhớ lại mở miệng. Một cơn ác mộng, nhưng đó là một cơn ác mộng đẹp nha, em không nhớ hết á, nhưng bất quá mộng đẹp đó thật là đẹp nha. Nhìn lấy vẻ mặt say mê của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái hỏi lại, phải không? Diệp Oản Oản gật đầu, em nằm mơ thấy đại bạch để cho em sờ móng vuốt của nó rồi, rất mềm mại lại còn được thoải mái sờ soạng nữa.
Kết quả không nghĩ tới khi cô tỉnh lại, đồ mà cô ôm là tay của Tư Dạ Hàn làm cho cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Người nào đó bị biến thành đại bạch rồi bị cô ôm suốt một đêm. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, ngay sau đó nhéo mi tâm một cái, cầm chén cháo đứng lên nói, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xoay người lại trong nháy mắt mở miệng nói một câu, dưỡng bệnh cho tốt rồi có thể trở về nhà. Cho đến khi Tư Dạ Hàn đã đi ra khỏi phòng rồi, Diệp Oản Oản mới phản ứng lại được điều anh mới nói là cái gì. Trong lúc cô hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tư Dạ Hàn lại có thể đồng ý cho cô trở về nhà rồi. Chương 227, mở ra hậu cung 3.000 người. Diệp Oản Oản biết có thể trở về nhà ngay lập tức sức khỏe tốt lên rất nhiều. Đo lại nhiệt độ cơ thể, lại có thêm Tôn lão chuẩn mạch cho cô xác định cô đã không có việc gì, sau đó quả nhiên Tư Dạ Hàn phái Hứa Dịch lái xe đưa cô trở về nhà mình. Hai đời làm người, có lẽ gần nổi nhớ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cha mẹ mình, cô đột nhiên có một sự căng thẳng không rõ. Sau khi phá sản, cha mẹ cô liền đến nhờ cậy cậu của cô, cho nên hiện giờ hai người họ đang ở tại nhà của cậu. Cậu cô Lương Gia Hào bình thường vô năng, tốt nghiệp trường đại học bình thường, trong người không có sở trường đặc biệt nào, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cái thành tựu lớn nào, lúc trước muốn cưới vợ đón dâu đều là cha mẹ cô lấy tiền ra giúp đỡ an bài, phòng tân hôn cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cha cô. Mấy năm qua dưới sự giúp đỡ của cha cậu cô ngày càng tốt hơn, hiện giờ Lương Gia Hào đã có một công ty riêng trở thành một ông chủ nhỏ, cuộc sống hàng ngày khá dễ chịu. Mở cô thành phu nhân, chuyên tâm ở nhà theo con gái của mình đọc sách học hành. Nếu cô nhớ không lầm, em họ của cô Lương Thư Hàm năm nay cũng học cấp 3 và đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học giống như cô. Lương Thư Hàm tính tình kiêu căng tùy hứng, dù ở bất kỳ nơi nào cũng thích đua đòi hơn thua với cô, chỉ cần là cô có đồ chơi mới nào, sẽ luôn nghĩ mọi cách cũng phải lấy được. Mẹ cô từ nhỏ rất thương yêu cậu cô, cho nên đối với con gái của em trai mình cũng rất yêu thương. Trên cơ bản nếu cô có đồ gì thì Lương Thư Hàm cũng sẽ được chuẩn bị một phần y chang như vậy. Mẹ cô đối xử với Lương Thư Hàm như con gái ruột của mình, vì vậy cô đã từng nhiều lần ghen ghét rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình rất nhiều. Sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên mà mẹ cô nghĩ tới có thể đi đến cậy nhờ là em trai thân thiết nhất của mình. Diệp Oản Oản đang còn chìm trong suy nghĩ của mình thì xe đã nhanh chóng chạy đến một khu biệt thự. Xung quanh khu biệt thự được trồng nhiều cây xanh, nhìn qua cũng không tồi. Mỗi một khu đều là một nhà độc lập, bên ngoài đều có một hoa viên nhỏ. Xa xa liền thấy được kiến trúc quen thuộc, Diệp Oản Oản vội vàng bảo Hứa Dịch dừng xe lại. Cô đang muốn xuống xe, Hứa Dịch đang ngồi phía trước ghế điều khiển đột nhiên có biểu tình ai oán mà quay đầu nhìn về phía cô. Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng hỏi lại, trợ lý Hứa có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô không hiểu tại sao Hứa Dịch lại có bộ dạng như chuẩn bị chăn chối như thế này a. Hứa Dịch tiếp tục u oán mà nhìn chằm chằm cô, Diệp tiểu thư, tôi còn độc thân còn chưa có cưới vợ nữa. Diệp Oản Oản, cho nên. Hứa Dịch, ít nhất cô phải để cho tôi sống đến ngày cưới được vợ, có được không? Anh ta không lâu trước đây còn nói ông chủ có nguyên tắc có giới hạn cuối cùng, trăm triệu lần không nghĩ tới chỉ trong một đêm ông chủ anh thế nhưng trực tiếp đáp ứng cho Diệp Oản Oản trở lại nhà mình. Hôm nay thời điểm ra khỏi cửa, để phòng ngừa vạn nhất. Anh cũng đã nói với Tư Dạ Hàn xin mang nhiều người hơn, một tấc cũng không rời để đi theo cô, kết quả chính là chủ tử lại chỉ phái có mình anh làm tài xế. Ý tứ này, rõ ràng chính là không tính toán muốn giám thị hành tung của Diệp Oản Oản sao. Nhưng nếu Oản Oản mất tích không thấy bóng dáng thì anh ta vẫn người xui xẻo nhất a. Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng cong lên nói, anh nếu không yên tâm thì đi theo tôi đi. Thật sự có thể chứ? Đôi mắt của Hứa Dịch lập tức sáng lên. Diệp Oản Oản, có thể a, nhiều lắm bị ba mẹ tôi hiểu lầm thành bạn trai tôi mà thôi. Hứa Dịch, tôi cảm thấy tôi ở trong xe chờ cô thì tốt hơn nha. Diệp Oản Oản nhìn phía chân trời, thần sắc nhàn nhạt nói, yên tâm đi, tôi sẽ không trốn đâu, bởi vì, tôi cũng không còn muốn chết, một ngày kia có thể đạt được tự do, tôi còn muốn nuôi dưỡng 180 tiểu bạch kiểm, thu thập thật nhiều người cho đủ 3.000 người trong hậu cung của tôi a. Hứa Dịch, trời à. Bà cô nhỏ của tôi, đừng nói lời đáng sợ như vậy có được không? Mấu chốt chính là những lời nói như vậy lại để cho anh ta nghe được. Anh ta một chút đều không muốn nghe. Diệp Oản Oản này có phải phát sốt quá cao rồi, đem đầu óc mình bị hỏng luôn rồi hay không? Diệp Oản Oản nhìn Hứa Dịch đang bị dọa choáng váng, câu môi cười cười, cô biết Hứa Dịch sẽ không dám nói lại cho Tư Dạ Hàn, cô cũng không sợ Hứa Dịch biết điều đó,
dù sao cô có ngụy trang hay không thì Tư Dạ Hàn cùng thủ hạ của mình đều sẽ không tin tưởng cô. Chương 228, Hứa Dịch bị thu mua. Ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên hướng Hứa Dịch nhìn qua, đây cũng là thời điểm mà cô nên lôi kéo hoặc đi tìm đồng minh nha. Dưới tầm mắt đang bị chấn động quá độ của Hứa Dịch, bộ dạng của Diệp Oản Oản thẳng thắn thành khẩn mở miệng nói, Hứa quản gia, tôi cũng không nghĩ muốn giấu giếm gì với anh nữa, tất cả những chuyện tôi làm hiện giờ xác thật đều là vì bảo vệ tính mạng của mình. Bất quá, bảo vệ được sinh mệnh của tôi cũng là bảo vệ được anh nha. Tôi biết Tư Dạ Hàn đem hết thảy công việc liên quan đến tôi đều giao cho anh phụ trách, nếu tôi xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì người đầu tiên dính xui xẻo chính là anh, cho nên, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác có được không? Hứa Dịch nhìn cô gái trước mắt mình phảng phất có sự thay đổi nào đó mà trước giờ mình chưa nhận ra, tức khắc sắc mặt khẽ biến hỏi lại, hợp tác? Có ý tứ gì? Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại, tôi không muốn lại xuất hiện loại sai lầm giống như hôm ở Cẩm Viên vừa rồi, càng không muốn đụng phải tình huống làm Tư Dạ Hàn có khả năng muốn giết người như vậy nữa. Người ở bên cạnh Tư Dạ Hàn đã nhiều năm như vậy, đối với mọi cấm kỵ của anh ấy cũng là người hiểu biết nhất, nếu trong thời khắc mấu chốt anh có thể chỉ điểm cho tôi vài câu, tránh cho chọc giận anh ấy thì đối với tôi hay là Hứa quản gia đều là tốt nhất, anh cảm thấy thế nào? Diệp Oản Oản nói những vấn đề này lại làm cho Hứa Dịch hãi hùng khiếp vía. Này chẳng phải là tương đương bảo hắn làm nội gian ở bên trong sao? Cô gái Diệp Oản Oản này lá gan cũng quá lớn. Diệp Oản Oản mắt nhìn Hứa Dịch tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không nhanh không chậm mà sâu kín mở miệng, đừng dùng biểu tình này mà nhìn tôi chứ. Thứ nhất tôi sẽ không làm lộ ra bất kỳ điều cơ mật nào của anh, thứ hai tôi cũng sẽ không làm chuyện gì có hại đối với ông chủ của anh, cho dù Tư Dạ Hàn có biết chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đối với anh cả. Diệp Oản Oản nói xong dừng một chút, ánh mắt chuyển động tiếp tục mở miệng nói, huống chi, tôi rất có thể sẽ trở thành chủ mẫu đương gia của Tư gia trong tương lai cũng sẽ là nữ chủ nhân tương lai của anh, bởi vì tính đến hiện tại, tôi cũng là nữ nhân duy nhất mà Tư Dạ Hàn đưa tới trước mặt lão phu nhân. Về sau nếu là anh không cẩn thận chọc tức Tư Dạ Hàn hoặc là gây ra họa gì, tôi đều có thể thổi gió đầu gối, giúp anh nói chuyện, củng cố địa vị cho anh, tính mạng của anh liền vô ưu, cho dù ngày nào đó tôi cùng Tư Dạ Hàn gây sự náo loạn với nhau. Tôi cũng sẽ không gọi anh đến canh chừng tôi vào thời điểm đó tránh cho anh bị giận cá chém thớt. Nghe Diệp Oản Oản nói những lời này Hứa Dịch lại lần nữa kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc mà quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Lời nữ nhân này nói ra thật sự là quá mê hoặc nhân tâm, chỉ trong nháy mắt hắn thật sự động tâm rồi. Chính là, vì sao hắn lại mạc danh cảm giác được mình là đại nội tổng quản đang được sủng phi của thánh thượng thu mua chứ? Hứa quản gia, anh suy xét một chút đi. Diệp Oản Oản nói xong, liền xuống xe. Nếu đối phương là Lưu Ảnh thì cô không có khả năng nói một phen những lời như vậy. Nhưng Hứa Dịch không giống với Lưu Ảnh, Hứa Dịch là người khéo đưa đẩy, bát diện linh lung. Lại là người thân cận nhất bên người của Tư Dạ Hàn, nếu cô có thể có được sự trợ giúp của Hứa Dịch, ngày sau hoạt động sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hứa Dịch ngốc lăng ngồi ở trên ghế điều khiển nhìn phương hướng Diệp Oản Oản rời đi lâm vào trầm tư. Xuống xe, Diệp Oản Oản dựa vào ký ức tìm được nhà của cậu cô. Ở trước cửa đứng nửa ngày, cô vẫn quyết định từ cửa sau hoa viên nhỏ lặng lẽ đi vào. Cô không nghĩ tới muốn kinh động những người khác, cô chỉ muốn đứng ở xa xa mà nhìn cha mẹ cô. Cô muốn biết bọn họ như thế nào rồi. Không nghĩ tới mới vừa đi vào, cô liền thấy được hình bóng quen thuộc của mẹ mình. Diệp Oản Oản theo bản năng mà tiến đến phía sau một cái cây lớn, xuyên qua khe hở hướng tới phía mẹ mình nhìn qua. Chỉ thấy mẹ cô khuôn mặt mỹ lệ ban đầu giờ đã già nua không ít, thân thể cũng gầy đến mức một trận gió lớn thổi qua liền có thể bị cuốn đi, giờ phút này đang bưng một thau lớn chứa đầy quần áo ra bên ngoài phơi nắng. Diệp Oản Oản nhìn thoáng qua liền biết những cái đó không chỉ là quần áo của cha mẹ cô, kiện màu hồng phấn kia rõ ràng là của Lương Thư Hàm, còn có kia kiện tây trang màu xanh ngọc cùng váy dài màu đỏ rực hẳn là của cậu cùng mợ cô. Chương 229, Người ngoài. Mẹ cô cư nhiên lại tự mình đi giặt quần áo cho cả nhà cậu cô sao? Diệp Oản Oản nhíu chặt mày lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá tóc cuộn sóng từ trong phòng đi ra. Trong tay còn cầm một kiện váy màu đỏ, biểu tình rất là không vui mà đi hướng mẹ cô mở miệng nói, tỷ tỷ, quần áo của em sao lại biến thành như vậy? Mẹ cô quay đầu lại nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, mắt lại nhìn váy trong tay cô ta, thần sắc có chút kinh ngạc, này, như thế nào lại bị kéo ra như vậy? Chỉ có phải dùng máy giặt giặt sạch hay không?
Mợ cô Phương Tú Mẫn sắc mặt khó coi hỏi. Chị lúc ấy có hỏi em nói có thể bỏ vào giặt vì vậy chị liền bỏ vào đi. Phương Tú Mẫn tức khắc kích động mà kinh hô, sao có thể giặt như vậy cơ chứ, đây chính là tơ tằm. Lúc ấy em phỏng chừng đang dạy học cho Hàm Hàm, không chú ý nghe liền thuận miệng đáp ứng một câu, nhưng chị à, chị tốt xấu gì cũng đã từng mặc qua không biết là bao nhiêu bộ quần áo đẹp cao cấp rồi, như thế nào hiện giờ nguyên liệu cao cấp như vậy cũng đều nhận không ra. Lương Uyển Quân thần sắc có chút xấu hổ nói, thực xin lỗi em, gần đây chị phải thức đêm chế tạo gấp đồ đính thủ công cho khách hàng cho nên nhìn đồ có chút mơ hồ, em nói cho chị biết bộ này bao nhiêu tiền chị sẽ bồi cho em. Phương Tú Mẫn đau lòng mà nhìn quần áo trong tay mình, nghe vậy lời mẹ cô nói liền chào phúng đáp lại, một vạn khối đó chị định lấy cái gì để bồi thường đây? Chị làm ra những đồ giá rẻ mà đó dù có làm 100 cái cũng không đủ mua một kiện này đâu. Chị cùng Thiệu Đình tạm thời là không nhiều tiền như vậy, chờ Mộ Phàm trở về. Phương Tú Mẫn vẻ mặt không kiên nhẫn con ngươi lộ ra khinh thường hắt hủi mà xua xua tay, một bộ tư thái hào phóng không so đo nói, thôi khỏi đi, Mộ Phàm cũng là người làm công ăn lương, mỗi tháng tiền tiêu xài cho chính mình đều không đủ đi. Cái quần áo này cũng không cần chị bồi thường nữa bằng không ra hào trở về có khi còn nói em cư xử làm khó dễ chị đó. Lúc này, một cô gái diện mạo kiều Mỹ ăn mặc một thân váy thục nữ từ trong phòng đi ra, biểu tình ngạo mạn mà liếc mắt nhìn Lương Uyển Quân một cái, cô, về sau tất cả các bộ quần áo này cô đều dùng tay giặt hết đi, đỡ cho việc lại làm hỏng cái gì nữa, hơn nữa âm thanh của máy giặt thật sự là quá lớn ồn muốn chết, làm sao cháu có thể ôn tập được. Phương Tú Mẫn vừa thấy nữ nhi bảo bối của mình đến lập tức khẩn trương mà đi qua, bảo bối, con ra đây làm cái gì vậy? Hiện tại chuyện quan trọng nhất mà con cần làm chính là chuyên tâm ôn tập nha. Phương Tú Mẫn nói xong lập tức có chút không cao hứng mà nhìn về phía em dây cô, mặt lộ vẻ xin lỗi mà mở miệng nói, chị à, thật là không tốt lắm nếu em nói như thế này nhưng Hàm Hàm chuẩn bị thi đại học, một chút tạp âm đều nghe không được nếu không sẽ phân tâm vì vậy chỉ có thể phiền toái chị dùng tay của mình đi giặt đồ một chút vậy. Vốn dĩ trong nhà có bảo mẫu cho nên cũng không cần chị tới làm loại sự tình này. Nhưng thật sự là hiện giờ trong nhà người ở đông tiền tiêu dùng lại lớn, em đành phải cho bảo mẫu nghỉ việc, bên này em lại muốn chiếu cố Hàm Hàm bồi dưỡng con em đọc sách, thật sự không tiện để làm việc gì nữa cả, vì vậy chỉ có thể để chị vất vả một chút, chị à chị sẽ không để ý chứ. Lương Uyển Quân mím môi nói, không có gì, để chị đi giặt đồ cho. Nguyên bản Uyển Quân cũng không muốn ở chỗ này ăn không trả tiền, giặt quần áo hay nấu cơm gì đó đều nằm trong khả năng cho phép cho nên cô cũng tự nguyện hỗ trợ. Một bên Lương Thư Hàm nghe vậy bất mãn mà nhíu mày, mẹ làm gì phải đối cô khách khí như vậy, bọn họ ăn tại nhà chúng ta, ở cũng tại nhà chúng ta chỉ muốn ăn thì phải trả tiền thôi vì vậy muốn để cho cô đi giặt một vài món quần áo mà thôi, đâu có chuyện gì quá khó khăn đâu. Con cực kỳ chán ghét trong nhà có người ngoài, phiền muốn chết luôn. Phương Tú Mẫn vội vàng nói, bảo bối ngoan, nếu vậy con cách xa cô của con một chút, không có việc gì không cần ra ngoài làm ảnh hưởng tới con. Con phải chuyên tâm học tập, không thể phân tâm, ngàn vạn lần đừng để cho con giống như biểu tỷ của mình nha. Lương Thư Hàm tức khắc đầy mặt khinh thường, mẹ đang nói giỡn sao? Sao lại có thể lấy Diệp Oản Oản ra so sánh cùng con được? Chương 230, dưỡng người rảnh rỗi. Phương Tú Mẫn nhìn nữ nhi xinh đẹp lại ưu tú của mình mặt đầy biểu tình tự hào nói, vâng, mẹ sai rồi, nữ nhi của mẹ xinh đẹp lại ưu tú như vậy chờ con thi đậu đế truyền. Mẹ sẽ nói ba con đi tìm Mỹ Huyên cô của con để cho con có thể đi đến Hoàng Thiên thực tập. Thật vậy chăng, con thật sự có thể đi Hoàng Thiên thực tập sao? Lương Thư Hàm vẻ mặt kinh hỉ hỏi lại. Đương nhiên, Tổng tài phu nhân tập đoàn Diệp Thị là cô của con đối với chuyện con vô đó thực tập mà nói còn không phải chỉ cần một câu nói của cô con thôi sao? Hai người nói chuyện hoàn toàn không hề kiêng dè dù Lương Uyển Quân đang đứng ở đó, Diệp Oản Oản nghe được thì Lương Uyển Quân khẳng định cũng nghe rất rõ ràng rành mạch. Diệp Oản Oản nhìn đến mẹ mình đang nghe đến tên của cô sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. À, Lương Mỹ Huyên là cô ruột của Lương Thư Hàm sao? Lúc cha cô còn chưa thất thế, Phương Tú Mẫn đối với Lương Mỹ Huyên chỉ là một nữ nhân không có tư cách nói chuyện với mình, hiện tại lại nhận Lương Mỹ Huyên thành cô ruột thịt của Lương Thư Hàm. Chuyện này mới nực cười là sao à? Lương Thư Hàm vốn đang bất mãn làm nũng lại nghe được ở cửa truyền đến một trận thanh âm của động cơ ô tô. Tức khắc lộ ra tươi cười vui vẻ mà đi qua đó đón người, ba đã trở lại rồi. Ánh mắt Diệp Oản Oản theo tầm mắt Lương Thư Hàm nhìn qua là cậu cô Lương Gia Hào đã trở lại.
Chồng à, anh đã trở lại rồi sao, công tác vất vả rồi. Phương Tú Mẫn như con chim nhỏ nép vào người mà đi qua nghênh đón hắn, còn giúp hắn cầm túi sách nữa. Tan tầm trở về, đã được Kiều Thê cùng nữ nhi đáng yêu nghênh đón, Lương Gia Hào tâm tình rất là sung sướng nói, sao mọi người lại ở trong sân làm cái gì vậy? Em đang giúp tỷ tỷ phơi quần áo. Phương Tú Mẫn mặt không đỏ tim không nhảy mà trả lời. Lương Uyển Quân tựa hồ là đã có thói quen nhìn Phương Tú Mẫn nói một đằng làm một nẻo, trước mặt nói một chuyện sau lưng nói chuyện khác, cô cũng không muốn gây náo loạn làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng em mình, vì thế cùng giống như trước đây cái gì cũng đều không nói ra, chỉ là lo lắng mà hướng phương hướng chiếc xe vừa dừng nhìn nhìn, sau đó nhìn về phía em trai cô hỏi, Gia Hào, anh rể của em đâu rồi? Như thế nào lại không cùng em trở về? Không phải nói hôm nay là cuối tuần có thể trở về nghỉ ngơi sao? Lương Gia Hào sắc mặt hơi có chút khó xử mà mở miệng nói, công ty gần đây lượng công việc cần giải quyết có chút hơi nhiều, anh rể còn giang ở lại tăng ca. Lương Uyển Quân lo lắng cho sức khỏe cũng như thân thể của chồng mình nghe đến đó tức khắc có chút nóng nảy hỏi lại, em cũng biết thân thể của anh rể e không tốt, sao lại không khuyên anh ấy, lại cứ để cho anh ấy làm việc mệt nhọc như vậy. Lương Gia Hào bị nói có chút chột dạ nhất thời không nói ra lời phản bác nào, em. Hắn kỳ thật căn bản không am hiểu quản lý công ty, hơn nữa Phương Tú Mẫn vẫn luôn nói không cần làm thì không cần làm, hai vợ chồng chị mình ở nhà hắn đều không thu tiền nhà, cho nên xem như đây là việc trả nợ mà thôi, vì vậy hắn liền dứt khoát đem mọi việc đều đẩy cho anh rể làm. Phương Tú Mẫn đứng ở bên cạnh nghe nói như thế, tức khắc mặt mày cao có khó chịu, bóp giọng mở miệng nói, chị à, lời nói này của chị nghe không được phù hợp lắm, việc anh rể tham ô công quỹ việc đã lan ra khắp nơi. Nếu như không phải Gia Hào đưa anh ấy tiến vào công ty thì có cái công ty nào dám nhận anh ấy chứ? Nếu đã vào công ty tự nhiên phải làm việc thôi, công ty không phải là nơi nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Người khác đều có thể tăng ca, vì cái gì anh rể liền không thể, chẳng lẽ anh ấy là lão bản sao? Ngoặc kép. Phương Tú Mẫn nói xong nhìn về phía Lương Gia Hào, vẻ mặt ủy khuất cùng đau lòng nói, Gia Hào, em bởi vì kính trọng cô ấy là chị của anh. Có chút lời không nghĩ muốn nói ra nhưng lời chị ấy nói thật sự làm cho người ta quá thất vọng buồn lòng. Anh không chỉ có muốn nuôi dưỡng chị mình, còn muốn chăm lo cho cả anh rể. Hai người họ ở lại lâu như vậy một phân tiền thuê nhà cũng chưa thu qua. Anh còn hảo tâm cung cấp cùng an bài công việc cho anh rể nữa. Chị anh ở chỗ của chúng ta cũng giống như quý phu nhân. Nhà của chúng ta có phải chị ấy cũng muốn chiếm luôn hay không a? Lương Thư Hàm đang đứng ở một bên cũng sinh khí mà phụ họa, cô người sao có thể như vậy chứ? Ở nhà của cháu ăn cũng ở nhà cháu sao lại còn mắng ba cháu chứ, thật là bạch nhãn lang. Nếu như chịu không nổi nữa vậy thì cô cùng Dượng dọn ra ngoài ở đi a, làm gì còn ăn vạ ở nơi này mãi không đi, đem một nhà của cháu náo loạn không được bình yên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 231, Phú Khả Địch Quốc Tài Phú. Ánh mắt Lương Gia Hào một mảnh tích tụ, hàm hàm, con sao lại có thể cùng ngươi cô nói chuyện như vậy được. Tú Mẫn em cũng ít nói hai câu đi. Vốn dĩ chính là như vậy mà, con không có nói sai, ba người cư nhiên lại nạt con sao, bị quát lớn như vậy Lương Thư Hàm không cách nào tin tưởng được đỏ mắt khóc lóc chạy ra ngoài. Dù sao thì Lương Gia Hào vẫn không đành lòng trách móc quá nặng nề đối với nữ nhi bảo bối mà mình ngày thường thương yêu nhất, bất đắc dĩ mà nhìn về phía chị mình mở miệng nói, chị à, điều em có thể làm thật sự đều đã làm hết cả rồi, cả gia đình em đều dựa vào em nuôi sống. Áp lực của em cũng rất lớn, việc mà em có thể giúp chị chỉ có thể như vậy thôi. Diệp Oản Oản đang đứng trốn ở phía sau gốc cây tận mắt mình nhìn thấy hết thảy những chuyện này, tức giận đến cả người phát run, bên trong lồng ngực có một cổ lệ khí điên cuồng dâng trào. Hảo, thật là tốt cho bọn người Lương Gia Hào các ngươi a. Phương Tú Mẫn cô cũng thật tốt a. Ba mẹ cô lúc trước giúp đỡ toàn gia đình bọn hắn như vậy còn đem Lương Thư Hàm trở thành thân nữ nhi của mình để yêu thương. Toàn bộ tài sản cùng nhân mạch trong công ty của Lương Gia Hào tất cả đều là do cha cô cung cấp, ngay cả ngôi nhà mà bọn họ đang ở vốn dĩ cũng chính là sản nghiệp của cha cô, Lương Gia có được như ngày hôm nay hết thảy đều là do cha mẹ cô cung cấp. Hiện tại cha cô thất thế một nhà bọn họ cư nhiên có thể đối đãi ba mẹ cô như vậy sao? Lương Gia Hào tận mắt thấy vợ cùng con gái nhục nhã mẹ cô thế nhưng ngay cả một câu bênh vực cũng đều không nói. Trong viện, một nhà Lương Gia Hào cùng nhau đi vào phòng chỉ còn lại có mẹ cô lẻ loi một mình đứng ở tại chỗ. Cô biết, lấy tính cách của mẹ mình mẹ cô nếu còn tiếp tục ở Diệp gia dù có gặp ủy khuất như thế nào thì mẹ cô cũng chỉ biết một mình tích tụ trong lòng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe.
Lấy điều kiện kinh tế hiện tại của bọn họ nếu giờ chuyển ra ở bên ngoài gánh nặng liền nghiêm trọng hơn, cho nên mẹ cô chỉ biết vẫn phải luôn nhẫn nại mà thôi. Diệp Oản Oản đứng sau gốc cây gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, chỉ thấy mẹ cô ngơ ngác mà đứng một lúc lâu, sau đó liền chậm rãi hạ cong eo, tiếp tục cầm lấy những bộ quần áo đó một bộ mà phơi lên. Nhìn thân ảnh của mẹ mình đơn bạc trầm mặc, Diệp Oản Oản quả thực hận không thể lập tức vò tới bên người mẹ mình. Chính là hiện tại nếu cô tiến đến thì cô có thể làm cái gì cơ chứ? Trừ bỏ khóc lóc thỉnh cầu mẹ mình tha thứ, lại làm cho mẹ mình biết thêm chính mình hiện tại cũng không tốt rồi, để cho mẹ mình nàng càng thêm nhọc lòng, thì cô cái gì khác cũng không làm được. Một tháng, nhiều nhất là một tháng. Cô nhất định sẽ đem tất cả ủy khuất mà ba mẹ mình chịu phải đều trả lại hết. Cô sẽ không bao giờ để cho ba mẹ mình chịu loại khuất nhục như này thêm một lần nào nữa. Trước kia vì cô muốn trước mặt Cố Việt Trạch thể hiện bản thân mình, cho nên dù ban đầu cha cô có để lại cho cô một khoản tiền cũng sớm đã bị cô phung phí hết sạch, khoản tiền đó được dùng để đi mua một vài thứ nhìn chỉ đẹp mà không có làm gì thêm được. Hiện tại cô cần tiền, thật sự cần rất nhiều tiền. Số tiền mà cô cần không phải chỉ có thể thay cha mẹ cô mua một ngôi nhà hay để cho cha mẹ cô có thể sống tốt qua ngày, mà đó phải là số tiền để cho cô thành phú khả địch quốc. Thậm chí đủ để cho cô thoát khỏi sự khống chế của Tư Dạ Hàn, đạt được tự do của mình. Một khi tài sản tích lũy đến trình độ nhất định, cô sẽ có quyền thế cùng mạng lưới giao thiệp cực lớn, hết thảy những điều mà cô muốn đều có thể thực hiện được. Cô biết lấy tình huống bây giờ của mình mà muốn Đông Sơn tái khởi thật sự khó như lên trời, Diệp Y Y nhất định sẽ toàn lực chèn ép cô. Cô yêu cầu cần có một tập đoàn hoặc người hợp tác lớn đủ để chống lại Hoàng Thiên. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là đối thủ một mất một còn của Hoàng Thiên Giải Trí Hoàn Cầu. Nhưng Hoàn Cầu là công ty lớn như vậy, làm sao có thể cùng cô một tiểu nha đầu mất tất cả hợp tác được. Cô chỉ thiếu một thứ có phân lượng nặng nhất đến đủ để cho Hoàn Cầu cùng cô hợp tác, đó chính là vốn liếng. Cũng còn may cơ hội mà cô chờ đợi đã lâu chẳng mấy chốc sẽ đến. Diệp Oản Oản che giấu tất cả tâm tình dưới đáy mắt mình, lấy điện thoại di động ra. Mở ra dữ liệu về tin tức của một vị nghệ sĩ đang ăn khách gần đây của Hoàn Cầu đang được chú ý nhất. Chương 232, nhìn chăm chú ta thật tốt đi. Cách biệt thự đó không xa. Ngay tại thời điểm Hứa Dịch đều chuẩn bị mua quan tài cho mình, rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Oản Oản từ trong sân đi ra. Hắn kích động đến mức giống như là thấy được ánh dạng đông ngày cuối cùng. Diệp Oản Oản mở cửa xe ngồi xuống. Cô chỉ cần nhìn qua biểu tình của Hứa Dịch một cái cũng biết được hắn đang suy nghĩ điều gì, cho nên Diệp Oản Oản cười nói, Hứa quản gia, tôi đã nói rồi, tôi coi như là muốn gây chuyện cũng sẽ không lựa chọn thời điểm mà anh đang làm việc, điều mà tôi đã nói qua đương nhiên sẽ giữ lời. Hứa Dịch nghe xong rất rung động, ho nhẹ một tiếng rồi nói, Diệp tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt như thế mà nói đương nhiên là tốt nhất, nhưng đối với lời đề nghị của cô xin cô thứ cho tôi. Tôi thật sự không cách nào đáp ứng được, nhưng chỉ cần cô biết thân biết phận, tôi nghĩ ông chủ cũng sẽ không làm khó cô đâu. Diệp Oản Oản ngay lập tức phán bác lại, đây không phải là vấn đề anh ấy làm khó tôi hay không, mà lấy thân phận cùng địa vị của tôi tại Tư gia muốn đặt chân hay ở đó có bao nhiêu khó khăn, anh hẳn cũng biết rất rõ. Đời trước việc cô cùng Cố Việt Trạch chạy trốn bị phát hiện, sau đó Tư Dạ Hàn ngay lập tức đem cô trói đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Rồi mang theo cô đến Tư gia ngay trước mặt tất cả mọi người tuyên bố thân phận của cô, sau đó tất nhiên là nhận được sự phản đối của cả Tư gia. Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng mở miệng nói, không sao, tôi biết là tôi đang làm khó anh, tại Tư gia, Hứa quản gia cũng được tính là người đối với tôi tốt nhất rồi, tôi cũng không phải không hiểu được cảm tạ anh coi như tôi có đi có lại đi. Nghe được lời này Hứa Dịch không khỏi chột dạ. Biểu hiện của hắn mặc dù không có kịch liệt như Lưu Ảnh, nhưng kỳ thật cũng phi thường chán ghét cùng bài xích Diệp Oản Oản, đối với cô luôn tồn tại thành kiến. Hứa Dịch quấn quýt nửa ngày trời rốt cục vẫn phải mở miệng nói, cô muốn tôi giúp cô như thế nào? Diệp Oản Oản thấy Hứa Dịch dao động cân nhắc một chút rồi chọn lời mở miệng nói, thật ra thì rất đơn giản, chính là giúp tôi nhìn kỹ Tư Dạ Hàn một chút, tỉ như anh ấy đang làm gì, lúc nào không có tiện để tôi quấy rầy, ngày nào tâm tình không tốt, có cái sở thích gì cấm kỵ. Hay cùng nữ hài tử nào có mối quan hệ khá là thân thiết, ví dụ như vị Tần Nhược Hy tiểu thư kia, cô ấy hẳn là thích ông chủ nhà anh đi, tôi nói đúng chứ? Ngoặc kép, Diệp Oản Oản nói nhiều như vậy thật ra thì trọng điểm vẫn là Tần Nhược Hy cái đại địch số một này. Lúc mới nghe mấy yêu cầu đầu tiên Hứa Dịch cảm thấy vẫn bình thường, nhưng sau đó nghe đến đoạn phía sau, mồ hôi lạnh của Hứa Dịch đều rơi xuống, Diệp tiểu thư, những thứ khác tôi có thể chỉ điểm cho cô một chút, nhưng phía sau chuyện có liên quan đến Nhược Hy tiểu thư,
cái này, thứ cho tôi thật sự là muốn giúp mà không giúp được gì. Hắn làm sao có thể dám tiết lộ chuyện riêng của ông chủ, hơn nữa còn là chuyện liên quan tới Nhược Hy tiểu thư chứ? Tôi biết rồi, đa tạ Hứa quản gia. Quả nhiên Tần Nhược Hy không phải là người mà cô có thể tùy tiện đụng tới. Bất quá đối với cái kết quả này Diệp Oản Oản cũng đã rất hài lòng rồi. Đưa Diệp Oản Oản về Cẩm Viên xong, Hứa Dịch lên lầu cùng Tư Dạ Hàn phục mệnh. Ông chủ, thuộc hạ đã đưa Diệp tiểu thư đi qua nhà cậu của cô ấy, bất quá Diệp tiểu thư ở lại khoảng vài chục phút liền đi ra. Biết rồi, còn có việc gì khác sao? Thấy Hứa Dịch hồi báo xong lại không có rời đi, Tư Dạ Hàn từ giữa chồng văn kiện ngẩng đầu lên hướng về phía hắn nhìn lại. Hứa Dịch bị ánh mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người kia nhìn đến cảm thấy có một trận chột dạ, không có thể chống đỡ nổi, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói, Diệp tiểu thư kính nhờ thuộc hạ một ít chuyện. Nhờ ngươi cái gì? Cô ấy hy vọng thuộc hạ có thể giúp một tay nhìn chằm chằm ngài. Nhìn ta chằm chằm sao? Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, bất quá cũng không có chuyện gì lớn, chính là cô ấy sợ chọc giận ngài nên muốn để cho thuộc hạ hỗ trợ nhắc nhở cô ấy một chút chuyện sở thích cùng cấm kỵ ngày thường các loại, còn có chính là. Hứa Dịch nuốt nước miếng khẩn trương tiếp tục mở miệng nói, còn có ngài cùng cô gái nào thân thiết, nhất là Nhược Hy tiểu thư. Diệp tiểu thư còn nói Nhược Hy tiểu thư thích ngài, thuộc hạ thấy thái độ của Diệp tiểu thư tựa hồ là đối với Nhược Hy tiểu thư có chút địch ý. Trước bàn đọc sách. Biểu tình của Tư Dạ Hàn giữ kín như bưng, trầm mặc sau một hồi khá lâu rốt cuộc mở miệng nói một cái chữ ừm. Hứa Dịch trong lòng không rõ ừ là có ý gì chứ. Tư Dạ Hàn nhìn hắn một cái mở miệng nói, nhìn chăm chú ta thật tốt đi. Hứa Dịch. Chương 233, cẩn thận mập không đi nổi đó. Cuối cùng, Hứa Dịch lệ chảy thành sông mà đi ra khỏi phòng. Thật là làm cho hắn cứ như có tật giật mình. Hai bên cùng nhau làm khó hắn, làm hắn quấn quýt muốn chết, kết quả ông chủ lại có thể để cho hắn, nhìn chăm chú ông chủ hắn thật tốt nữa chứ. Ông chủ ngay cả chuyện liên quan đến Nhược Hy tiểu thư cũng không chút nào nảy sinh ra dấu hiệu tức giận đối với Diệp Oản Oản. Hắn thật là quá sai lầm rồi. Làm sao lại quên mất ông chủ mình bây giờ đang chạy điên cuồng trên con đường trở thành hôn quân chứ. Sau đó, Diệp Oản Oản liền tiến vào một cuộc chiến long trời lở đất trước kỳ thi đại học. Từ khi Tư Dạ Hàn đi qua trường học một lần, sau đó ngàn dặm rừng đào không có một ngọn cỏ, editor, ý là không có ai theo đuổi Oản Oản nữa á, cộng thêm sắp thi vào trường đại học không khí càng lúc càng khẩn trương, cho nên khoảng thời gian này cô ở trường học đều rất yên ổn. Về phần Trình Tuyết luôn một mực muốn cùng với cô đối nghịch cùng nhanh chóng biến thành một người khác, tại thời điểm cô trở về trường học liền tự tạt vào mặt mình một ly dầu tẩy trang, sau đó ngay trước mặt bạn học cả lớp cùng nói xin lỗi với cô. Không chỉ không cùng cô đối nghịch còn đối với cô ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ, quả thực là coi cô là thành mẹ ruột mà hiếu thuận, hơn nữa mỗi lần Trầm Mộng Kỳ đến tìm cô cũng đều bị Trình Tuyết làm cho tức giận mà bỏ đi nha. Lực uy hiếp của đại ma đầu nhà cô không phải là dùng để trưng cho đẹp nha. Cô biết Trình Tuyết đang lo lắng cái gì, bất quá cô cũng không phải là học sinh tiểu học, vốn cũng không thích chơi trò chơi tố cáo ai, trong một tháng này Trình Tuyết đã thay đổi cùng đưa đủ loại quà vặt cho cô, cho nên cái thủ oán gì cũng đều tan thành mây khói rồi. Bình thường ở nhà, Tư Dạ Hàn đều không cho phép cô ăn quá nhiều quà vặt, thêm vào đó chính cô còn nghèo đến mức không có ít tiền phòng thân. Tư Dạ Hàn có chuẩn bị riêng cho cô một phòng quần áo đồ trang điểm cùng túi sách nhưng lại không cho cô tiền. Cô cần gì chỉ có thể để cho Hứa Dịch đi mua giúp cô, cho nên Hứa Dịch dĩ nhiên là không có khả năng mua cho cô thức ăn mà cô thích, thật sự là quá yêu thương mà. Rất nhanh thời gian thi vào trường cao đẳng chỉ còn lại có một tuần lễ. Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp cô đem bảng nguyện vọng thi vào trường cao đẳng phát ra để cho bọn họ trở về cùng phụ huynh thương lượng viết vào đó. Diệp Oản Oản giống như trước đây đi tới chỗ cũ chờ Hứa Dịch tới đón kết quả, Tư Hạ cũng theo cô đi đến cùng một chỗ. Diệp Oản Oản một mặt cảnh giác nói, cậu tại sao lại đi theo tôi? Mặc dù người này gần đây cũng coi như là yên phận nhưng cô cũng không dám xem thường. Tư Hạ ung dung theo ở phía sau đáp lại, cho tôi đi chung một xe không được sao? Lên xe, sau khi phát hiện Tư Dạ Hàn cũng ngồi ở đây, đoán chừng là hôm nay tan việc sớm, Hứa Dịch trước tiên đến công ty đón anh, sau đó lại đến đón mình. Diệp Oản Oản đi qua ngồi, sau đó giải thích, Hạ Hạ muốn đi nhờ xe. Nói xong lại lập tức nhìn về phía Tư Hạ mở miệng nói, cậu ngồi ghế trước đi, phía sau ngồi sẽ chen chúc nhau đó. Tư Hạ không nói gì mà liếc nhìn chỗ ngồi rộng rãi phía sau đủ để mở một nghị cỡ nhỏ hội, hừ một tiếng, ai mà thèm ngồi phía sau cơ chứ. Diệp Oản Oản sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn đưa cho cô một cái hộp, bên trong có chứa mộ vài chiếc bánh ngọt ô mai tinh xảo xinh đẹp.
Tư Dạ Hàn mặc dù hạn chế cô ăn quà vặt nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chuẩn bị cho cô một chút điểm tâm nhỏ dùng để trấn an cô. Diệp Oản Oản sau khi thấy hộp bánh ánh mắt nhất thời sáng lên, không có chút nào chột dạ nhận lấy chuẩn bị mở ra ăn, cho em sao, cảm ơn anh a. Tư Hạ thời điểm ở trường học đã trơ mắt nhìn cô ăn không ngừng, vào lúc này lại thấy cô bắt đầu ăn nữa, nhất thời sắc mặt đen đến mức không chấp nhận được, nói lắp. Cẩn thận mập không đi nổi đó. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái, vậy thì thế nào, cậu cho rằng là chú của cậu cùng cậu là một dạng đều bị nhan sắc điều khiển sao, cho dù tôi có mập như thế nào thì anh ấy cũng sẽ không ghét bỏ tôi đâu. Lại bị đem ra so sánh cùng Tư Dạ Hàn, Tư Hạ gân xanh trên trán đập mạnh không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói. Diệp Oản Oản, cô tự coi mình là thím cửu của toàn bộ Tư gia chúng ta rồi sao, toàn bộ những người ở đây người nào không biết thím cửu của tôi là Tần Nhược Hy chứ? Chương 234, đối với anh muốn làm gì thì làm. Tiếng nói của Tư Hạ rơi xuống trong nháy mắt, trong bầu không khí đang thoải mái cơ hồ trong nháy mắt lạnh xuống. Lãnh ý như vậy lại được truyền tới từ trên người của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn mặt vẫn âm trầm như nước, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Diệp Oản Oản dùng sức bóp lấy hộp bánh ngọt trong tay, ánh mắt giống như mũi tên nhọn hướng về phía Tư Hạ bắn tới, từng chữ mà mở miệng, Tư Hạ. Ngươi thử lặp lại lần nữa xem. Tư Hạ bởi vì đáy mắt của cô lạnh cùng hàn ý bắn đến phía cậu cho nên cậu ta hoảng hốt trong chớp mắt, nhưng sau đó một giây kế tiếp bởi vì tức giận bật thốt lên mà nói, nói liền nói. Tôi không có nói sai, thím cửu của ta nhất định là Tần Nhược Hy, cô là cái thá gì cơ chứ? Sao? Một tiếng hộp giấy nhỏ bị bóp vỡ tiếng vang lên, Diệp Oản Oản quét mắt một chút liền hướng về Tư Hạ đang ngồi ở phía trước nhào tới. Diệp Oản Oản, cô lại dám đánh ta? Đánh người không đánh mặt a, cô còn tới nữa sao? Phía trước đang lái xe Hứa Dịch nhìn thấy hai người bọn họ đánh thành một đoàn như hai con gấu con, quả thật là cũng sắp muốn khóc, Tư Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư, đừng đánh, nhanh dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa, như vậy rất nguy hiểm a. Cô đánh tôi làm cái gì? Đánh chết tôi cũng không sửa đổi được sự thật này. Thím cửu của tôi chính là Tần Nhược Hy. Để tôi nói cho cậu biết. Để tôi nói cho cậu biết điều này nhé. Diệp Oản Oản vung móng vuốt tới. Lão nương nói cho cậu biết là vị trí Tư Thái Thái này tôi CMN chính là dù cho chó ăn cũng tuyệt đối sẽ bao giờ nhường không cho Tần Nhược Hy đâu. Hai người đánh nhau túi bụi, ngay cả Hứa Dịch cũng bị liên lụy. Lúc này hông của Diệp Oản Oản đột nhiên bị một cái tay kéo lại. Một giây kế tiếp sau tiếng la hét. Chó cũng không cho Tần Nhược Hy, cả người Diệp Oản Oản đã ngồi vào trên chân của Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản còn muốn đi về trước để nháo nữa lại vững vàng bị đè lại, tiếp theo đón lấy bên tai là âm thanh khàn khàn truyền tới của nam nhân như tiếng đàn sen lô, ngoan ngoãn anh không cho em tự chửi mình như vậy. Cô mới không có tự chửi mình nha, không cho chửi mình là chó. Diệp Oản Oản sửng sốt một chút mới phản ứng lại được ý của Tư Dạ Hàn. Trong lòng nóng nảy nghe được lời nói của anh, cô vô hình lại bình tĩnh được chút, sau đó Diệp Oản Oản ngẩng đầu trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, không cho phép anh cưới Tần Nhược Hy. Kiếp trước nữ nhân này thiếu chút nữa đem cô ép thành người điên, cô ta còn giết cả Đại Bạch nữa. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong liền phát hiện tâm tình của mình bị Tư Hạ con gấu con kia kích thích không khống chế được nữa, vuốt ve cái trán buồn buồn mở miệng nói, được rồi, anh muốn kết hôn ai là quyền tự do của anh, em sẽ không can thiệp vào đâu. Tư Dạ Hàn ánh mắt u ám mà nhìn cô yên lặng một hồi lâu sau mở miệng nói, anh cũng không cần tự do. Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc khi nghe câu trả lời này của anh, chẳng lẽ anh thích bị người quản lý sao, nếu em ngày ngày tra xét, ngày ngày đối với anh quản đông quản tây anh không tức giận sao? Bàn tay của Tư Dạ Hàn một chút một nhẹ khẽ vuốt ve đầu tóc của Diệp Oản Oản do đánh nhau mà rối bời sau đó đáp lại, không tức giận. Diệp Oản Oản hiển nhiên không tin bĩu môi một cái lại hỏi. Cái kia vậy nếu là chờ em có quyền thế, biến thành nữ đại lão một tay che trời, đem anh giam lại nơi nào cũng đều không cho đi, ngay cả cha mẹ của anh cũng không cho anh nhìn thấy. Bất kể anh đi đâu đều phái người đi theo anh theo dõi anh, còn đem anh khóa ở trên giường, hàng đêm đối với ngươi muốn làm gì thì làm sao đây? Tư Dạ Hàn nghe nói như vậy đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng. Lời này của Diệp Oản Oản rõ ràng cho thấy có ý đồ riêng là đang tố cáo anh đây mà. Sắc mặt của Diệp Oản Oản đen sẫm, anh cười cái gì? Anh còn có mặt mũi mà cười sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đang tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu hôn một cái trên khóe môi của cô rồi nói, anh rất chờ mong. Lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại lời mà Tư Dạ Hàn mới nói xong, ánh mắt đều trừng thành chuông đồng. Về phần hai người khác trong xe. Hứa Dịch,
khục khục, có thể hay không quấy rầy một chút, trên xe còn có người. Tư Hạ, ta muốn xuống xe. Chương 235, anh làm sao đáng ghét như vậy chứ? Diệp Oản Oản quả thật là bị một người biến thái nào đó làm cho sợ ngây người. Cô nói như vậy anh lại còn dùng biểu tình rất mong đợi đáp lại cô sao? Cho nên, cô còn có thể nói cái gì nữa à? Diệp Oản Oản đã không có hy vọng nào cùng Tư Dạ Hàn trao đổi thêm gì nữa, cho nên hiện giờ cô vô cùng đau lòng buồn thương tiếc cho khối bánh ngọt bị cô bóp vỡ kia. Cô tại sao lại phải gây khó dễ với thức ăn chứ? Đau lòng quá đi. Cho tới khi một kẻ cầm đầu nào đó một mực đang đòi muốn xuống xe. Hứa Dịch khó xử hướng về phía sau nhìn một cái xin phép, ông chủ cái này. Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng, gọi điện thoại cho đại ca, liền nói Hạ Hạ tối nay không quay về. Hứa Dịch, vâng. Tư Hạ nghe xong một chút lông đều dựng lên, cơn tức giận bùng nổ, dùng sức gõ cửa sổ xe. Tư Dạ Hàn, ngươi muốn làm cái gì đối với tôi? Thả tôi xuống xe, tôi muốn trở về. Con ngươi lạnh lùng của Tư Dạ Hàn lộ ra một tia cảnh cáo nói, hôm nay lão sư gọi điện thoại qua nói rằng bảng nguyện vọng đã phát xuống rồi. Vậy thì thế nào, chuyện của tôi không cần ngươi quan tâm. Tư Hạ lạnh rên một tiếng. Tư Dạ Hàn không để ý đến lời nói của Tư Hạ, tiếp tục hỏi, cậu chuẩn bị muốn thì vào trường đại học nào rồi? Ngoặc kép, đều nói không cần ngươi quan tâm, tôi không muốn lên đại học có được hay không, Tư Hạ không nhịn được nói. Tư Dạ Hàn gật đầu, có thể. Tư Hạ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn sang, thực sự. Tư Dạ Hàn liếc nhìn tiểu nha đầu trong ngực đang bởi vì bánh ngọt mà khổ sở, đừng buồn khổ nữa, trở về anh sẽ mua lại một cái mới cho em. Trấn an được Diệp Oản Oản xong, Tư Dạ Hàn mới tiếp tục nhìn Tư Hạ mở miệng nói, không muốn đi học thì kết hôn đi. Kết hôn, Tư Hạ như bị sét đánh ngang tai, quả thật là không cách nào tin tưởng được, hỏi lại, Tư Dạ Hàn ngươi có còn nhân tính hay không? Tôi CMN còn vị thành niên, ngươi lại có thể gấp như vậy muốn bán đứng tôi sao? Biểu tình kia của Tư Hạ thật là giống như một tiểu hoàng tử bị phụ vương độc tâm đưa đi kết thân cùng tiểu công chúa nước khác. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mà mở miệng nói, vậy cứ tiếp tục đi học, lần này nếu như không thi đậu Đế Đô Đại học, một tháng sau ta sẽ sắp xếp hôn lễ cho ngươi. Tư Hạ F.U.C.K. Trả thù, người này là trần chuồng khỏa thân trả thù. Diệp Oản Oản nhìn lấy xui xẻo mà Tư Hạ phải chịu, cô rất là muốn cười trên nỗi đau của người khác, ai biểu ngươi miệng đê tiện như vậy chứ? Thật là vui khi để cho Tư Hạ đi nhờ xe a. Cẩm Viên, cứ như vậy, Tư Hạ vốn là nghĩ đi nhờ xe thuận tiện làm một chút chuyện ác tâm với Tư Dạ Hàn, ai ngờ kết quả bị cưỡng chế mang về nhà còn phải bị buộc viết vào bảng nguyện vọng thi đại học nữa chứ. Trên bàn, Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ hai người mỗi người nằm úp sấp ở một bên. Tư Dạ Hàn ngay ở bên cạnh nhìn xuống, quả thật là giống như là lão sư đang giám khảo. Tư Hạ bị Tư Dạ Hàn cưỡng chế yêu cầu điền vào Đại học Đế Đô. Diệp Oản Oản nhìn thấy kết quả của Tư Hạ rốt cuộc cũng cảm thụ được một tia đồng bệnh tương liên, có chút khẩn trương mở miệng hỏi, cái đó, em muốn thi vào Đại học Đế Đô truyền thông khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp, có thể không anh? Quá xa, Tư Dạ Hàn đúng như dự đoán của cô, anh cự tuyệt lời đề nghị của cô a. Diệp Oản Oản vẻ mặt như đưa đám nói, cũng không cách bao xa mà, ngược lại ở trong thành phố khoảng cách Cẩm Viên không phải chỉ 2 đến 3 giờ thôi sao. Thấy Tư Dạ Hàn không có chút dấu hiệu nào thay đổi chủ ý của mình, Diệp Oản Oản có chút kích động mở miệng nói, anh không phải là rất chờ mong em trở thành nữ đại lão hay sao? Nếu như anh không cho em làm cái này, không cho em làm cái đó, em lúc nào mới có thể trưởng thành được? Bây giờ chỉ là chuyện thi lên đại học thôi mà anh đã như vậy rồi. Vậy em sau đó muốn đi tìm công việc thực tập thì làm sao bây giờ, có phải anh cũng sẽ không cho em đi không? Như vậy tới lúc nào em mới có thể hàng đêm đối với anh muốn làm gì thì làm a? Tư Hạ, tôi có thể đi khỏi đây hay không a? Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, không cần thành nữ đại lão, em cứ như bây giờ là được rồi. Tư Hạ, các ngươi rốt cuộc có không có nghe được tôi nói chuyện hay không vậy? Diệp Oản Oản quá giận đến mức cầm tay của Tư Dạ Hàn lên cắn một cái, anh làm sao lại đáng ghét như vậy chứ? Chương 236, người ta cực kỳ thích anh nha. Không được rời khỏi phòng, Tư Hạ bi phẫn đan sen ngồi bên cạnh xem kịch, quyết định gây chuyện vừa nghe đến lời nói của Diệp Oản Oản, liên tục phụ họa gật đầu nói, đúng đúng đúng. Cô thấy rồi đó, hắn chính là kẻ đáng ghét như vậy đó, cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm. Không có kẻ nào so với hắn ta đáng ghét hơn rồi. Con người của Tư Dạ Hàn lộ ra lạnh giá như bên dưới cửu u, hướng về phía của Tư Hạ nhìn một cái,
vốn chính là, Tư Hạ đỡ lấy ánh mắt kia muốn tiếp tục nói chẳng qua là âm thanh càng ngày càng nhỏ. Tư Dạ Hàn không có lại để ý tới hắn, ánh mắt xéo qua liếc nhìn trên mu bàn tay mình bị Oản Oản cắn, sau đó nâng con ngươi lên ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Không khí một trận quỷ dị tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói, anh có thể để cho em đi cũng có thể bắt đầu từ hôm nay liền để em làm chuyện em muốn làm, anh sẽ không hạn chế bất kỳ tự do nào của em, anh cũng sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của ngươi trừ phi gặp phải hai trường hợp. Diệp Oản Oản càng nghe càng không cách nào tin tưởng, nghe được hai chữ cuối cùng kia khẩn trương mà siết chặt ngón tay hỏi lại, hai loại tình huống nào cơ? Ngoặc kép. Tư Dạ Hàn, thứ nhất là chuyện em chủ động tới cầu anh. Diệp Oản Oản cẩn thận suy nghĩ trầm ngâm nói, vậy anh có thể bảo đảm không làm ngáng chân em sao? Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, biểu tình kia rõ ràng cho thấy anh căn bản khinh thường việc mình ngáng chân cô, anh bảo đảm. Diệp Oản Oản nghi ngờ không thôi mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, Tư Dạ Hàn nếu đã đáp ứng chắc là sẽ không lừa cô đâu nha. Nhưng anh nói như vậy là có ý gì chứ? Xem thường cô sao? Anh cảm thấy cô dựa vào thực lực của chính mình nhất định sẽ đụng phải chứng ngại liền quay đầu trở về cầu xin anh giúp đỡ sao? Điều kiện thứ hai thì sao? Diệp Oản Oản ngừng thở tiếp tục hỏi. Tư Dạ Hàn, thứ hai, bị thương. Nghe được câu trả lời này Diệp Oản Oản ngừng lại sửng sốt một chút, cái này bị thương tính theo mức độ như thế nào? Đối với Tư Dạ Hàn mà nói dù sao cô cũng là vật sở hữu anh để ý nhất cho nên anh không cho phép cô có bất kỳ tổn thương gì. Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng, dựa theo phán đoán của anh. Diệp Oản Oản có chút không biết nói gì, cái này cũng quá chủ quan rồi, nếu dựa hoàn toàn vào định đoạt của anh chẳng lẽ em chảy ra đầu hay bị côn trùng cắn một cái cũng có thể tính là bị thương sao? Tư Dạ Hàn, nhìn tâm tình anh. Được rồi, anh là đại gia, anh có quyền định đoạt. Cũng còn may là cô có khả năng nịnh hót, ách không phải nói là kỹ năng vuốt lông của cô cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Oản Oản đè nén tâm tình kích động hít sâu một hơi mở miệng nói, có phải chỉ cần em chứng minh được chuyện em có năng lực xử lý xong hết thảy mọi chuyện hơn nữa em còn có năng lực ra sức bảo vệ che chở chính mình liền có thể hay không làm những điều em muốn hay không? Tư Dạ Hàn ánh mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm cô, nếu em không làm được, như thế hết thảy trở về nguyên điểm, em sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Diệp Oản Oản cắn cắn răng, được, một lời đã định. Một ngày nào đó cô muốn xoay mình làm chủ nhân. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài đáy mắt sán lạn như sao ánh sáng, đừng nóng vội, anh còn có thêm mấy cái yêu cầu nữa. Còn có cái yêu cầu gì nữa vậy? Diệp Oản Oản cảnh giác hỏi lại. Cô cũng biết không có dễ dàng như vậy mà. Tư Dạ Hàn vừa nói đưa ra một sấp văn kiện tới trước mặt cô, làm được những yêu cầu quy định này của anh, nếu có phạm quy, những lời anh mới nói tới toàn bộ hủy bỏ. Diệp Oản Oản nhận lấy tập văn kiện hơi nhìn lướt qua. Chỉ thấy bên trong tập hiệp nghị văn kiện kia viết, cấm chỉ hút thuốc, cấm chỉ uống rượu, cấm chỉ đánh nhau, cấm chỉ về muộn, cấm chỉ cùng người xa lạ nói chuyện, cấm chỉ gửi tin nhắn không trả lời, cấm chỉ gọi điện thoại không nhận, cấm chỉ ăn thực phẩm rác rưởi, cấm chỉ nhìn chăm chú người khác phái, cấm chỉ đứng núi này trông núi nọ. Cái này mà gọi là có mấy cái yêu cầu thôi sao, cái này ít nhất cũng có mấy trăm cái đi, anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà lại có nhiều yêu cầu như vậy chứ? Hơn nữa để cho cô tương đối lưu ý chính là, cấm chỉ uống rượu, bốn chữ này chẳng biết tại sao cố ý phóng đại to thêm. Là văn kiện này in sai rồi sao, tại sao phải cố ý đem bốn chữ này phóng đại to thêm chứ? Nên phóng đại to thêm không phải là, đứng núi này trông núi nọ sao? Còn có cấm chỉ đánh nhau là cái quỷ gì, cô là một cô gái nhu nhược như vậy có chỗ nào giống như là người biết đánh nhau chứ? Mặc dù yêu cầu thật sự là rất nhiều. Cô nhìn đến hoa cả mắt nhưng so với tất cả cô rốt cuộc cũng có thể yên tâm lớn mật làm chuyện chính mình muốn làm cho nên hết thảy đều không có vấn đề gì cả. Vốn là cô đều đã chuẩn bị vừa khóc hai náo ba treo cổ tự vận, bây giờ không thể nghi ngờ được đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Được á, anh nói cái gì cũng được, cũng biết anh tốt nhất, người ta cực kỳ thích anh nha. Con người vừa mới nói ghét người ta Diệp Oản Oản nhất thời thái độ chuyển biến lớn xoay một phát hơn 180 độ. Tư Hạ ở một bên khiêu khích hoàn toàn thất bại trợn mắt hốc mồm. Tại sao, vì cái gì mà kết quả lại biến thành như vậy chứ? Chương 237, bạn gái của ta thi vào trường đại học. Đừng nói là Tư Hạ, ngay cả Hứa Dịch đứng hầu ở một bên đều có chút bối rối. Suốt 2 năm A, vô luận Diệp Oản Oản ầm ĩ như thế nào đều vô dụng, hiện tại mặc dù đưa ra rất nhiều điều kiện nhưng ông chủ của hắn lại thực sự nhả ra rồi.
Cô là một tiểu nha đầu trường cấp 3 cũng còn chưa có tốt nghiệp, quan hệ cùng người trong nhà lại hỏng bét không tốt, 2 năm qua được người khác cung cấp cơm ngon áo đẹp, ra vào có vô số người bảo vệ cùng người giúp việc, hiện tại đột nhiên thả cô ấy ra ở bên ngoài làm sao có thể sinh tồn được chứ? Chẳng lẽ ông chủ là thay đổi sách lược nghĩ rằng cho cô ấy ở bên ngoài đụng phải chứng ngại sau đó mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông chủ của hắn sao? Tư Hạ soạt một cái đứng lên, Diệp Oản Oản đầu óc của cô bị heo gặm rồi sao, hiệp ước bán mình bất bình đẳng như vậy cô cũng thể đồng ý hả? Diệp Oản Oản rất sợ sự tình thật vất vả bàn xong xuôi lại bị quấy nhiễu, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, tôi liền vì yêu mà bán mình cho bảo bảo nhà ta thì thế nào cơ chứ, có liên quan gì đến cậu đâu. Ngoặc kép, tiểu tử thúi, lại nhiều lần khiêu khích cô như vậy quả thật là muốn ăn đòn rồi. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái rồi hỏi lại, bảo bảo là ai? Diệp Oản Oản lập tức ngọt ngào mở miệng nói, bảo bảo chính là người yêu a, đây là biệt danh đối với tình nhân nha tương đương. Vào giờ phút này Tư Hạ đã bị ngược đến mức hoài nghi sao mình lại sinh ra trên đời này luôn rồi. Tại sao hắn cảm giác mình không chỉ khiêu khích không thành công còn ngược lại thành trợ công cho người khác cơ chứ? Tư Hạ cắn răng nghiến lợi, đơn đăng ký đã điền xong tôi hiện tại có thể đi được chưa? Có thể, Tư Dạ Hàn tâm tình không tệ rốt cuộc cũng thể hiện thiện tâm của mình thả người. Tư Hạ mới vừa đi ra không có mấy bước, một nam nhân ăn mặc cẩm bào hoa thêu từ ngoài phòng đi vào, à được. Hạ Hạ, người cũng ở đây sao? Đứa nhỏ này sao lại có bộ dáng thế này vậy? Ngoặc kép. Vẻ mặt này thoạt nhìn không khỏi rất là quen thuộc a. Tư Hạ không có tâm tình phản ứng đến hắn sậm mặt lại đi ra ngoài. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lâm Khuyết ăn mặc cẩm bào hoa thêu khóe miệng co quắp một trận, cái này quả thật là thiếu thẩm mỹ rồi. Nếu không phải là hắn có phúc có bề ngoài tốt lại ưa nhìn thì việc hắn mặc như vậy có thể đem mắt của người khác đuôi mù. Lại có thể còn không thấy ngại mà nói những lời người khác nghe muốn ói ra toàn bộ như vậy nữa chứ. Cửu ca, ta đều ước hẹn với ngươi hơn 800 lần rồi mà lại không có một lần nào gặp được anh, đây cũng quá không nể mặt mũi rồi đi. Nhìn dáng dấp của Lâm Khuyết đây là hẹn người không tới liền tự mình đến cửa tới bắt người đi. Lâm Khuyết khí thế hung hăng tố cáo, bình thường thì coi như xong đi. Hôm nay lại có thể cũng không tới. Hôm nay nhưng đây là thời gian trọng yếu ta giới thiệu bạn gái cho các ngươi quen biết. Cách làm huynh đệ như thế này không thể nào làm được. Chúng ta tuyệt giao đi. Tư Dạ Hàn nghiêng người tay chống lên trán liếc hắn một cái, được. Một trận gió lạnh thổi qua. Lâm Khuyết. Ngay cả một bên Diệp Oản Oản cũng không nhịn được cũng liền đồng cảm với Lâm Khuyết. Hắn giới thiệu bạn gái có tính quan đại thời gian trọng yếu sao, rõ ràng tốc độ đổi bạn gái của hắn cũng nhanh chóng như thay quần áo vậy. Lâm Khuyết bọc một bọc lệ thương tâm muốn chết mà khóc lóc kể lể, ngươi vô tình, ngươi vô sỉ. Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy được chứ? Ngươi đều một tháng rồi không có để ý tới người ta. Ngươi cả ngày lẫn đêm rốt cuộc là đang bận rộn cái gì vậy? Tư Dạ Hàn đầu không có nhấc lên một chút nào, dùng bút màu đỏ phác họa bên trên sách luyện tập, bạn gái của ta thi vào trường đại học nên gần đây không tham gia xã giao. Lâm Khuyết sững sờ. Lúc này mới chú ý tới đồ vật ở trong tay của Tư Dạ Hàn, rõ ràng là một quyển sách luyện tập số học, chữ viết màu đỏ phía trên ghi lại lời phê cùng cách giải bài tiêu chuẩn tất cả đều là Tư Dạ Hàn viết lại. Lâm Khuyết đờ đẫn thật lâu mới mở miệng khẽ nguyền rủa một tiếng, đệt. Hắn cuối cùng mới biết tại sao cảm thấy biểu tình của Tư Hạ vừa rồi lại quen thuộc như vậy, cái kia rõ ràng là vẻ mặt ngược chó độc thân a. Hắn đã lâu không có giao du với bạn gái nào cả bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa. Lần này là vì muốn trả thù lần bị ngược trước đó nên cố ý nghĩ lấy le một chút. Ai biết, dù hắn đã có bạn gái hộ thể vẫn bị ngược thành mảnh vụn cặn bã. Chương 238, một đêm học phí cuối cùng. Theo sau Tư Hạ, Lâm Khuyết cũng bị chọc cho tức giận mà bỏ đi. Diệp Oản Oản tâm tình có chút phức tạp nhìn về phía Tư Dạ Hàn hỏi, anh những ngày qua buổi tối một mực ở nhà là vì muốn bổ túc cho em sao? Mới vừa rồi nghe Lâm Khuyết nói. Cô mới nhớ trong khoảng thời gian gần đây Tư Dạ Hàn quả thật đều là trước 8 giờ tối thì trở lại, chưa bao giờ về muộn hơn. Tư Dạ Hàn không có phủ nhận ý vị thâm trường nhìn cô một cái, để tránh có người đối với việc dạy học bất mãn không muốn trả học phí. Phốc khục khục ho khan, bị đâm trúng tâm sự Diệp Oản Oản nhất thời một mặt chột dạ, sao làm sao sẽ như vậy được. Trốn trả học phí gì đó cô thật đúng là có nghĩ tới. Điền bảng nguyện vọng xong kế tiếp trong vòng một tuần. Toàn bộ thể xác và tinh thần của Diệp Oản Oản tiến vào chạy giai đoạn nước rút trước khi thi. Đảo mắt cuối cùng đã tới kỳ thi vào trường đại học, buổi tối một ngày trước khi thi.
Bên cạnh Tư Dạ Hàn đã chìm vào giấc ngủ mà Diệp Oản Oản bởi vì ngày mai sẽ phải thi vào trường đại học khẩn trương thái quá đang ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Ai, trong lúc vô tình cô cùng Tư Dạ Hàn thì đã ngủ chung được một tháng. Từ lúc mới bắt đầu cô đều lo lắng đề phòng đến bây giờ cô đã có thể hoàn toàn đem mình trở thành cái gối ôm. Bởi vì trong miệng Tư Dạ Hàn nói tới đi ngủ, thực sự là ngủ, hơn nữa còn ngủ rất nghiêm túc. Ngoại trừ cô không có thói quen có tư thế gần gũi như vậy những cái khác ngược lại cũng bình thường. Hơn nữa ngày mai sẽ phải thi vào trường đại học rồi đây là một đêm nộp học phí cuối cùng của cô A. Đại khái là bởi vì cô tối nay ngủ không thoải mái, lông mi của Tư Dạ Hàn như cánh bướm hơi hơi chấn động một chút sau đó chậm rãi mở mắt. Trong bóng tối, cặp con ngươi sâu thẳm kia nhìn chòng chọc sau đó ôm chặt nữ hài vào trong ngực một cái, hơi chút cúi đầu, một giây kế tiếp, liền hôn lên môi của cô. Đang nhích tới nhích lui Diệp Oản Oản vội vàng không kịp chuẩn bị cảm nhận được trên môi mình có chút mềm mại cùng nhiệt độ nhất thời trợn to hai mắt. Em đánh thức anh rồi. Giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo nồng nặc oán khí. Xong đời, lại có thể không cẩn thận đem hắn đánh thức. Đại ma đầu thức dậy có oán khí à. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, em không phải cố ý chính là ngày mai em phải thi vào trường đại học rồi quá khẩn trương nên không ngủ được. Vậy cũng phải ngủ đi chứ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nam nhân đã như gió thổi mà đưa cô đặt ở dưới người, lần lượt hôn vào cái trán, ánh mắt, trên môi, xương quai xanh của cô. Diệp Oản Oản gắt gao cầm chặt y phục của mình nút áo không cho anh cởi ra, quả thật là cũng sắp khóc, làm bậy à, tại sao chỉ còn một đêm cuối cùng còn đem đại ma đầu cho làm phát bực như vậy nữa à? Em sai lầm rồi, em sai lầm rồi, em nhất định ngoan ngoãn đi ngủ không lộn xộn nữa, anh tỉnh táo lại một chút đi. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi ngày mai của em à. Tư Dạ Hàn không một chút xíu nào theo ý cô thuận theo xương quai xanh càng đi càng rơi xuống gặm cắn, không biết. Diệp Oản Oản theo tay nắm lấy một cái gối chặn anh lại, làm sao thì sẽ không tiếp tục nữa. Tư Dạ Hàn, những đề mục kia em coi như nhắm mắt lại cũng sẽ làm được. Diệp Oản Oản không còn gì để nói, đệt. Rót mê hồn thang cho anh cũng vô ích anh đã nói với em rồi à. Diệp Oản Oản thừa dịp nam nhân mới vừa tỉnh ngủ phản ứng tương đối chậm chạp, liền nhanh chóng lăn xa đến phía cuối giường. Tư Dạ Hàn một mặt bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản mới tránh thoát vòng tay của mình, mặt càng ngày càng u ám đáy mắt nhuộm tia cảnh cáo nguy hiểm, qua đây ngay. Cô có ngốc mới đi qua, nếu giờ cô đi qua ngày mai cô còn có thể bò dậy đi thi sao? Nhưng không đi qua hiển nhiên lại là không có khả năng. Diệp Oản Oản không có cách nào chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một. Sau đó thừa dịp thời điểm Tư Dạ Hàn hôn cô, tay nhỏ mềm mại một chút nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc cùng gáy của anh, giọng nói mềm mại nhu ôn nhu mang theo tia đầu độc dụ dỗ khiến cho người nghe phảng phất lâm vào đám mây mềm mại, ngoan ngoãn đi ngủ đi mà có được hay không em cùng anh ngủ chung a? Không, nam nhân chỉ nói một chữ sau đó liền chôn ở trong cổ của cô hô hấp dần dần trở nên nóng bỏng. Chương 239, kỹ năng bảo vệ tánh mạng vạn năng. Nhận ra được anh bất động. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái. Ngủ thiếp đi rồi, không nghĩ tới lời cô nói lại có thể thực sự thành hiện thực như vậy đi. Cô chợt nhớ đến thời điểm lần đầu tiên Tư Dạ Hàn thiếu chút nữa bị tiếng chuông điện thoại di động của Hứa Dịch đánh thức, lúc ấy cô chính là dùng biện pháp tương tự như vậy đem anh lần nữa dỗ ngủ, lần này chẳng qua chỉ là dưới tình thế cấp bách nên cô mới tùy tiện thử xem, thế mà lại thành công. Cũng còn may a nếu không suýt nữa thì hù chết cô rồi. Thật là càng ngày càng kỳ quái, cô nhớ rõ kiếp trước chứng mất ngủ của Tư Dạ Hàn nghiêm trọng như bệnh đến thời kỳ chót, như dầu cạn đèn tắt, kiếp này làm sao lại dễ dàng đi ngủ như vậy. Trước kia cô còn tưởng rằng đó là trùng hợp nhưng bây giờ cô đều đã quan sát được một tháng sẽ không có sai lầm đi. Là bởi vì cô trọng sinh nên đưa đến cái thay đổi gì mà cô không biết sao. Giống như là hiệu ứng hồ điệp, một cái thay đổi rất nhỏ đều đủ để đưa tới rất nhiều biến hóa lớn không cách nào đoán trước được. Vô luận rốt cuộc là nguyên nhân gì, tóm lại Diệp Oản Oản vẫn phải duy trì cái tư thế này không nhúc nhích cô cũng không dám, lần nữa đánh thức anh nha. Đại khái là bởi vì Tư Dạ Hàn mới vừa nói một câu kia, em coi như nhắm mắt lại anh cũng sẽ làm đến cùng, lại để tâm tình của cô vốn khẩn trương trước khi thi không khỏi bình tĩnh lại. Chính là a, cô có cái gì mà cần phải khẩn trương chứ, kiến thức văn khoa cô chỉ cần nhìn qua một lần liền sẽ không quên, cho tới môn số học, cũng dưới sự bổ túc của Tư Dạ Hàn đột nhiên tăng mạnh. Chính cô ở nhà dùng bài thi khảo nghiệm mô phỏng làm qua nhiều lần, không có một lần nào là thấp hơn 140 điểm.
Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ dần dần đánh tới Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản tinh thần phấn chấn tỉnh lại, học phí rốt cuộc cũng giao xong rồi nha. Xoay mình ngồi dậy một cái lưu loát đem chăn vén lên, Diệp Oản Oản chuẩn bị thức dậy. Kết quả, mới vừa đứng dậy được một nửa liền bị để cánh tay ngang bên hông ép trở lại trên gối. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn Tư Dạ Hàn đang nằm bên cạnh một chút yếu ớt mà mở miệng nói chuyện, ách thời gian đã đến 8-8 giờ rồi. Gương mặt hoàn mỹ đến không có một tí tì vết nào của Tư Dạ Hàn toát ra vẻ mơ màng đang được phản chiếu qua khe hở lúc tia nắng sớm chiếu vào phòng, anh mới vừa tỉnh ngủ trong con người phảng phất sương mù quanh quẩn mê người dẫn người khác từng bước một tiến vào rừng rậm. Diệp Oản Oản cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô lại cảm giác trong khoảng thời gian này giá trị nhan sắc của Tư Dạ Hàn thật giống như lại cao hơn không ít, da thịt giống như đồ sứ cực phẩm không có nửa điểm lỗ chân lông, so với cô cũng còn tốt hơn nhiều, có đến vài lần cô đều quên sợ hãi của mình thiếu chút nữa thừa dịp anh ngủ trộm sờ mặt của anh. Chẳng lẽ là giấc ngủ thay đổi là nguyên nhân dẫn đến chuyện này sao? Xem ra, Mỹ Dung ngủ, editor, ngủ đủ giấc làm cho người ta đẹp hơn thật là có khoa học căn cứ nha. Là 7 giờ 59 phút 31 giây. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt anh lại tiếp tục bắt đầu chuyện đang còn dang dở tối ngày hôm qua. Xương quai xanh bị cắn một cái, Diệp Oản Oản một mặt không nói gì. Thật là cố chấp, đều đã ngủ đủ một giấc rồi tỉnh lại thế mà vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua sao. Bây giờ chỉ còn lại 29 giây cô chờ xem anh có thể làm gì được cô chứ. Diệp Oản Oản rụt rè giơ tay lên định xoa đầu anh. Lần này, không đợi tay của Diệp Oản Oản nâng lên giở lại trò cũ liền bị tay của Tư Dạ Hàn kéo úp xuống ở trên gối. Con người Tư Dạ Hàn lạnh giá lại đẹp đến không tưởng tượng nổi hơi hơi nheo lại, cúi đầu gần như hung tợn mà hôn cô còn mang theo ý muốn trừng phạt. Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản kinh hồn táng đảm đồng hồ treo trên tường, đông, một tiếng rốt cuộc chỉ hướng 8 giờ đúng. Chờ Diệp Oản Oản kịp phản ứng bởi vì nụ hôn vừa rồi mà thiếu oxy đến chóng mặt tỉnh lại thì cô mới phát hiện Tư Dạ Hàn đã xuống giường cởi quần áo ngủ bắt đầu thay bộ quần áo mới. Tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng cài nút cẩn thận tỉ mỉ hệ từng hạt nút một, đáy mắt sương mù đã tan hết, trên mặt là vẻ mặt thanh tỉnh lạnh nhạt trong nháy mắt lại biến thành ánh mắt không dính khói bụi trần gian băng sơn trích tiên. Anh ở một bên mặc quần áo mặt không đổi sắc mà ra mệnh lệnh cho cô thức dậy chuẩn bị đi. Ồ, Diệp Oản Oản lăng lăng trả lời nhìn tỏ vẻ mà than thở. Đã hôn đến như vậy lại có thể dừng lại sao, theo trình độ của người nào đó mà nói người như thế này cũng thật sự là đủ đáng sợ. Lực tự chế cường đại đến mức nào mới có thể chiến thắng được sinh lý cùng bản năng của con người chứ, nhưng cô thật không hiểu tại sao bình thường anh lại bởi vì một chút việc khó hiểu mà tức giận cơ chứ. Cũng bởi vì kiếp trước anh quá dễ dàng tức giận, tình cảm hoàn toàn không cách nào khống chế được cho nên cô mới sợ hãi anh như vậy. Cũng tỉ như hiện tại, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rõ ràng đang thất thần, vẻ trong trẻo lạnh lùng trên mặt mơ hồ có chút gió bạo nổi lên, đang suy nghĩ gì mà không tập trung vậy. Cô thiếu chút nữa đã quên mất chuyện ở bên cạnh anh mà phân tâm nghĩ ngợi chuyện khác cũng là một trong những cấm kỵ của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản vội vàng phục hồi tinh thần lại nói, không có gì không có gì, chính là cảm thấy dáng người của anh thật tốt nha. Không cẩn thận nhìn đến ngây người. Cũng còn may là sau khi sống lại cô lại có được kỹ năng bảo vệ tánh mạng vạn năng. Chương 240, cho ta khí phách của ngươi. Ăn điểm tâm xong, chuẩn bị xong hết thảy đồ dùng sau đó Diệp Oản Oản liền chuẩn bị đi ra cửa. Trước khi đi, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó vì vậy dừng chân lại nói, chờ một chút. Em đột nhiên nghĩ đến còn có một chuyện rất quan trọng chưa có làm. Nói xong cô như một làn khói chui vào trong sân. Bước chân nhẹ vô cùng mà hướng về một bóng dáng màu trắng đang dưới bóng cây. Gần đây rõ ràng mặc dù thường xuyên ở tại Cẩm Viên nhưng Tư Dạ Hàn đều không cho cô chơi đùa, lý do là, mềm muội mất cả ý chí, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cô. Cũng còn may là cô ngay lập tức sẽ hết khổ thôi, chờ cô được nghỉ hè liền có thể chơi với Đại Bạch rồi. Rõ ràng như là phát hiện có người đến gần, lỗ tai của Đại Bạch run một cái. Cũng không có phản ứng lại, nó vẫn như cũ nằm lười biếng ở chỗ đó, cái đuôi ung dung mà lắc qua lắc lại. Ba bước, hai bước, một bước. Đại Bạch à, cho ta khí phách của ngươi đi để cho ta có thể ở trên trường thi đại sát tứ phương nha. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, thừa dịp Đại Bạch không chú ý thật nhanh ở trên người nó sờ soạng một cái, sau đó nghiêng đầu mà chạy. Cách đó không xa Tư Dạ Hàn. Cái cô gọi là chuyện vô cùng quan trọng chính là sờ trộm sát sao.
Hứa Dịch nhìn thấy động tác đáng khinh giống như chấm mút của lạ của Diệp Oản Oản, khóe miệng anh ta co quắp một trận. Anh ta phát hiện Diệp Oản Oản dường như thực sự rất yêu thích Slut. Tên của Slut có ý là sát hại mà bạch hổ này bề ngoài cũng giống như tên của nó, đây là chủng loại vốn tương đối thích giết chóc cùng hiếu chiến, cộng thêm từ nhỏ đã trải qua không ít huấn luyện máu tanh tính tình càng thêm tàn bạo. Diệp Oản Oản biết sợ nó, điều đó không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Diệp Oản Oản lại nói ra lời nói muốn dính khí phách của nó để có thể đại sát tứ phương. Nếu như không phải thật lòng thích thì tuyệt đối không có cách nào nói những lời như vậy được. Tư Dạ Hàn tự mình đưa cô đến trường thi. Sau khi đến, chỉ thấy phía ngoài trường học đông nghịt phụ huynh học sinh đưa thí sinh tới đưa thi. Các bậc cha mẹ đều ân cần dặn dò cùng khích lệ con cái mình rồi đưa mắt nhìn con mình tiến vào cổng trường thi. Em đi vào trong nhá. Diệp Oản Oản cởi dây nịt an toàn ra chuẩn bị bước xuống xe. Chờ một chút, lúc này Tư Dạ Hàn ngồi bên cạnh đột nhiên gọi cô lại. Diệp Oản Oản dừng động tác của mình lại hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, "A, chẳng lẽ là anh muốn cho cô khích lệ cùng động viên sao như mấy người kia sao? Sớm nộp bài thi một chút đừng có lãng phí thời gian." Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái, giấu lớn, giấu bé. Cha mẹ nhà người ta đều là dặn đi dặn lại không được nộp bài thi trước thời gian để có thể kiểm tra thêm mấy lần cho chắc, còn anh lại nói cô sớm một chút nộp bài thi để tiết kiệm thời gian. Thật là không có so sánh liền không có thương tổn a. Cũng còn may cô đã có chuẩn bị rồi. Em biết rồi, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng đẩy cửa xe ra. Hôm nay thi là môn văn khoa, cô thực sự không cần tốn quá nhiều thời gian a. Cửa xe đẩy ra được một nửa, sau lưng đột nhiên lại truyền tới âm thanh của Tư Dạ Hàn, chờ một chút. A, anh còn có việc gì nữa sao? Diệp Oản Oản không hiểu lại lui về. Có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản tự hỏi lại trong lòng mình. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ánh mắt kia nhìn chăm chú làm cho Diệp Oản Oản rất sợ sệt, cô lại làm sai cái gì để chọc tới anh rồi sao? Trong lòng đang bồn chồn, Tư Dạ Hàn đột nhiên cúi người xuống ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn hơi lạnh. Cảm nhận được trán mình có một luồng hơi lạnh chạm phải, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt theo bản năng sờ trán một cái. Đây chẳng lẽ là vì yêu nên khích lệ sao? Tư Dạ Hàn lúc nào thì đặt tình thương lên hàng đầu rồi. Vừa hôn xong, Tư Dạ Hàn liền lần nữa ngồi thẳng người lại, không nhanh không chậm nhìn cô một cái nói, không phải là em muốn đại sát tứ phương sao? Diệp Oản Oản. Cho nên ý của Tư Dạ Hàn là đụng chạm với anh so với chạm vào Slut càng có thể đại sát tứ phương hơn có phải không? Nói theo một ý nghĩa nào đó cô thật đúng là không có cách nào phản bác được. Cảm ơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 240.